Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 6. Hóa ra hợp đồng mà trước đây năm đại gia tộc cùng ký, không chỉ đơn giản là chuyển tiền, mà còn đính kèm điều kiện hợp tác giữa hai bên, một bên là năm đại gia tộc đầu tư đan dược, một bên là tập đoàn Bạch Thị cung cấp đan dược. Có điều, lúc ấy đám người năm đại gia tộc đều bị thực lực đáng sợ của Diệp Lâm dọa chết khiếp, đâu ai dám xem ký hợp đồng. Cho dù là hợp đồng bán mình thì bọn họ cũng phải căng ra đầu ra ký tên. Tối qua, Diệp Lâm tiện tay luyện chế hơn 10 viên đan dược kéo dài tuổi thọ. Mỗi một viên đều là vô giá. Cái giá một viên 100 triệu không phải là nói đùa. Nhưng mà đám nhân viên kia không hề tin tưởng. Bọn họ cho rằng bản hợp đồng kia chỉ là lớp vỏ bọc cho việc góp vốn phi pháp. Nếu các anh không tin thì tôi cũng đành chịu. Diệp Lâm nói thẳng, có điều, tôi có thể nói cho các anh biết là tương lai tập đoàn Bạch Thị chủ yếu kinh doanh về y dược. Hiện giờ năm đại gia tộc đầu tư đều là vì chuẩn bị cho sau này. Gã nhân viên cầm đầu vẫn rất khinh thường, chỉ dựa vào đan dược của anh mà một viên 100 triệu. Lừa đồ ngu hả, người có thể lấy ra số tiền kia, không một ai là đồ ngu cả. Là do các anh không biết năng lực của Diệp Thần Y. Hoa Quốc Đống không nhịn được nói, Diệp Thần Y thật sự là một bậc thầy y học quốc gia, có khả năng cứu sống người chết, đan dược do anh ấy luyện ra, tương lai chắc chắn là cung không đủ cầu. Hừ, tuy rằng chúng tôi không hiểu, nhưng mà sẽ có người hiểu. Gã nhân viên cầm đầu nói, anh nói đan dược của anh là vô giá, đúng không? Anh có dám để cho chúng tôi lấy về, đi giao cho bác sĩ của Bệnh viện Trung ương kiểm tra hay không? Bệnh viện Trung ương là cơ quan quản lý y dược cao nhất cả nước. Bác sĩ cũng là bậc thầy y học quốc gia tiếng tăm lừng lẫy. Ví dụ như Lưu Văn Cảnh mà họ từng gặp, ông ta chính là bác sĩ có tên trong danh sách của Bệnh viện Trung ương. Có gì không dám chứ? Diệp Lâm nói, có điều, nếu sau khi kiểm tra xong, đan dược bị hỏng, không thể trả nguyên lại cho tôi, thì các người phải bồi thường gấp 10 lần. Gã nhân viên nghe vậy thì thầm nghĩ thằng nhãi kia đúng là nói mạnh miệng, thậm chí có chút không biết tốt xấu. Phải biết rằng có rất nhiều người ao ước được bác sĩ của Bệnh viện Trung ương tán thành. Thế mà thằng nhãi này lại dám tống tiền ngược lại. Lấy đan dược đi kiểm tra, thế nào cũng sẽ bị hỏng thôi. Có một gã nhân viên không nhìn được nói, tôi thấy là anh đang cố đổi trắng thay đen. Nếu kết quả kiểm tra là đan dược của anh không hề có giá trị, thì liệu anh có lấy cớ là vì đan dược hỏng rồi nên mới không kiểm tra ra hiệu quả? Nghe vậy, Diệp Lâm không chút để ý mà cười đáp, đan dược của tôi đấy hả, dù có chia thành nhiều mảnh nhỏ, thì mảnh nào cũng có hiệu quả tương ứng. Có điều, nếu gom lại thành một viên thì sẽ có hiệu quả sống thêm 10 năm. Nếu thật sự thần kỳ như anh nói thì chúng tôi càng nên mang về kiểm tra. Gã nhân viên cầm đầu cất đan dược, rồi nói thêm, trước khi có kết quả, công ty các anh phải tạm dừng buôn bán, cổ phiếu đã thu mua cũng mất hết giá trị. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều giật mình. Nhất là Diệp Lâm, anh nhíu chặt mày lại. Anh có thể miễn cưỡng tiếp thu chuyện tạm dừng buôn bán, dù sao hiện giờ công ty chỉ mới ở giai đoạn đầu, cái gì cũng chưa có. Nhưng nếu cổ phiếu đã thu mua mất hết giá trị, thì mọi toan tính trong khoảng thời gian này của mình đều thất bại hoàn toàn, giống như hoa trong gương trăng trong nước. Hay cho một chiêu gậy ông đập lưng ông. Diệp Lâm không nhịn được cảm thán rằng nhà họ Diệp mạnh hơn trong suy đoán của mình. Mình dùng mối quan hệ nhà họ Triệu đi điều tra tài chính của công ty nhà họ Diệp. Không ngờ nhà họ Diệp cũng dùng thủ đoạn tương tự đánh trả mình một đòn. Hơn nữa, nhà họ Diệp còn dùng mối quan hệ tới thẳng chỗ Bộ trưởng Bộ Tài chính. Vậy khi nào mới có kết quả? Bạch Phi Vi hỏi. Có lẽ là 3 đến 5 ngày, cũng có lẽ là 1 tuần 2 tuần. Gã nhân viên cười gian xảo, cái loại thần dược lợi hại thế kia, có khi phải kiểm tra 1-2 năm mới có kết quả được. Nghe vậy, mọi người vừa tức giận vừa bất ngờ. Hiển nhiên là đối phương không định kiểm tra ra cái gì, đối phương chỉ đang lấy cớ để kéo chết công ty bọn họ thôi. Bạch Phi Vi cảm thấy buồn lòng, không ngờ mình mới vừa bắt đầu thì đã bị đánh một đòn cảnh cáo. Quả nhiên giống như suy đoán của mình, nhà họ Bạch thất bại chính là vì không có chỗ dựa. Hiện giờ, ngay cả một nhân viên nho nhỏ của Bộ Tài chính cũng dám cáo mượn oai hùng trong công ty bọn họ. Mấu chốt là bọn họ còn không thể làm gì được đối phương. Được, các anh cứ lấy đi kiểm tra đi. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên nói, có điều, tôi muốn cùng đi với các anh. Xem ra đã đến lúc vận dụng các mối quan hệ của đại sư phụ rồi. Anh Lâm, anh đi theo làm gì vậy? Bạch Phi Phi lo lắng hỏi. Diệp tiên sinh cứ yên tâm,
Tôi sẽ đi tìm ông nội nhờ giúp đỡ, rất nhanh là có thể giải quyết. Triệu Uyển Đình nói. Tôi cũng sẽ về nói với cha tôi một tiếng, nhờ ông ấy giúp đỡ. Hoa Quốc, đống đảm bảo. Diệp Lâm cười nói, bọn họ nghi ngờ tài chính của chúng ta có vấn đề đúng không? Vậy thì tôi sẽ đi theo bọn họ, phối hợp với bọn họ, để bọn họ điều tra toàn diện, tranh thủ giải quyết xong chuyện trong hôm nay. Giải quyết xong. Trong hôm nay. Nghe vậy, đám nhân viên đều cảm thấy buồn cười. Bọn họ cho rằng Diệp Lâm không biết tự lượng sức mình. Có điều, nếu anh ta muốn đi theo thì cứ để anh ta đi theo là được. Nhân tiện nhốt anh ta vài ngày, để cho anh ta nhận rõ hiện thực. Thấy Diệp Lâm đã quyết định đi theo, Triệu Uyển Đình cũng không khuyên nữa, mà dặn dò, Diệp tiên sinh bảo trọng, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Chỉ cần Diệp Lâm có vấn đề thì nhà họ Triệu sẽ lập tức đi bộ tài chính đòi người. Sau đó, Diệp Lâm ngồi trên xe thương vụ của chính phủ, theo vài gã nhân viên đi về bộ tài chính. Đợi đám người đi rồi, mọi người xem trò hay xung quanh lại xôn xao bàn tán lên. Có điều, so với vui sướng khi người gặp họa lúc nãy, bây giờ bọn họ bắt đầu có chút đồng tình nhà họ Diệp. Mới khai trương ngày đầu tiên đã bị bộ tài chính điều tra rồi, còn phải ạm dừng kinh doanh để điều tra nữa, tập đoàn Bạch Thị đúng là xui xẻo mài. Đầu tiên là đắc tội nhà họ Chu. Kế tiếp là đắc tội bộ tài chính, xem ra nhà họ Bạch rất khó mà trở lại ngày xưa được. Giờ phút này, trên dưới tập đoàn Bạch Thị dường như bị sương mù bao phủ, hoàn toàn không chút không khí vui mừng. Không ai biết nhà họ Bạch có thể vượt qua được một ải này hay không. Chẳng lẽ, còn chưa bắt đầu là phải kết thúc sao? Bạch Phi Phi cắn nhẹ môi, cảm thấy không cam lòng. Anh Lâm, hiện giờ, Bạch Phi Phi chỉ có thể gửi hy vọng cuối cùng lên trên người Diệp Lâm. Hy vọng chuyến đi của anh có thể thuận lợi. Nhà họ Bạch bị bộ tài chính phong tỏa, thậm chí công ty cũng bị đình chỉ hoạt động tạm thời. Tin tức nóng hổi này lập tức lan truyền nhanh chóng. Người ta thường nói, có người buồn thì cũng có người vui. Nhà họ Chu đối diện có thể nói là đã ngay lập tức nhận được tin vui này. Sau khi tận mắt chứng kiến mọi việc, họ vô cùng sung sướng. Ha ha, quả báo, đúng là quả báo. Ông trời giúp chúng ta rồi. Sự chán nản tích tụ trong lồng ngực Chu Chính Hào lập tức bị cuốn đi. Lúc đầu, khi nhìn thấy xe chính phủ tiến vào, Chu Chính Hào đã rất hoang mang. Ông ta còn tưởng rằng nhà họ Bạch đã tìm được chỗ dựa lớn trong giới quan chức. Nếu như vậy thì đó sẽ là một bất lợi lớn cho nhà họ Chu. Ngay cả việc trả thù nhà họ Bạch cũng cần phải xem xét lại. Nhưng không ngờ nhóm quan chức này vào không phải vào để tham dự lễ khai trương mà là để phong tỏa công ty. Nghe tin xong, Chu Chính Hào suýt chút nữa cười đến ngất đi. Tôi còn chưa ra tay thì nhà họ Bạch các người đã xong đời trước rồi. Ha ha, bây giờ các người đắc tội với bộ tài chính, để xem ai còn dám làm ăn với các người nữa. Giờ đây, nhà họ Chu lại càng tự tin vào việc trả thù nhà họ Bạch, báo thù cho con trai. Tê Phong Bình ở bên cạnh cũng gật gù, xem ra, sức mạnh của trận pháp nhốt rồng vẫn còn. Quên đi. Tôi sẽ nhân cơ hội này toàn lực bố trí tam dương tụ âm trận ở ba tòa còn lại, để cho nhà họ Bạch hoàn toàn diệt vong. Chu Chính Hào nghe vậy thì vội vàng chắp tay nói, vất vả cho Tê Đại Sư rồi. Có gì cần chuẩn bị thì ông nói, nhà họ Chu sẽ cố hết sức để hỗ trợ. Lúc này, nhà họ. Cha ơi, có tin vui. Tập đoàn Bạch Thị hôm nay mới mở cửa đã bị bộ tài chính phong tỏa rồi. Và bởi vì nguồn vốn của họ không rõ ràng, nên tất cả cổ phiếu mà họ mua của công ty chúng ta đều không hợp lệ. Lời này vừa nói ra, mọi người trong nhà họ Diệp đều ồ lên hoan hô. Đám mây mù bao trùm nhà họ Diệp trước đó cũng tan biến. Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngày khó khăn nhất cuối cùng cũng kết thúc. Ha ha, tôi biết rồi. Ngược lại với họ, ông Diệp lại có vẻ khá bình tĩnh. Bởi vì đêm qua, sau khi đến thăm một ông chủ lớn và nhận được vài lời hứa hẹn, ông Diệp đã yên tâm phần nào. Mọi chuyện xảy ra hôm nay chỉ là lẽ tự nhiên, đúng theo dự đoán của ông A. Ngay lập tức, ông Diệp đứng dậy, cúi người về phía Bắc, cảm kích nói, cảm ơn Khổng Đại Nhân. Khổng Đại Nhân quả nhiên là giữ chữ tín, nói được làm được. Hai, đáng tiếc chỉ có cổ phiếu nhà họ Bạch mua là bị thu hồi. Diệp Nguyên Cát có hơi tiếc nuối nói, nếu như toàn bộ cổ phiếu của năm công ty kia cũng bị hủy bỏ thì sẽ tốt hơn. Nghe thấy con trai tham lam như vậy, ông Diệp nhanh chóng khiển trách, con đừng được voi đòi tiên. 5% này đã đủ để cứu nhà họ Diệp của chúng ta rồi. Ít nhất chúng ta vẫn là cổ đông lớn nhất.
năm nhà kia gộp lại cũng không thể lật đổ chúng ta được. Hơn nữa, cũng phải cảm ơn bọn họ đã điên cuồng mua cổ phiếu của chúng ta. Lần thị trường mở cửa tiếp theo, cổ phiếu của tập đoàn Diệp Thị chúng ta chắc chắn sẽ tăng vọt. Nói tóm lại, có được thì phải có mất. Ông Diệp cũng rất cởi mở về vấn đề này, đồng thời dạy các con mình không nên quá tham lam, đó là điều cấm kỵ trong kinh doanh. Cha, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Sau khi lấy lại bình tĩnh, nhà họ Diệp dựng lại tinh thần, cả gia đình cùng nhau đoàn kết, sẵn sàng cho một trận đánh lớn. Đương nhiên là phải ổn định lòng người rồi. Ông Diệp đứng lên nói, bên ngoài vẫn cho rằng nhà họ Diệp chúng ta sắp diệt vong rồi. Nguyên Cát, con đi chuẩn bị đi. Tối mai tổ chức một bữa tiệc long trọng, mời các ông chủ ở Yến Kinh tới. Chúng ta phải cho thế giới bên ngoài thấy và gửi một tín hiệu rõ ràng, rằng nhà họ Diệp không những không bị diệt vong mà còn trở lại mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, Diệp Lâm cũng đã đi theo các nhân viên đến Bộ Tài chính. Các cậu đem viên thuốc này đến bệnh viện kiểm tra xem có phải là thuốc thật hay không. Người đứng đầu giao đan dược cho một nhân viên chạy việc đem đến bệnh viện. À, đúng rồi, đan dược của cậu tên là gì và tác dụng của nó là gì? Diệp Lâm nói, tục mệnh đan, nó có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Những lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều sửng sốt. Các nhân viên hành chính dường như đã quen nên chỉ đứng yên giống như đang xem một kẻ khoác lác. Được rồi, cứ gọi như vậy đi, hy vọng các bác sĩ cũng nghĩ như vậy. Sau khi sắp xếp đan dược xong, nhân viên hành chính đưa Diệp Lâm đến phòng thẩm vấn. Nói là phòng thẩm vấn nhưng thực chất chỉ là một phòng tiếp khách yên tĩnh mà thôi. Anh ta nói rằng lát nữa sẽ có người đến đây để ghi chép. Chờ một chút. Diệp Lâm nói, tôi muốn gặp Khổng đại nhân. Hả, nhân viên hành chính giật mình, sau đó cười khẩy, có rất nhiều người muốn gặp Khổng đại nhân, đến bọn tôi còn khó gặp được, chẳng lẽ cậu định kêu oan sao? Tôi khuyên cậu nên hợp tác điều tra, thành thật khai báo, đừng có ý nghĩ không an phận. Không phải nhân viên hành chính cố tình làm khó mà anh ta chỉ đang nói sự thật mà thôi. Khổng đại nhân là người đứng đầu Bộ Tài chính nên tất nhiên không phải ai cũng có thể gặp được. Không gặp cũng không sao. Nói xong, Diệp Lâm lấy trong người ra một bức thư viết tay, vậy phiền anh giúp tôi đưa bức thư này cho Khổng đại nhân, đọc xong bức thư này, ông ấy sẽ tự khắc đến gặp tôi. Nhân viên hành chính lấy làm nghi ngờ, tự hỏi điều gì có thể có sức mạnh đến mức khiến Khổng đại nhân phải hạ mình đến gặp người này. Tuy nhiên, khi nhận lấy lá thư và xem xét kỹ lưỡng, anh ta đã nhất thời sửng sốt. Tay anh ta run lên, lá thư suýt chút rơi xuống đất. Đây là... Trên mặt nhân viên hành chính lộ ra vẻ sợ hãi. Nhân viên hành chính cầm lá thư bằng cả hai tay, chạy thẳng lên tầng trên cùng của tòa nhà văn phòng Bộ Tài chính. Bất cứ nơi nào nhìn thấy chữ viết này đều để anh ta đi qua. Cuối cùng, anh ta cũng đến được văn phòng duy nhất ở tầng trên cùng. Một ông già mặc áo cổ tàu, râu tóc bạc phơ đang vùi đầu vào biển sách, xem xét nhiều tài liệu khác nhau. Nếu ông Diệp ở đây, nhìn thoáng qua chắc chắn sẽ nhận ra ông già này chính là ông chủ lớn mà ông ta đã đến thăm cuối tuần qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Khổng Hữu Vi. Đại nhân, người nhân viên hành chính cúi đầu thật sâu và kính cẩn. Ông già ngẩng đầu, có hơi ngạc nhiên. Bởi vì trong hoàn cảnh bình thường, cán bộ cơ sở có việc gì thì sẽ giao cho cấp trên, ít người có thể lên trình báo trực tiếp. Nếu lên được thẳng trên này thì rõ ràng là đang có chuyện quan trọng cần báo cáo. Có chuyện gì thế? Khổng Hữu Vi bỏ công vụ trong tay xuống, đối xử với cấp dưới rất hài hòa. Thưa đại nhân, có người muốn chuyển bức thư này cho ngài. Nói xong, nhân viên hành chính kia đưa lá thư viết tay ra. Hả, Khổng Hữu Vĩ giật mình, thầm nghĩ, việc nhỏ nhặt như vậy sao phải đích thân mình xem chứ? Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, Khổng Hữu Vĩ chợt thấy chữ ký trên bức thư. Đột nhiên, toàn thân ông ấy như bị điện giật, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt sợ hãi. Ông ấy cầm lấy lá thư, lướt qua từ đầu đến cuối. Sau đó xem lại thật kỹ từng câu từng chữ. Sau khi xác nhận 3-4 lần, Khổng Hữu Vĩ mới khôi phục tinh thần, toàn thân run rẩy. Là chữ viết của cựu thủ tướng, thật sự là chữ viết của cựu thủ tướng. Khổng Hữu Vi vô cùng kích động, hai mắt hơi đỏ lên. Sau đó, ông ta nhìn nhân viên hành chính, hưng phấn hỏi, người gửi thư là ai? Hiện đang ở đâu? Thấy vậy, anh nhân viên lập tức giật mình, anh ta chưa bao giờ thấy bộ trưởng mất bình tĩnh như thế này. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chữ ký của bức thư vừa rồi, chính anh ta cũng sợ hãi.
Mặc dù đó đã là một cái tên cấm kỵ nhưng đó cũng từng là người đứng đầu 6 bộ trung ương và được xếp vào trong một trong 3 người có quyền lực cao nhất. Cậu ta ở. Nhân viên hành chính kể lại toàn bộ câu chuyện một cách chi tiết. Cái gì? Sau khi nghe xong, Khổng Hữu Vĩ vô cùng ngạc nhiên. Người gửi thư là người nhà họ Diệp ư? Chuyện này. Trong lúc nhất thời, Khổng Hữu Vĩ có hơi bối rối. Hôm qua, người đứng đầu nhà họ Diệp đã đích thân tới cửa nhờ ông ấy giúp đỡ nhà họ Diệp vượt qua khó khăn. Cuối cùng, không ngờ người khiến nhà họ Diệp đi vào con đường cùng lại cũng chính là người nhà họ Diệp. Nhanh lên, đưa tôi đi gặp cậu Tai. Khổng Hữu Vĩ không có thời gian suy nghĩ nhiều, gặp mặt đã rồi nói sau. Tại thời điểm này, trong phòng thẩm vấn, Diệp Lâm đang buồn chán ngồi đó. Cũng không biết lá thư của đại sư phụ có tác dụng hay không. Dù sao thì người đi trà cũng nguội, thủ tướng từng có biết bao nhiêu học trò, anh có thể có bao nhiêu quyền lực cơ chứ. Cạch, đột nhiên, cánh cửa bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên từ bên ngoài bước vào với vẻ mặt lạnh lùng. Cậu chính là Diệp Lâm. Đối phương có vẻ không có ý tốt, giống như gặp mặt kẻ địch, hung hăng nói, cậu biết tôi là ai không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Lâm nhìn thấy cảnh này, không khỏi giật mình, thầm nghĩ, đây là cán bộ trung ương ư, trẻ vậy sao? Hơn nữa, người này lại có vẻ thù địch với anh, chẳng lẽ lá thư của đại sư phụ đã phản tác dụng rồi sao? Con trai tao là Tạ Thiếu Côn đã bị mày sát hại. Người đàn ông nới với vẻ mặt hung ác, tao là cha của nó, Tạ An. Nghe vậy, Diệp Lâm chợt hiểu ra, chẳng trách người này lại ghét anh đến thế, hóa ra đúng là kẻ thù thật. Thì ra ông ta chính là Tạ An, cha của Tạ Thiếu Gia, người từng là nhân viên ở văn phòng chính phủ. Vì con trai gây thù chuốc oán với Diệp Lâm nên Tạ An đã đứng ra bảo vệ con trai, kết quả là hai cha con mất đi tất cả. Tạ Thiếu Côn bị mất việc, Tạ An cũng bị đình chỉ để điều tra. Tuy nhiên, Tạ An lại tiếp tục tham gia vào giới quan chức, do có một số mối quan hệ nên đã tìm được việc làm tại Bộ Tài chính. Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Con trai của Tạ An vẫn nuôi mối bất bình, thậm chí còn bắt cóc Susan như một hình thức trả thù. Sau đó, Diệp Lâm đã lao tới và kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực của anh ta. Dưới sự thuyết phục của Susan, Diệp Lâm đã không lấy đi mạng sống của Tạ Thiếu Gia ngay tại chỗ mà khiến anh ta bị tàn phế. Đáng tiếc chỗ đó lại là một nhà máy bỏ hoang không người, mấy ngày sau, khi có người tìm thấy Tạ Thiếu Gia thì anh ta đã mất máu mà chết. Đây có thể coi là ác giả ác báo. Tuy nhiên, vì điều này mà Tạ An vô cùng căm hận Diệp Lâm, đồng thời luôn nghĩ đến việc bắt Diệp Lâm phải trả lại món nợ máu này. Ông trời có mắt, cuối cùng mày đã đắc tội với người có quyền thế, bị bắt vào Bộ Tài chính rồi. Khi tới đây, Tạ An đã hỏi thăm được nguyên nhân Diệp Lâm bị bắt. Phát hiện ra Khổng đại nhân đã ra lệnh bắt người, xem lần này mày còn có thể thoát khỏi luật pháp hay không. Tạ An đã hạ quyết tâm, một khi Diệp Lâm bị bắt vào tù, cho dù tán ra bại sản thì ông ta vẫn phải khiến đối phương sống không bằng chết. Con trai của ông làm ra loại chuyện cầm thú như vậy, với tư cách là một người cha, chẳng lẽ ông không có chút hối hận hay xấu hổ nào sao? Diệp Lâm lạnh lùng nói, anh ta chết cũng là đáng đời thôi. Nhưng tội của nó không đáng phải chết. Tạ An tức giận gầm lên, mày đã giết nó, cho dù nó có phạm sai lầm gì thì cũng vẫn là lỗi của mày. Tao sẽ bắt mày phải đền mạng cho con trai tao. Nếu như tôi là ông thì bây giờ tôi đã rời đi rồi. Diệp Lâm cảnh cáo, nếu không, ông không chỉ mất đi con trai thôi đâu, mà còn mất đi tất cả. Nghe vậy, Tạ An không khỏi tức giận, đã đến nước này mà mày còn dám uy hiếp tao sao? Đúng là không biết sống chết, tao muốn xem mày có thể kiêu ngạo đến bao giờ. Trong lúc hai người đang cãi nhau, đột nhiên, cánh cửa lại bị đẩy ra. Lúc này, người bước vào là một ông già mặc áo cổ tàu. Toàn thân toát ra khí chất và uy nghiêm của một bậc bề trên. Tạ An nhìn thấy ông ta thì lập tức im lặng, cúi đầu lui sang một bên. Không sai, người tới không ai khác chính là Khổng Hữu Vĩ, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cậu chính là Diệp Lâm. Khổng Hữu Vĩ nhìn kỹ thanh niên trước, mặt, trong bụng đầy những nghi vấn, muốn hỏi cho rõ ràng. Câu hỏi lớn nhất đương nhiên là mối quan hệ giữa người này và cựu thủ tướng là gì? Không đợi Diệp Lâm trả lời. Tạ An ở bên cạnh dũng cảm tiến lên, nói, báo cáo đại nhân, người này chính là Diệp Lâm. Tôi muốn tố cáo người này, cậu ta sát hại người vô tội, không coi luật pháp ra gì. Con trai tôi cũng đã chết thảm trong tay cậu ta.
Cậu ta ỷ mình là bạn của con trai chủ tịch tỉnh nên tự tung tự tác. Xin ngài hãy sáng suốt, làm chủ cho con trai tôi. Để trả thù kẻ sát hại con trai mình, Tạ An đã nhân thời cơ hiếm có này để kể lại những tội ác của Diệp Lâm cho Khổng Hữu Vi. Dù có thêm mắm thêm muối nhưng ông ta cá rằng Diệp Lâm sẽ không thể chối cãi được. Tuy nhiên, Khổng Hữu Vi hầu như không nghe lọt tai những gì ông ta nói. Ông ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm, chờ đợi câu trả lời từ anh. Đúng vậy, tôi là Diệp Lâm. Diệp Lâm đứng lên gật đầu. Cậu lấy được lá thư này ở đâu? Khổng Hữu Vi vội vàng hỏi. Đây là thư sư phụ tôi tự tay viết và giao cho tôi. Diệp Lâm nói thật, ông ấy nói, sau này, nếu gặp phải phiền toái không thể giải quyết thì có thể gửi bức thư này đến lục bộ, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cựu thủ tướng, là sư phụ của cậu, nghe được lời này, Khổng Hữu Vi càng thêm ngạc nhiên. Đúng vậy, Diệp Lâm gật đầu, cựu thủ tướng chính là đại sư phụ của tôi. Khổng Hữu Vi lại sửng sốt, vẫn có hơi không thể tin được, tiếp tục hỏi, cậu có gì để chứng minh không? Chắc ông có thể nhận ra chữ ký của đại sư phụ, phải không? Còn cái này nữa, vừa nói, Diệp Lâm lại lấy ra một miếng ngọc tinh xảo. Đây là miếng ngọc hình rồng mà thủ tướng mang theo. Khổng Hữu Vi lại sợ hãi, ông ấy giao món bảo vật gia truyền này cho cậu sao? Diệp Lâm cắt miếng ngọc hình rồng đi, nói, sư phụ nhờ tôi giao miếng ngọc này cho con cháu của ông ấy. Khổng Hữu Vi gật đầu, cơ bản đã xác định được thân phận của Diệp Lâm. Suy nghĩ một lát, Khổng Hữu Vi có hơi xấu hổ nói, nếu nói như vậy thì tôi phải gọi cậu là sư đệ rồi. Khổng Hữu Vi từng là một học trò mà cựu thủ tướng rất tự hào. Bây giờ, đối với đệ tử cuối cùng mà cựu thủ tướng thu nhận vào những năm cuối đời, đương nhiên ông ấy phải gọi là sư đệ rồi. Vậy tôi cũng mạo muội, gọi ngài một tiếng sư huynh vậy. Diệp Lâm cũng mỉm cười. Sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người không còn quan trọng nữa. Giờ đây, họ đã có thể trò chuyện như những người bằng vai phải lứa nhau. Điều này khiến mọi người xung quanh đều phải ngạc nhiên. Có thể gọi bộ trưởng là sư huynh là điều mà rất nhiều người không bao giờ dám nghĩ tới. Đặc biệt là Tạ An, vẻ mặt ông ta vô cùng hoang mang. Sư huynh, sư đệ là sao? Tên nhóc họ Diệp này thực sự có quan hệ với Khổng đại nhân sao? Đối với Tạ An mà nói, đây giống như là ngày tận thế vậy. Khụ, Khổng Hữu Vi ho nhẹ một tiếng, định thần lại, nhìn về phía Tạ An, bình tĩnh hỏi, tiểu Tạ, ông vừa nói muốn tố cáo sư đệ của tôi vì chuyện gì ấy nhỉ? Đoàng, nghe thấy câu hỏi của Khổng Hữu Vi, Tạ An cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, đứng sững tại chỗ. Tình huống này không đúng. Rõ ràng tên nhóc họ Diệp này bị bắt đến Bộ Tài chính để thẩm vấn cơ mà. Tại sao bây giờ ông ta lại trở thành đối tượng bị thẩm vấn? Hơn nữa, lại còn do đích thân Khổng đại nhân tra hỏi. Tạ An vô cùng sợ hãi, trán ướt đổ mồ hôi lạnh. Khổng đại nhân, ngài đừng nghe tên nhóc đó nói bậy. Cậu ta không phải là sư đệ của ngài đâu, cậu ta là đang lừa ngài đó. Tạ An nắm lấy cơ hội cuối cùng để vạch mặt đối phương, khiến Khổng Hữu Vi thay đổi chủ ý. Tuy nhiên, Khổng Hữu Vi lại tỏ ra vô cùng tức giận. Láo xược, Khổng Hữu Vi lớn tiếng khiển trách, tôi còn chưa đến mức, lẩm cẩm đâu, ai nói thật, ai nói dối, còn cần ông nhắc nhở hay sao? Đừng tưởng rằng tôi không biết ông tham ô, vi phạm pháp luật nên mới bị văn phòng chính phủ cắt chức. Sao giờ ông lại chạy đến Bộ Tài chính của tôi làm việc? Ông cũng khá có năng lực đấy. Còn con trai của ông nữa, cậu ta ở ỷ có ông chống lưng, gây họa bên ngoài. Tuy rằng chết thảm ở nơi hoang vắng, nhưng chắc chắn là có nguyên. Nhân sâu xa nào đó, đúng chứ? Vừa nói, Khổng Hữu Vi vừa nhìn Diệp Lâm, dường như cũng muốn nghe lời giải thích của anh. Sư huynh à, chuyện là thế này. Lập tức, Diệp Lâm kể lại chi tiết ân oán giữa mình và Tạ Thiếu gia. Khổng Hữu Vi gật đầu nói, Tạ Thiếu Côn chết quả thực là nghiệp mà cậu ta tạo ra. Tuy nhiên, sư đệ này, hành động của đệ có hơi cực đoan quá, nhưng cũng có thể hiểu được, tuổi trẻ hiếu thắng mà, đệ nên về suy. Ngẫm lại, thấy Khổng Hữu Vi khẳng định con trai mình chết là do tự mình chuốc lấy. Tạ An như rơi xuống vực thẳm, Khổng đại nhân, người này chính là hung thủ đã gián tiếp giết chết con trai tôi, sao có thể tha cho cậu ta như vậy được? Xin ngài hãy làm chủ cho con trai tôi. Nghe vậy, Khổng Hữu Vi cũng nổi giận. Cả đời tôi luôn căm ghét cái ác, tôi chỉ vì làm chủ cho người tốt chứ quyết không bao giờ ủng hộ kẻ xấu. Con trai ông đã làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Là một người cha,
ông không những không ăn năn mà còn muốn trả thù hay sao? Quả nhiên là cha nào con nấy, nếu con trai tôi mà như vậy, tôi sẽ không tha cho nó đâu. Nói xong, Khổng Hữu Vi hạ lệnh, người đâu, đưa Tạ An xuống, giao cho Tòa án Nhân dân tối cao thẩm vấn. Lời còn chưa dứt, 4-5 người đã xông vào bắt lấy Tạ An. Thấy vậy, Tạ An hoàn toàn hoảng sợ. Ông ta vốn tưởng rằng hôm nay Diệp Lâm sẽ không thể thoát khỏi ngục. Giam không ngờ người cuối cùng bị tống vào tù lại chính là ông ta. Hơn nữa lại còn giao cho Tòa án Nhân dân tối cao giải quyết. Đây chẳng khác nào bỏ qua bộ tư pháp, quyết định án tử cho ông ta. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tôi sẽ không kiện nữa. Tôi sẽ bỏ qua cái chết của con trai tôi. Xin hãy tha cho tôi lần này. Diệp Lâm, xin hãy giúp tôi, hãy tha cho tôi. Tạ An bị kéo đi trong tiếng gào thét vô vọng. Đúng là không biết hối cải. Khổng Hữu Vi bất lực lắc đầu. Sư huynh, quên đi, đừng bận tâm đến những kẻ tiểu nhân như vậy nữa. Diệp Lâm hoàn toàn không để ý tới những tên tiểu nhân giống như con kiến này, càng không để họ ảnh hưởng tới tâm trạng. Sau đó, Khổng Hữu Vi dẫn Diệp Lâm tới văn phòng riêng để nói chuyện. Sư đệ sư huynh có một chuyện vẫn chưa rõ. Trò chuyện một hồi, Khổng Hữu Vi nói ra thắc mắc trong lòng. Sư đệ không phải người nhà họ Diệp sao? Tại sao lại chống lại chính gia tộc của mình? Kể ra thì tôi và nhà họ Diệp của cậu cũng có chút quan hệ. Ở một khía cạnh nào đó, Khổng Hữu Vi chính là người chống đỡ lớn nhất của nhà họ Diệp. Mà lần này, tôi cho người tới phong tỏa công ty nhà họ Bạch cũng chính là vì ông nội của cậu đã tới gặp tôi. Vừa nói, Khổng Hữu Vi vừa cười ngượng ngùng. Cảm giác như vừa mang quân đi đánh người mình vậy. Ông nội chống lại cháu nội, còn ông ta lại chống lại sư đệ của mình. Sư huynh, không giấu gì huynh. Diệp Lâm cũng thở dài, kể lại tất cả những gì mình đã trải qua trong những năm qua. Nghe xong, Khổng Hữu Vi vô cùng ngạc nhiên, tức giận nói, người phụ nữ ác độc này thật là quá đáng. Khó trách sư đệ lại muốn đoạt lại nhà họ Diệp, xem ra là do nhà họ Diệp tự mình chuốc lấy. Thế mà tôi lại tiếp tay cho kẻ ác. Diệp Lâm nói thêm, khi tới đây, tôi có nghe nói Bộ Tài chính đã ra lệnh cho tập đoàn Bạch Thị đình chỉ kinh doanh để chấn chỉnh và thu hồi số cổ phiếu đó. Xin sư huynh thu hồi mệnh lệnh, tôi có thể cam đoan, quỹ của tập đoàn Bạch Thị không có vấn đề gì. Sau này, tập đoàn Bạch Thị cũng sẽ tiến vào ngành dược phẩm, nhất định sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Khổng Hữu Vi cười nói, sư đệ yên tâm, nếu là hiểu lầm thì đương nhiên tôi sẽ thu lại mệnh lệnh, không lại làm khó nhà họ Bạch. Nhân tiện, vụ án năm đó sư đệ bị vu oan, tôi cũng sẽ đi tìm người của Bộ Công an để minh oan cho đệ. Cảm ơn sư huynh, Diệp Lâm thấy trên bàn của Khổng Hữu Vi còn có một đống tài liệu lớn. Hôm nay là thứ hai, chắc hẳn ông ấy rất bận rộn, anh bèn đứng dậy nói lời tạm biệt, nếu không có việc gì khác thì tôi xin phép đi trước. Được rồi, Khổng Hữu Vi không khách khí, đứng lên tạm biệt, tôi có hơi bận chuyện công vụ, ngày khác rảnh rỗi, tôi sẽ mời cậu uống rượu, tiện thể giới thiệu với một số đệ tử khác của cựu thủ tướng. Phần lớn người trong lục bộ đều là người cựu thủ tướng, cho nên về sau gặp phải phiền toái gì thì cậu cứ đến tìm bọn tôi. Nói xong, Khổng Hữu Vi trả lại lá thư của cựu thủ tướng cho Diệp Lâm. À, đúng rồi, trước khi rời đi, Diệp Lâm đột nhiên nhớ tới điều gì, bèn lấy ra một viên đan dược mình đã luyện chế tối hôm qua. Sư huynh, nếu sư huynh tin tôi thì có thể uống viên thuốc này, nó giúp kéo dài tuổi thọ, loại bỏ tất cả bệnh tật. Hả, thật sự thần kỳ như vậy sao? Khổng Hữu Vi cầm lấy viên đan dược, do dự một chút rồi cho thẳng vào miệng. Đột nhiên, ông ấy cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy khắp cơ thể và tứ chi. Khi Diệp Lâm xuống lầu rời đi, tác dụng của thuốc đã phát huy hoàn toàn, sự mệt mỏi của ông ấy cũng biến mất. Khổng Hữu Vi không chỉ tràn đầy năng lượng mà hiệu quả công việc cũng tăng lên rất nhiều, cảm giác mình như trẻ ra 10 tuổi. Thần dược, đúng là thần dược mài. Tiểu sư đệ của mình đúng là không tầm thường. Mắt nhìn của cựu thủ tướng vẫn chính xác như vậy. Lúc này, Diệp Lâm đi xuống lầu, tới đại sảnh. Diệp đại nhân, vừa rồi tôi đã xúc phạm cậu, xin hãy tha thứ cho tôi. Những nhân viên vừa điều tra và phong tỏa tập đoàn Bạch Thị lập tức đến gặp Diệp Lâm để xin lỗi. Lúc này, tin tức đã truyền khắp Bộ Tài chính, Diệp Lâm và Khổng đại nhân ngang hàng, gọi nhau là sư huynh sư đệ. Với mối quan hệ thân thiết như vậy, làm sao cán bộ hành chính cơ sở có thể đắc tội được? Nghĩ đến hành vi kiêu ngạo trước đó, họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không biết không có tội. Diệp Lâm cũng lười tính toán với bọn họ mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Cảm ơn Diệp đại nhân thật rộng lượng. Những viên trước đó vui mừng khôn xiết, như thể vừa ân xá vậy. Diệp đại nhân, để chúng tôi lái xe đưa ngài về nhé. Mời thần dễ, tiễn thần khó. Bây giờ có thể đưa Diệp Lâm an toàn trở về là điều duy nhất bọn họ có thể làm để bù đắp lỗi lầm của mình. Trong lúc Diệp Lâm trở về, viên thuốc kia cũng đã được gửi đến bệnh viện Trung ương. Lúc này, bệnh viện đang hỗn loạn. Tất cả các bác sĩ đều được triệu tập để chữa trị cho vợ của một nhân vật lớn. Kết quả là tình trạng bệnh trở nên phức tạp đến mức các bác sĩ ở bệnh viện đều bất lực. Nhảm nhí, rác rưởi, một lũ vô dụng. Vậy mà các người cũng dám tự xưng là bác sĩ cấp cao à? Tôi thấy các người chỉ là đám lang băm thì có. Nếu vợ tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bắt tất cả các người phải đền mạng. Lúc này, những tiếng quát tháo đang vang lên từ một phòng bệnh sang trọng. Các bác sĩ trung ương, đứng đầu là tổng giám đốc bệnh viện đang bị mắng chửi dữ dội nhưng cũng không dám cãi lại. Các bác sĩ chờ đợi bên ngoài đều run lên vì sợ hãi. Ngay cả những người nắm chắc phương pháp điều trị cũng bị người nhà cáu kỉnh bên trong làm cho hoảng sợ đến mức không biết phải bắt đầu chữa trị như thế nào. Bệnh nhân bên trong là ai vậy? Nghe nói là vợ của chiến thần Thanh Châu, bà ấy mắc phải một căn bệnh lạ, tình trạng đang nguy kịch nên phải đến Yến Kinh chữa bệnh. Hải, vợ của chiến thần, vậy thì rắc rối to rồi. Lỡ bà ấy chết ở đây, khiến chiến thần nổi giận, chẳng phải sẽ kéo theo mấy người chúng ta chôn cùng sao? Lúc này, giám đốc bệnh viện căng thẳng đi ra, giải thích ngắn gọn tình trạng của bệnh nhân. Hỏi, ai trong số các cậu biết cách chữa bệnh? Hãy vào trong với tôi. Nghe vậy, tất cả các bác sĩ đều nhìn nhau, nhưng không ai dám phản ứng. Lúc này, một nhân viên của Bộ Tài chính đã giao đan dược đến nhưng lại không tìm thấy ai để bàn giao. Thế là, anh ta bèn lần theo âm thanh tìm tới đây, lớn tiếng nói, Bộ Tài chính có lệnh, mời bác sĩ của Bệnh viện Trung ương giúp kiểm nghiệm một viên thuốc. Nghe nói viên thuốc này có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ được bách bệnh. Xin hãy khẩn trương xử lý để xem nó thực sự có tác dụng thần kỳ hay không. Nghe nhân viên của Bộ Tài chính nói như vậy, vẻ mặt của tất cả các bác sĩ có mặt đột nhiên trở nên kỳ lạ và phức tạp. Kéo dài tuổi thọ, chỉ được bách bệnh, chắc chắn là lừa đảo. Đây là nơi nào? Đây là Bệnh viện Trung ương. Đây là nơi hội tụ những bác sĩ nổi tiếng nhất cả nước. Nhiều bác sĩ như vậy cũng không dám nói có thể luyện chế ra một loại thần dược có thể chữa khỏi mọi bệnh tật. Vậy mà người từ Bộ Tài chính lại đến Bệnh viện Trung ương để quảng cáo thần dược của họ. Đây không phải là múa rìu qua mắt thợ hay sao? Nếu thật sự như vậy thì sao không treo biển của Bệnh viện Trung ương ở trước cửa Bộ Tài chính luôn đi? Điều đáng giận hơn nữa là họ lại đến trong tình huống khẩn cấp như vậy. Nhóm bác sĩ Trung ương đang bất lực trước bệnh nhân trong phòng bệnh. Người của Bộ Tài chính lại đến đòi kiểm nghiệm thuốc xem có chữa được bách bệnh hay không. Đây không phải là một cái tát vào mặt các bác sĩ cấp cao như họ sao? Hừ, Bộ Tài chính của người không lo quản lý tài chính cho tốt, chạy đến bệnh viện bọn tôi gây chuyện làm gì chứ? Khang Thành Đan, giám đốc của Bệnh viện Trung ương, không khỏi trách mắng. Các bác sĩ khác cũng lớn tiếng phàn nàn. Đúng đó, các người đến mà cũng chẳng biết xem tình hình. Làm vậy chắc khác nào tát vào cái danh Bệnh viện Trung ương của chúng tôi. Nếu thực sự có một loại thuốc thần kỳ có thể chữa khỏi mọi bệnh tật thì còn cần đến bệnh viện của chúng tôi làm gì? Nhân viên Bộ Tài chính đã vô tình trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Nhìn thấy các bác sĩ hiểu lầm mình, nhân viên kia vội vàng muốn giải thích. Nhưng anh ta còn chưa kịp nói thì ngay lúc này, rầm, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ từ bên trong bước ra, khuôn mặt như lôi công. Giọng nói ồm ồm như sấm sét. Các người đang làm nhảm cái gì ở bên ngoài vậy? Còn không nhanh vào chữa trị cho vợ tôi đi. Nếu dám viện cớ trốn tránh nữa thì đừng trách tôi không khách khí với các người. Vừa nói, người đàn ông vừa vung nắm đấm, làm gấy một thanh xà dày ở bên cạnh. Ngay tức thì, cả căn phòng khẽ rung chuyển theo. Các bác sĩ sợ đến mức mặt mày tái mét. Cả đời chữa bệnh cứu người, họ chưa từng thấy người nhà bệnh nhân nào ngang ngược như vậy chưa? Nếu người nhà ai cũng vô lý như vậy thì trên đời có lẽ đã không còn bác sĩ nữa rồi. Tuy nhiên, các bác sĩ đều không dám lên tiếng. Ai bảo đối phương là chiến thần của một châu, nắm giữ quyền lực to lớn, có thể dễ dàng đè bẹp bệnh viện trung ương nhỏ bé của bọn họ. Đúng vậy, người này không ai khác chính là Hàn Sơn Hà, chiến thần Thanh Châu, một trong số đại hạ cửu châu. Chiến thần đại nhân, xin ngài bớt giận. Khang Thành Đan, giám đốc bệnh viện Hoàng gia hoảng sợ đến mức nhanh chóng giải thích,
vừa rồi có người ở Bộ Tài chính gửi cho chúng tôi một viên thuốc nhờ kiểm tra, nghe nói có thể kéo dài tuổi thọ và chữa khỏi mọi bệnh tật. Cái gì? Hàn Sơn Hà nghe được lời này thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nếu đã có thần dược như vậy thì sao các ông lại giấu đi? Còn không mau đưa cho vợ tôi uống đi. Mọi người nghe vậy thì đều sửng sốt. Sao họ dám đưa loại thuốc không rõ nguồn gốc này cho vợ của chiến thần cơ chứ? Nếu bệnh tình này trở nên trầm trọng hơn thì bệnh viện của họ sẽ máu chảy thành sông mất. Cái này, Khang Thành Đan trợn mắt, cho rằng dù sao đan dược cũng là từ Bộ Tài chính gửi đến, nếu xảy ra chuyện gì thì Bộ Tài chính cũng phải chịu trách nhiệm. Bây giờ, bệnh tình của vợ Hàn Sơn Hà đang rất nguy kịch, bọn họ đang lo không tránh khỏi bị liên lụy. Nếu Bộ Tài chính đã chủ động chia sẻ trách nhiệm thì chỉ việc đẩy vấn đề khó khăn này lên Bộ Tài chính là được. Nghĩ vậy, Khang Thành Đan nghiêm túc nói. Nếu đây là thuốc chữa bách bệnh do Bộ Tài chính gửi đến, nói không chừng họ đã nghe nói vợ ngài bị bệnh nặng nên phái người đến đưa thuốc đến, có thể dùng thử xem sao. Nhìn thấy giám đốc nói vậy, các bác sĩ khác cũng nhận ra rằng ông ta đang cố kéo Bộ Tài chính vào theo. Như vậy thì có hơi thiếu trách nhiệm với bệnh nhân. Nhưng nhìn bộ dạng hung hãn có thể giết người bất cứ lúc nào của Hàn Sơn Hà, mọi người đều chấp nhận. Ngược lại, nhân viên của Bộ Tài chính vẫn còn đang hoang mang. Vợ của chiến thần gì cơ? Đặc biệt đưa thuốc tới là sao? Bộ Tài chính bọn họ đâu có ý định đó. Sau khi định thần lại, nhân viên của Bộ Tài chính vội vàng giải thích, Giám đốc Khang, ông hiểu lầm rồi, Bộ Tài chính chúng tôi. Anh ta còn chưa giải thích xong. Hàn Sơn Hà đã vội vàng thúc giục, vậy ông nhanh đem đan dược này vào đi. Vâng, Giám đốc Khang Thành Đan tự mình cầm đan dược đi vào phòng bệnh. Cái này... Nhân viên Bộ Tài chính bị chặn ở ngoài cửa, các người nói gì đi chứ, loại thuốc này vẫn chưa được kiểm tra, không thể tùy tiện sử dụng được. Các bác sĩ cười bên ngoài cười khổ, đáp, anh nhìn dáng vẻ muốn ăn thịt người Hàn chiến thần đi, sao chúng tôi dám chứ? Nhân viên Bộ Tài chính thở dài, hai, nếu không cẩn thận sẽ hại đến mạng người đấy. Anh ta không dám nhận trách nhiệm này nên vội vàng gọi điện báo cáo. Về bộ, lúc này, trong phòng bệnh. Một cô gái trẻ mảnh khảnh đang đứng trước giường bệnh chăm sóc mẹ. Cô ấy là con gái của Hàn Sơn Hà, Hàn Anh. Không giống như sự thô lỗ của cha, Hàn Anh thừa hưởng toàn bộ nét đẹp và sự duyên dáng của mẹ. Tuy nhiên, Hàn Anh lại có khí chất nam tính vì đã có nhiều năm rèn luyện trong quân đội. Người của Bộ Tài chính đã gửi đến một loại thuốc thần kỳ có thể chữa được bách bệnh, mẹ của con được cứu rồi. Hàn Sơn Hà vui vẻ bước vào, nhanh chóng đưa thuốc cho người vợ đang bệnh nặng. Cha, Hàn Anh vội vàng ngăn ông ta lại, vừa rồi cô ấy cũng mơ hồ nghe thấy phần nào câu chuyện bên ngoài. Làm sao có thể uống loại thuốc không rõ nguồn gốc này được? Lỡ như, Hàn Sơn Hà nghe vậy thì cười khổ, mẹ con đã không có cơ hội nữa rồi. Hàn Sơn Hà không phải người không có đầu óc, nếu không phải đã bước vào đường cùng, ông ta cũng sẽ không làm như vậy. Bây giờ, không có bác sĩ hoàng gia nào ở đây có cách cả. Mà vợ ông ấy lại bệnh nặng không thể đi nơi khác chữa bệnh được nữa. Đúng lúc này, Bộ Tài chính lại gửi đến một viên thuốc được cho là có thể chữa được bách bệnh. Cho dù thuốc này có tác dụng hay không, Hàn Sơn Hà cũng cảm thấy có lẽ đây là ý trời. Có lẽ, kỳ tích thật sự có thể xảy ra. Ngoài ra, họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh liều một phen thôi. Hàn Anh hiểu ý của cha nên bước sang một bên, thầm cầu nguyện trong lòng, mong một phép màu sẽ xảy ra. Chẳng bao lâu sau, người vợ uống xong đan dược đang ngủ thiếp đi. Hai cha con đứng trước giường bệnh, hồi hộp chờ đợi kết quả. Cùng lúc đó, nhân viên Bộ Tài chính cũng đã báo cáo tình hình tại đây. Khi biết được chuyện này, Bộ Tài chính lập tức trở nên hỗn loạn. Đây chính là vợ của chiến thần Thanh Châu. Làm sao viên đan dược mà họ gửi đi kiểm nghiệm lại có thể tùy tiện đem ra chữa bệnh cơ chứ? Bệnh viện này đang muốn hại chết Bộ Tài chính bọn họ sao? Vì thế, mọi người nhanh chóng báo lên trên, cuối cùng tin tức cũng truyền đến Bộ trưởng Không Hữu Vi. Mọi người đều chờ đợi quyết định của Bộ trưởng. Đan dược nào? Là đan dược của Diệp Lâm sao? Khổng Hữu Vi nghe xong thì bật cười, vậy thì Hàn chiến thần rất may mắn đấy, phu nhân của ông ấy đã được cứu rồi. Bây giờ, chiến thần Thanh Châu cũng nợ Bộ Tài chính một ân tình rất lớn. Nghe vậy, tất cả mọi người đều bối rối. Chỉ có Khổng Hữu Vi, người đã tự mình uống đan dược là cảm thấy vô cùng tự tin. Tôi dám cá với các cậu, lát nữa chiến thần Thanh Châu sẽ đích thân đến Bộ Tài chính chúng ta để cảm ơn. Tỉnh rồi.
Lúc vợ của Hàn Sơn Hà từ từ tỉnh dậy, cả người biếng nhác, giống như là mới ngủ một giấc thức dậy, làm gì có chút dấu hiệu bệnh hoạn nào. Hết bệnh thật hả, đúng là thần dược có thể chữa mọi bệnh tật mà. Thấy cái cảnh kỳ tích kia, Hàn Sơn Hà và con gái Hàn Anh vui mừng đến mức ôm nhau khóc. Sơn Hà, em đang nằm mơ hả? Người vợ tỉnh táo lại, chợt nhận ra rằng mình vốn bị bệnh nặng, thế mà như có kỳ tích rồi khỏi hẳn. Đây không phải là nằm mơ, đây là hiện thực, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Ơ kìa! Bên kia, giám đốc bệnh viện trung ương là Khang Thành đan trợn to mắt ra nhìn, giống như là gặp quỷ vậy. Cái thứ đan dược không rõ lai lịch kia thế mà lại chữa khỏi chứng bệnh kỳ lạ của vợ Hàn Chiến Thần. Ông ta vốn định nhân cơ hội kéo Bộ Tài chính vào để chia sẻ trách nhiệm. Không ngờ lại bị Bộ Tài chính đoạt hết công lao, khiến cho bệnh viện trung ương bọn họ có vẻ vô dụng. Ai ra, giám đốc Khang Thành đan cảm thấy hối hận. Nếu sớm biết như thế thì lúc nãy Bộ Tài chính đưa đan dược đến, ông ta đã không la lên rồi. Vậy thì công lao chữa khỏi bệnh cho vợ của Hàn Chiến Thần sẽ bị bệnh viện trung ương bọn họ giành hết. Thấy vợ mình không sao, thậm chí còn có thể xuống giường đi lại và ăn cơm, Hàn Sơn Hà dặn dò, anh Nhi, con ở đây chăm sóc mẹ, cha đi một lát rồi quay lại ngay. Cha muốn đi đâu vậy? Hàn Anh buồn bực hỏi. Đương nhiên là đi Bộ Tài chính gặp anh bạn cũ, nhân tiện cảm ơn bọn họ kịp thời đưa thần dược chữa khỏi bệnh lạ của mẹ con. Hàn Sơn Hà tâm trạng vui vẻ đi ra khỏi phòng bệnh. Một đám bác sĩ đang chờ ở bên ngoài chưa biết tình hình bên trong, thấy vậy thì lập tức giật mình, lo lắng có phải là người bệnh đã chết rồi hay không. Gã nhân viên Bộ Tài chính đứng bên kia sợ tới mức cả người run rẩy. Có điều, sợ cái gì thì cái đó đến. Hàn Sơn Hà đi qua đám đông, đi thẳng về phía gã. Thấy vậy, gã sợ tới mức sắp tiểu tại chỗ. Hàn Chiến Thần, tôi, gã sắp khóc luôn rồi. Gã chỉ là một tên chạy chân thôi mà. Có muốn báo thù thì cũng đừng đến tìm gã chứ. Dẫn tôi đi Bộ Tài chính. Hàn Sơn Hà kéo gã nhân viên Bộ Tài chính kia đi ra ngoài. Hàn Chiến Thần, đan dược không có liên quan gì đến Bộ Tài chính chúng tôi cả. Gã nhân viên vội vàng giải thích, muốn phủi sạch quan hệ cho Bộ Tài chính. Tôi biết chứ, Bộ Tài chính các cậu không có bản lĩnh đấy. Hàn Sơn Hà cười ha ha, tôi chỉ muốn đi gặp chủ nhân thật sự của đan dược thôi. Cùng lúc đó, trong bệnh viện trung ương, tin tức viên đan dược mà Bộ Tài chính đưa đến đã chữa khỏi bệnh lạ của vợ Hàn Sơn Hà nhanh chóng truyền đi. Đám bác sĩ vừa cảm thấy chấn động vừa cảm thấy xấu hổ. Một đám bác sĩ danh tiếng là bọn họ thế mà lại không chữa khỏi bệnh. Cuối cùng chỉ cần uống một viên đan dược không biết tên là có thể khỏi bệnh. Rốt cuộc là vị thần y nào luyện chế ra viên đan dược kia vậy? Chẳng lẽ thật sự có loại thần dược có thể chữa khỏi mọi bệnh tật? Trong sách cổ cũng có ghi lại. Nhưng tất cả đều là đơn thuốc cổ đã thất truyền, không ai có thể luyện chế thành công được. Chẳng lẽ là chó ngáp phải rồi sao? Có điều cũng cảm ơn trời đất, vì vậy mà vợ Hàn Chiến Thần được cứu, bệnh viện trung ương chúng ta cũng xem như được cứu, đỡ phải bị truy cứu trách nhiệm. Lúc đám bác sĩ đang bàn tán xôn xao, giám đốc Khang Thành đang gọi một cấp dưới tin cậy đi sang một bên, nhỏ giọng nói, cậu mau đi sang Bộ Tài chính hỏi thăm xem viên đan dược kia là sao, do ai luyện chế, có đơn thuốc hay không. Hỏi thăm rõ ràng mọi chuyện liên quan đến đan dược rồi về nói cho tôi biết. Mau đi đi. Ngoài ra, mọi chuyện xảy ra ở đây vào ngày hôm nay, đều không được truyền ra ngoài. Khang Thành Đan biết rằng viên đan dược kia không hề bình thường. Nếu chuyện hôm nay bị truyền ra thì người xin thuốc chắc chắn sẽ nhiều đến mức đạp vỡ ngạch cửa. Ông ta cần phải nắm giữ đơn thuốc trước khi thần dược ra đời. Nếu đan dược thật sự có thể kéo dài tuổi thọ, cứu sống người chết, thì đan dược đủ sức ghi vào sách sử. Vậy nên, Khang Thành Đan cần phải liên kết đan dược và bệnh viện trung ương lại với nhau bằng bất cứ giá nào. Bên kia, Diệp Lâm đi xe riêng của Bộ Tài chính về tới tập đoàn Bạch Thị. Bạch Phi Phi dẫn đầu đám người ngồi trong phòng tiệc, nôn nóng chờ đợi tin tức từ phía Bộ Tài chính. Phòng tiệc vốn dĩ cực kỳ náo nhiệt, lúc này lại trở nên lặng ngắt như tờ. Diệp tiên sinh quay lại rồi. Lúc thấy Diệp Lâm bình yên trở về, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chưa có người nào kịp nói gì, thì gã nhân viên Bộ Tài chính kia đã cười làm lành nói, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Bộ Tài chính chúng tôi đã thu hồi mọi lệnh ban ra. Từ hôm nay trở đi, tập đoàn Bạch Thị làm ăn bình thường, không hề có ảnh hưởng gì cả. Và số cổ phiếu mà các người thu mua trước đó vẫn còn giá trị. Lúc nãy bọn tôi có điều chưa ổn, mong các vị cùng bao dung.
Gã nhân viên cầm đầu lúc nãy cực kỳ kiêu ngạo, tới khi Diệp Lâm đi theo gã một chuyến đến Bộ Tài chính, lúc trở về đây thì gã như thay đổi thành một người khác. Đám người Bạch Phi Phi thấy vậy thì rất chấn động. Không biết Diệp Lâm đã làm gì mà khiến cho Bộ Tài chính thay đổi thái độ lớn như vậy. Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Diệp Lâm tuyên bố ngay trước mặt mọi người. Tiếp theo, tôi muốn trong vòng 3 ngày, triệu tập Đại hội Cổ đông Tập đoàn Diệp Thị, cách chức toàn bộ thành viên nhà họ Diệp trong hội đồng quản trị. Nhà họ Diệp. Diệp Lâm tôi đã trở lại. Giờ phút này, nhà họ Diệp, một đám người đang chìm đắm trong vui vẻ, làm những chuẩn bị cuối cùng cho sự kiện vào ngày mai, thì có một cuộc gọi đến cắt ngang mọi thứ. Ông cụ Diệp xem thì thấy là vị đại lão kia gọi. Tuy rằng cách điện thoại, nhưng mà ông cụ Diệp vẫn kính sợ khom lưng. Khổng đại nhân, làm sao dám làm phiền ngài gọi điện thoại đến cho tôi. Vô cùng cảm ơn ngài vì những chuyện đã làm cho nhà họ Diệp chúng tôi. Nhà họ Diệp chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ ơn ngài. Vừa lúc tối mai nhà họ Diệp chúng tôi tổ chức một bữa tiệc tối, không biết. Ông cụ Diệp nói rồi nhân cơ hội mời Khổng Hữu Vi. Cho dù Khổng Hữu Vi không đến dự, chỉ tùy tiện phái một người đi dự, thì cũng đủ để bọn họ nở mày nở mặt rồi. Lỡ như may mắn Khổng Hữu Vi tự mình đến, vậy thì tất cả mọi người đều sẽ thấy được chỗ dựa thật sự của nhà họ Diệp rốt cuộc là thần thánh phương nào, để xem sau này còn ai dám trêu chọc nhà họ Diệp bọn họ nữa hay không. Tôi không đi, giọng điệu lạnh nhạt của Khổng Hữu Vi truyền qua điện thoại. Tôi gọi điện thoại cho ông, không vì chuyện gì cả, chỉ là vì muốn báo với ông một tiếng thôi. Nghe vậy, trái tim ông cụ Diệp đập thình thịch lên, dường như có cảm giác sắp xảy ra chuyện xấu. Từ nay về sau, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà họ Diệp các ông nữa, tôi cũng sẽ rút lại hết mọi hứa hẹn trước đây với ông. Các ông tự giải quyết cho tốt đi. Cái gì? Nghe vậy, ông cụ Diệp giống như là bị sét đánh trúng đầu, ngây ngẩn tại chỗ. Sao chỉ trong một đêm mà thái độ của ông Khổng lại thay đổi nhiều như vậy? Hôm qua lúc ông ta đi thăm hỏi, thái độ của ông Khổng không phải như thế mà. Ông cụ Diệp vội nói, Khổng đại nhân, ngài đang nói đùa với tôi hả? Ông thấy tôi là người thích nói đùa sao? Khổng Hữu Vi hừ lạnh một tiếng. Khổng Hữu Vi là một người cồng công việc, trăm công nghìn việc, đâu rảnh rỗi đi nói đùa với người khác. Tôi không biết mình đã làm sai chuyện gì, xin Khổng đại nhân nói rõ giúp tôi. Ông cụ Diệp nài nỉ, giống như là một chú chó bị chủ nhân vứt bỏ, phải vây đuôi lấy lòng. Ông ta biết rất rõ rằng một khi mất đi sự che chở của ông Khổng thì có nghĩa là nhà họ Diệp sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất, tương lai coi như xong rồi. Vậy nên, ông ta phải mượn sức ông Khổng dù cho phải trả giá lớn thế nào đi nữa. Nếu ngài mặc kệ chuyện này thì nhà họ Diệp chúng tôi thật sự xong rồi. Ông cụ Diệp nài nỉ lần nữa. Khổng Hữu Vi lạnh lùng nói, ông yên tâm, nhà họ Diệp sẽ không xong đâu. Chỉ có người nhà họ Diệp ông mới có thể cứu được nhà họ Diệp. Chẳng bao lâu nữa, nhà họ Diệp các ông sẽ được cứu giúp. Khổng Hữu Vi không nói rõ ràng ra, ý ngầm của ông ấy là Diệp Lâm trở lại nhà họ Diệp, thành chủ nhân của nhà họ Diệp. Có điều, ông cụ Diệp nghe thế thì hoàn toàn không hiểu gì cả. Ông ta không hiểu rốt cuộc ông Khổng đang nói cái gì. Chỉ có người nhà họ Diệp ông mới có thể cứu được nhà họ Diệp là sao? Đây, cứu giúp nhà họ Diệp là cái thứ gì? Không đợi ông cụ Diệp mở miệng hỏi tiếp, Khổng Hữu Vi đã cắt điện thoại. Ông cụ Diệp hơi do dự, cuối cùng cũng không có gan gọi lại. Ông ta nghĩ đợi thêm vài ngày nữa, tìm cơ hội tự mình đi thăm, xem có còn đường cứu vấn hay không. Ông Diệp, ai gọi điện thoại đến vậy? Chẳng lẽ là vị đại lão mà hôm qua ông đi thăm hỏi? Tối mai vị đại lão kia cũng đến dự tiệc nhà họ Diệp chúng ta nữa hả? Mọi người xung quanh còn chưa nhận ra được rằng nguy cơ đang đến. Bọn họ còn đang chìm đắm trong sự yên bình của năm tháng, thậm chí mơ mộng rằng ngày mai vị đại nhân vật kia sẽ đến nhà họ Diệp, để nhà họ Diệp nở mày nở mặt. Lúc này, ông cụ Diệp cả người uể oải, không còn sức đi giải thích với mọi người nữa. Thế mà ông ta còn như kiểu nhà dột gặp mưa cả đêm. Cha ơi, không ổn rồi. Diệp Nguyên Cát đột nhiên chạy vào với vẻ mặt hoảng loạn. Con vừa nhận được tin tức là tập đoàn Bạch Thị vừa bị niêm phong, đã được cho phép buôn bán bình thường lại. Bộ Tài chính nói là điều tra xong rồi, tài chính của tập đoàn Bạch Thị rất bình thường. Nghe vậy, tuy rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng mà ông cụ Diệp vẫn thấy giật mình, trái tim đau nhói. Ông ta vội vàng uống một viên bảo tâm hoàn mới hoãn lại. Lúc này, Diệp Nguyên Hanh hoang mang rối loạn chạy vào. Cha ơi,
xảy ra chuyện rồi. Không phải cha đã nói là chuẩn bị ổn thỏa hết rồi sao? Cổ phiếu mà tập đoàn Bạch Thị đã thu mua của chúng ta không còn giá trị mà. Nhưng mà, mới vừa rồi, tập đoàn Bạch Thị hợp tác với 5 đại gia tộc khác tuyên bố là sẽ triệu tập đại hội cổ đông trong vòng 3 ngày, hơn nữa cách chức tất cả các thành viên nhà họ Diệp trong hội đồng quản trị ngay tại đại hội. 6 nhà cộng lại với nhau được hơn 30% cổ phần, nhiều hơn nhà họ Diệp chúng ta. Một khi bọn họ cách chức, thì nhà họ Diệp chúng ta cũng xong rồi. Ông cụ Diệp nghe vậy, trái tim lại bắt đầu đau quặn lên. Sau cơn vui mừng là cơn đau buồn, giống như chơi tàu lượn siêu tốc. Ông cụ Diệp đã già rồi, đâu chịu nổi cảm xúc thất thường như thế. Ông ta lập tức hôn mê. Nhà họ Diệp loạn hết cả lên. Sau buổi cấp cứu loạn lạc, ông cụ Diệp từ từ tỉnh lại, mái tóc bạc trắng, giống như già đi 10 tuổi. Mau, phân phó. Đi mời nhà họ Bạch, và thành viên 5 đại gia tộc khác tham gia bữa tiệc ngày mai. Nhất định phải mời bọn họ đến. Chỉ có khi gặp mặt trực tiếp 6 đại gia tộc, mới có cơ hội làm hòa. Nói cách khác, một khi bọn họ hợp tác cách chức, thì nhà họ Diệp bọn họ. Chắc là sẽ bị 6 nhà kia ăn lên từng chút một cho đến khi hết sạch sẽ. Lúc này, ông cụ Diệp chợt nhớ lại mấy lời nói là lạ của ông Khổng lúc nấy, chỉ có người nhà họ Diệp mới có thể cứu được nhà họ Diệp. Nhìn đám con cháu nhà họ Diệp trước giường bệnh. Ông cụ Diệp không biết trong đám nhỏ kia, có người nào có thể xoay chuyển cục diện trong bữa tiệc tối mai hay không. Sau khi xử lý xong chuyện của tập đoàn Bạch Thị, Diệp Lâm vừa đi ra khỏi cao ốc, phía sau lập tức có 2 tầm mắt chứa vẻ ghen ghét dõi theo anh. Tê Đại Sư, chuyện này là sao vậy? Mới vừa rồi tập đoàn Bạch Thị còn xui xẻo bị Bộ Tài chính niêm phong, sao chỉ một lát là hết số xui xẻo rồi? Chu Chính Hào vừa giật mình vừa tức giận. Ông ta mới vừa vui vẻ có vài phút thôi thì thấy nguy cơ nhà họ Bạch đã được gỡ bỏ, thậm chí ngay cả nhân viên Bộ Tài chính cũng tự mình đến xin lỗi. Chẳng lẽ thằng nhãi họ Diệp kia cũng cục bố trí phong thủy để hóa giải mọi thứ? Dùng giận thật đấy, chẳng phải cậu ta từng ở trong ngục vài năm sao, sao bây giờ ra ngục lại trở nên hiểu phong thủy vậy? Nghe vậy, Tê Đại Sư khinh thường nói, cậu ta biết phong thủy gì chứ? Chắc là do chó ngáp phải ruồi, đốt một tòa nhà mới có thể bình thường hóa giải được đại trận khốn long. Nói đi phải nói lại, thiên đạo thường thay đổi, tức nước át vỡ bờ. Chúng a dùng đại trận khốn long áp nhà họ Bạch đã nhiều năm rồi, dù không có người can thiệp thì đã cũng đến lúc tự nhiên tan mất rồi. Giống như bất cứ thứ gì đều có hạn sử dụng, bố cục phong thủy cũng giống như vậy, chỉ cần tới lúc là sẽ tự động hóa giải. Nhà họ Bạch có thể biến giữ thành lành, chắc chắn là vì mượn số phận đã thay đổi khi đại trận khốn long bị phá hỏng. Tất cả đều là tình huống bình thường. Nghe vậy, Chu Chính Hào cũng cảm thấy có lý, vậy thì bọn họ chiếm hời rồi. Đúng vậy, có điều không sao cả, đợi đêm nay tôi bố trí xong tam dương tụ âm thì cơn ác mộng nhà họ Bạch sẽ chính thức bắt đầu. Tê Đại Sư cười lạnh nói. Nghe vậy, Chu Chính Hào vui mừng cảm ơn, Tê Đại Sư vất vả rồi. Không có chuyện vất vả hay không vất vả, Tê Đại Sư cười nhắc nhở, Chu Tổng đồng quên điều kiện đã đồng ý với tôi. Sau khi chuyện thành công, tôi muốn 3 phần cổ phần nhà họ, Chu Tổng nhớ đừng nuốt lời. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Tê Đại Sư dùng âm đức của mình đi giúp đỡ nhà họ Chu, không chỉ đơn giản là vì báo thù cho đồ đệ, mà còn vì kiếm một số lớn cuối cùng, từ đây bắt đầu sống cuộc sống hàng tỷ và cuộc sống về hưu xa xỉ. Chu Chính Hào cắn chặt răng, nói, không thành vấn đề, tôi không hề dám nuốt lời với Đại Sư. Chu Chính Hào biết rõ sự lợi hại của Tê Đại Sư. Ông ta có thể làm nhà họ Bạch cửa nát nhà tan, thì cũng có thể dùng loại thủ đoạn tương tự đi hại nhà Cố. Đối với loại chuyện quỷ thần khó lường thế này, Chu Chính Hào không dám nuốt lời. Bên kia, sau khi ra khỏi tập đoàn Bạch Thị, Diệp Lâm thuận đường đi cao ốc Long Môn một lát. Lúc này, Hắc Long trùng hợp gọi điện thoại đến. Long Vương, bọn Bạch Long đến đủ hết rồi. Nghe vậy, Diệp Lâm hỏi, còn mấy người chưa tới? Diệp Lâm tung ra Long Vương lệnh, triệu tập các đại Long đầu trong Long Môn, cũng đã 3 ngày rồi. Tính thêm tôi là còn 5 người. Hắc Long hơi khựng lại rồi nói. Nói cách khác là còn thiếu 4 người. Diệp Lâm cũng không vui, nói, 4 người kia sao vậy? Không biết, Hắc Long nói, tôi đã liên hệ với bọn họ lần nữa rồi, chỉ là bọn họ có vẻ không muốn đi. Tôi biết rồi, Diệp Lâm thầm tính toán trong lòng, chờ sau khi xử lý xong chuyện bên này sẽ đi dạy dỗ 4 người kia một trận. Hắc Long hơi khựng lại rồi nói tiếp, Long Vương, bây giờ anh có rảnh không?
Có muốn đi Long Môn một chuyến không? Bên chỗ chúng tôi gặp một chút phiền phức. Diệp Lâm hỏi, chuyện gì? Là thế này. Tiếp theo, Hắc Long kể đại khái về tình cảnh khó khăn hiện nay của Long Môn. Hóa ra từ khi Long Môn như rắn mất đầu, không chỉ có sụp đổ bên trong, mà rất nhiều thế lực mới nổi cũng ăn mòn địa bàn bên ngoài của Long Môn. Trong đó có một tổ chức tên Thiên Địa Võ Minh là mạnh nhất. Trước khi Diệp Lâm ra ngục, Hắc Long đã bị bọn họ buộc ra khỏi Yến Kinh, hàng năm lăn lộn ở địa giới Yến Giao. Sau này vì có Long Vương lệnh, Hắc Long mới trở về cao ốc Long Môn tại Yến Kinh. Nhưng cũng vì vậy nên bị Thiên Hạ Võ Minh phát hiện rồi đưa chiến thư. Chiến thư, Diệp Lâm cảm thấy có chút thú vị, bọn họ muốn cái gì? Nếu bên ta thua thì phải hoàn toàn từ bỏ tất cả thế lực địa bàn ở Yến Kinh, cộng thêm cao ốc Long Môn cũng phải chuyển cho bọn họ. Hắc Long oán hận nói. Lòng tham không đáy hả? Diệp Lâm giật mình. Đuổi Long Môn và đoạt cao ốc Long Môn, xem ra là Thiên Địa Võ Minh muốn thay thế Long Môn đây mà. Hắc Long nói thêm, tôi có thể liều mạng đánh một trận với bọn họ, chết cũng không đáng tiếc. Tôi chỉ là sợ mình thực lực kém, làm mất danh tiếng của Long Môn. Hiện giờ Long Môn đã có đủ ngũ Long, xem như cũng có đủ thực lực để đánh một trận. Có điều, bọn họ phải đối mặt với Thiên Địa Võ Minh khí thế rào rạt, tình thế không mấy lạc quan. Bọn họ có địa vị gì? Diệp Lâm tò mò hỏi. Có thể nhanh chóng quật khởi, thực lực còn mạnh hơn đám người Hắc Long, tất nhiên là không thể không có bối cảnh và chỗ dựa. Nghe nói sau lưng bọn họ là thế gia cổ võ, vậy nên mới có rất nhiều cao thủ. Nghe là cổ võ, Diệp Lâm liền biết tại sao ngay cả loại cao thủ như Hắc Long cũng bị áp chế hoàn toàn. Nếu là người của gia tộc cổ võ, các cậu không đánh lại cũng là chuyện bình thường. Dứt lời, Diệp Lâm vô thức bước nhanh hơn. Tôi đến cao ốc Long Môn ngay đây, cứ để tôi ra mặt đánh trận chiến này. Cổ võ là gia tộc tu luyện võ công thời xưa, bởi vì có truyền thừa gia tộc, cộng thêm gia tộc nào cũng là gia tộc kéo dài nghìn năm, nắm giữ rất nhiều tài nguyên tu luyện, cho nên con cháu gia tộc cổ võ vừa sinh ra đã có khởi bước cao hơn võ giả bình thường, khiến võ giả bình thường phải tụt lại phía sau. Đương nhiên, bởi vì con cháu gia tộc cổ võ đều có thực lực mạnh mẽ, cho nên bị hạn chế rất nghiêm ngặt về mặt số lượng, không đến mức đi đâu cũng gặp. Hiện nay có chưa đến 1.000 cổ võ giả có tên trong danh sách đăng ký, cực kỳ thưa thớt, tất cả đều nằm trong sự khống chế của đại hạ. Hơn nữa, đa số con cháu gia tộc cổ võ đều lựa chọn ở ẩn, từng có thỏa thuận với thế giới bên ngoài, sẽ không gây ảnh hưởng đến sự vận chuyển bình thường của xã hội, nhiều lắm chỉ là đi dạo vài vòng trong thế giới bình thường thôi. Có điều, mấy năm qua, đại hạ đang trong thời kỳ hưng thịnh, biểu hiện ra khai sáng và tiếp nhận, giảm bớt lực ràng buộc với cổ võ. Vậy nên số lượng con cháu gia tộc cổ võ dần trở nên nhiều hơn, đồng thời thường xuyên đi lại bên ngoài. Đương nhiên, bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay để tránh bị chú ý, bọn họ chỉ đi mượn tay người khác để mở rộng thế lực thôi. Kết quả là dần dần hình thành một thế lực ăn trắng lẫn đen, không thể khinh thường được. Ngay cả Long Môn từng là đầu sỏ thế giới ngầm cũng bị bọn họ buộc cho mất đi chỗ ở cố định, lùi ra ngoài liên tục. Diệp Lâm nhanh chóng đi đến cao ốc Long Môn. Long Vương. Hắc Long dẫn đầu năm Long đầu tự mình ra cửa chào đón. Ngoài lần trước đánh nhau với Bạch Long và Tử Long ra, thì đây là lần đầu Diệp Lâm thấy ba Long còn lại. Anh còn chưa kịp nói gì thì mấy người theo dõi ở đối diện đã lao tới. Hắc Long. Con rùa đen rút đầu mày cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi hả? Bọn tao còn tưởng rằng mày nhận chiến thư xong sẽ treo bảng không? Chiến đấy chứ. Khoảng một giờ sau, minh chủ của Liên minh Võ đạo Thiên Hạ, chi nhánh Yến Kinh, Mạc Viễn Sơn. Đích thân dẫn hơn 100 thành viên của Liên minh Võ thuật tiến về cao ốc Long Môn. Vừa đến nơi, mọi người lập tức lao về phía trước, bao vây tòa nhà, không để con rùa nào lọt ra ngoài. Các thành viên của Liên minh Võ thuật đe dọa rằng sau ngày hôm nay, Yến Kinh sẽ không còn Long Môn nữa. Long Môn, Mạc Viễn Sơn nhìn lên cao ốc Long Môn với đôi mắt đầy khao khát. Nơi này không chỉ là một tòa nhà mà còn là biểu tượng của thế lực ngầm. Đó là đỉnh cao mà những người đến sau phải dũng cảm leo lên. Chỉ khi Liên minh Võ đạo Thiên Hạ chiếm được trụ sở Long Môn thì mới có thể thực sự thay thế họ. Nghe nói Long Môn đã triệu tập rất nhiều thủ lĩnh hàng đầu từ các vùng khác đến. Mạc Viễn Sơn mỉm cười kiêu ngạo, tràn đầy tự tin. Hôm nay tôi sẽ bắt hết tất cả mấy người, làm cho Yến Kinh không bao giờ còn tồn tại Long Môn nữa. Thấy mọi người dưới quyền đã bao vây xong cao ốc Long Môn, biến khách thành chủ. Lúc này,
Mạc Viễn Sơn mới hài lòng bước tới, dẫn theo các cao thủ và tay sai hung hãn đi vào bên trong. Với tư cách là thủ lĩnh của chi nhánh Liên minh Võ đạo Thiên hạ, Mạc Viễn Sơn được coi là người giỏi nhất cả về địa vị và sức mạnh. Muốn tiến xa hơn thì phải lập chiến công lớn và được gia tộc Võ cổ đánh giá cao. Có lẽ, có thể đạt tới cảnh giới siêu việt cấp 3. Tuy nhiên, thực lực tông sư cấp 4 như bây giờ cũng đã đủ đứng đầu một phương, rất khó tìm được đối thủ. Lúc này, nội bộ Long Môn bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Đối mặt với sự uy hiếp của Liên minh Võ đạo Thiên hạ, bọn họ không dám ngăn cản nên tản mát, ẩn náu khắp nơi. Chẳng bao lâu sau, những người đến từ Liên minh Võ đạo Thiên hạ đã chiếm được hầu hết các tầng và khu vực của toàn bộ cao ốc Long Môn. Mạc Viễn Sơn đích thân dẫn 10 người vào thang máy và đi thẳng lên đỉnh tòa nhà. Lúc này, Hắc Long và những người khác sau khi uống đan dược xong vẫn đang tập trung tu luyện, tìm kiếm điểm đột phá. Khi nhìn thấy tình hình ở sảnh trên, Mạc Viễn Sơn không khỏi giật mình. Ông ta còn tưởng rằng mọi người ở Long Môn đã dàn trận chờ trước, thậm chí là đặt bẫy trên đường đi. Nhưng không ngờ, những người này lại ngồi tu luyện dưới đất. Chẳng phải rất không đúng lúc hay sao? Hay là họ không coi trọng sự xuất hiện của Liên minh Võ đạo Thiên hạ? Ngay sau đó, Mạc Viễn Sơn lại nhìn thoáng qua, lập tức chú ý tới Diệp Lâm đang ngồi trên ghế Long Vương. Long Vương tọa ồ đó là vị trí mà nhiều người mơ ước. Thậm chí một trong những mục tiêu lớn của Liên minh Võ đạo Thiên hạ khi mới thành lập là chiếm lấy Long Vương tọa. Bây giờ, ông ta chỉ cách ngai vàng một bước, nhưng bây giờ ngai vàng này đã bị một tên nhóc ngồi trên đó làm ô uế. Điều này khó tránh khỏi làm cho Mạc Viễn Sơn có hơi khó chịu. Nghe nói Long Môn của anh đã bầu ra Long Vương mới. Ha ha, chẳng lẽ là tên nhóc này sao? Nói xong, Mạc Viễn Sơn nhìn về phía Hắc Long, không khỏi cười khẩy. Cho dù Long Môn có bị tiêu diệt, cũng không cần thiết phải làm đến bước này chứ. Lúc này, khí tức của Diệp Lâm đã ổn định, chân khí đã được khống chế, khiến người khác không thể phát hiện ra thực lực của Diệp Lâm. Khi đạt tới cảnh giới của Diệp Lâm, anh đã có thể tự do phóng và thu chân khí tùy theo ý thích. Diệp Lâm cũng nhìn thoáng qua Mạc Viễn Sơn, một tông sư cấp 4, không có gì đáng nhắc tới. Nếu mọi việc suôn sẻ, một lát nữa Lam Long đột phá thành công cũng có thể đánh bại được. Anh không cần phải đích thân ra tay. Vì vậy, Diệp Lâm tiếp tục đứng bên cạnh quan sát, không thèm để ý đến những con kiến như vậy. Tuy nhiên, sau khi nghe được Mạc Viễn Sơn ngông cuồng tuyên bố sẽ tiêu diệt Long Môn, Hắc Long làm sao có thể chịu đựng được. Liên minh võ thuật của các người có bị hủy diệt hàng trăm lần thì Long Môn chúng tôi cũng sẽ không bị hủy đâu. Hắc Long nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Hắc Long đang dùng tiểu bồi nguyên đan có nền tảng vững chắc nên có thể phân tâm, thậm chí nói chuyện. Không giống như Lam Long, sau khi uống ngưng khí đan, cần tập trung tìm kiếm sự đột phá. Có bị tiêu diệt hay không không quyết định bằng lời nói mà là bằng thực lực. Bây giờ, Long Môn đã suy tàn, làm sao có thể so sánh với thế liên minh võ thuật chúng tôi được. Nói cách khác, các người không nghĩ rằng đã hơi muộn để bắt đầu tu luyện rồi sao? Mạc Viễn Sơn chế nhạo. Tu luyện không bao giờ là quá muộn cả. Hắc Long tự tin nói, lần này, tôi sẽ không thua anh nữa đâu. Trong trận chiến trước đó, Hắc Long thậm chí còn không đủ tư cách để chiến đấu với Mạc Viễn Sơn. Riêng đám tay chân của anh ta đã có thể hạ gục. Hắc Long rồi. Lúc này, mặc dù Hắc Long không dám nói có thể đánh bại Mạc Viễn Sơn, nhưng đối phó với đám tay sai xung quanh thì không có vấn đề gì. Nghe vậy, Mạc Viễn Sơn đương nhiên coi đây tất cả những chuyện ở đây đều là trò cười. Ồ, các người có nghe thấy không? Mạc Viễn Sơn cố tình nói với vài tên tay sai thân cận xung quanh mình. Hắc Long đã nói lần này sẽ không thua các cậu nữa đấy. Các cậu có sợ không? Hai người đàn ông một trái một phải đứng ở phía sau Mạc Viễn Sơn không khỏi cười nhạo. Lần trước, hai anh em chúng tôi sơ suất nên mới để cho con cá trạch đen này trốn thoát. Lần này, cho dù anh có mọc cánh thì cũng đừng hòng chạy trốn. Hai người họ, một người có biệt danh là Vượt Hà Long, người còn lại là biệt danh Khiêu Giản Hổ. Cả hai đều có sức mạnh của tông sư cấp 5, cơ thể rắn chắc, đao kiếm không thể xuyên thủng. Họ cũng là những tên tay sai mạnh nhất dưới trướng Mạc Viễn Sơn, sức mạnh chỉ đứng sau minh chủ Mạc Viễn Sơn mà thôi. Lần trước, Hắc Long đã chiến đấu với họ, không những không thể làm tổn thương họ mà còn bị đánh bại hoàn toàn. Nói xong, Vượt Hà Long bước tới, chuẩn bị tấn công Hắc Long. Chờ một chút, Hắc Long vội vàng kêu lên, cho tôi thêm mấy phút nữa. Tôi sắp xong rồi.
Hắc Long cảm thấy mình chỉ còn một chút nữa là có thể đột phá đến tê âng thứ 5 rồi. Giống như có một lớp giấy ngăn cách, chỉ cần một cú đẩy cuối cùng là xong. Tuy nhiên, làm sao Vượt Hà Long có thể nghe lời Hắc Long được, anh ta cho rằng Hắc Long chỉ đang cố tỏ vẻ thần bí mà thôi. Cho dù có cho anh ta một năm, anh ta cũng sẽ không bao giờ là đối thủ của họ được. Làm sao có thể thu hẹp khoảng cách giữa cấp 5 và cấp 6 chỉ bằng vài phút tu luyện cơ chứ? Vậy thì để đối thủ này cho tôi đi. Lúc này, Bạch Long đột nhiên đứng dậy, bước tới nghênh đón. Lúc này, khí thế của Bạch Long vô cùng mạnh mẽ, dường như được tiểu bồi nguyên đan ổn định, tu vi cũng tăng vọt. Lão Bạch, anh đột phá nhanh như vậy sao? Thấy vậy, Hắc Long vừa ngạc nhiên vừa ghen tị. Được rồi, chuyện này giao cho anh trước, tôi sẽ xong ngay đây. Hắc Long không nghĩ nhiều nữa, giao phó mọi việc cho Bạch Long. Dù sao Long Vương Đại Nhân vẫn còn ở đây, anh ta chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Mạc Viễn Sơn liếc nhìn Bạch Long, khẽ cau mày nhắc nhở, cẩn thận, khí thế của người này rất dồi dào, thực lực không hề yếu, hẳn là mạnh hơn Hắc Long nhiều. Đương nhiên là Vượt Hà Long cũng có thể nhìn thấy khí chất mạnh mẽ của Bạch Long, nhưng xét thấy người ở Long Môn cùng lắm cũng chỉ mới tới cấp 6, anh ta cũng không quá coi trọng. Đám cá trạch các anh cũng xứng đáng tự xưng là rồng sao. Tôi nghĩ sau này các anh nên gọi mình là Hắc Trùng và Bạch Trùng thì tốt hơn. Vượt Hà Long đem biệt danh của mình để vũ nhục đối thủ, hôm nay, tôi sẽ cho các anh xem thế nào là rồng thật sự. Là người của thiên hạ võ minh, Hắc Long thấy vậy thì vừa giật mình vừa tức giận. Không ngờ đối phương lại hung hăng ngang ngược đến như thế, ngay cả ở cửa cao ốc cũng cho người theo dõi. Xem ra nếu mình không ra ngoài nghênh chiến thì bọn họ sẽ đánh tới cửa bất cứ lúc nào. To gan. Lúc này, Lam Long không đợi mấy người kia tới gần thì đã vọt nhanh ra phía trước. Một quyền vung lên, lập tức đánh lui hết ba người. Long Vương đang ở đây, sao có thể để mặc cho bọn mày làm càn? Lam Long tuy rằng có dáng người cao gầy, nhưng khi vung quyền lại cực kỳ mạnh mẽ dứt khoát. Đám người theo dõi chỉ thuộc tầng lớp chạy chân thấp nhất của thiên hạ võ minh, sao có thể gánh nổi một quyền của Lam Long? Tuy rằng chỉ là một quyền cách không, nhưng mà đám người kia lại như đâm chúng vào tường, ngã nhào xuống đất, la hét thảm thiết. Thấy vậy, đám người Bạch Long vui vẻ nói, anh Lam, thực lực của anh lại tăng lên rồi hả? Chắc là anh đã đạt tới cảnh giới tông sư ngũ phẩm rồi hả? Một quyền cách không cũng có lực đạo nghìn cân, đám người Bạch Long tự nhận mình không làm được. Lam Long lạnh nhạt nói, ừ, mới vừa đột phá vào tháng trước. Nếu không phải Diệp Lâm đột nhiên xuất hiện thì Lam Long thậm chí định một đánh tám tranh chức vị Long Vương. Giờ phút này, đám người theo dõi bị ngã xuống đất giận tím cả mặt. Bọn mày, dám đánh người của võ minh, còn đánh tàn nhân như thế kia. Minh chủ bọn tao sẽ không tha cho bọn mày. Người ta nói đánh chó cũng phải xem mặt chủ. Bọn họ là người của thiên hạ võ minh, đừng nói là bị đánh, cho dù chỉ là bị đắc tội một lần, cũng sẽ bị trả thù mãi không dứt. Long Môn vốn là cái đỉnh trong mắt thiên hạ võ minh muốn nhổ cái đinh này ra lâu lắm rồi. Có lẽ bọn họ có thể mượn lý do Long Môn ra tay trước để tiến thành đả kích và phong tỏa Long Môn về mọi mặt. Lam Long, bọn họ chỉ là kẻ chạy chân thôi, đánh bọn họ dễ tạo thành phiền phức lắm. Hắc Long sợ chuyện ầm lên thì khó mà kết thúc được, bèn đi ngăn cản Lam Long. Cho dù hiện giờ có Long Vương tọa chấn, nhưng mà lần này đối thủ mà bọn họ phải đối mặt là chỗ dựa của thiên hạ võ minh, cũng chính là con cháu gia tộc cổ võ. Hắc Long cảm thấy dù thực lực của Diệp Lâm rất mạnh, nhưng có lẽ cũng phải cố hết sức mới đánh lại con cháu gia tộc cổ võ. Huống chi, dù Diệp Lâm có mạnh đến đâu, thì Diệp Lâm cũng chỉ có một mình. Còn con cháu gia tộc cổ võ, bọn họ có cả một gia tộc làm chỗ dựa. Ở trong mắt Hắc Long, tình huống có lợi nhất với bọn họ là vừa đánh vừa đàm phán. Rốt cuộc thì muốn hoàn toàn áp chế thiên hạ võ minh là một chuyện không hiện thực. Có điều, Diệp Lâm lại không suy nghĩ như vậy. Vì sao không thể đánh? Hắc Long, cậu bị thiên hạ võ minh đánh sợ rồi hả? Bọn họ đã tới tận cửa khiêu khích rồi, chúng ta càng phải đánh trả mạnh lại mới được. Hắc Long nghe vậy thì lộ vẻ xấu hổ. Anh ta đúng là bị đánh sợ rồi, nếu không thì sao ngay cả địa bàn Yến Kinh cũng không giữ được chứ? Đánh gãy chân bọn chúng, bảo bọn chúng trở về báo tin. Nếu bọn họ muốn cao ốc Long Môn thì hãy tự mình đến đây, cứ dẫn theo nhiều người đến đây đi. Diệp Lâm còn chưa nói xong, Lam Long đã vọt lên phía trước, không hề nhiều lời, đấm gãy tay chân đám chạy chân rồi ném sang bên đường như ném rác rưởi.
Người qua đường giật mình, trợn to mắt ra mà nhìn. Bọn họ không ngờ rằng lại có người dám đánh người ngay trước bàn dân thiên hạ. Đám người kia vừa hét thảm thiết vừa nổi lòng ác độc, thế nhất định phải làm cho minh chủ đại nhân trả thù cho bọn chúng. Thấy Lam Long ra tay dứt khoát lưu loát, Diệp Lâm vừa lòng gật đầu, cảm thấy cách làm việc của Lam Long rất hợp gu mình. Có thể đánh nhau thì không cần phải nói nhiều. Huống chỉ, khi đối mặt với một đám con kiến, thì càng không cần phải kiêng dè. Đi thôi, Diệp Lâm đi vào cao ốc Long Môn, ngồi chờ người của thiên hạ võ minh chủ động tới cửa. Hắc Long thấy thế thì thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng, anh ta vẫn cẩn thận mà cho người ở bên ngoài trông chừng và theo dõi hướng đi của đám người chạy chân. Diệp Lâm dẫn người đi lên tầng cao nhất của cao ốc Long Môn, còn chưa ngồi xuống thì đã nói với Lam Long, ra tay với tôi đi. Cái gì? Lam Long ngây người, không hiểu ý của Diệp Lâm. Sợ Diệp Lâm hiểu lầm mình, Lam Long chủ động nói, thuộc hạ từng nghe nói về thực lực của Long Vương rồi. Thuộc hạ khâm phục thật lòng thật dạ, tuyệt đối không có ý gì khác. Tôi biết, Diệp Lâm khoanh tay nói, dùng chiêu long quyền kia của anh, dốc sức đánh tôi thử xem, để tôi biết thực lực của anh thế nào. Diệp Lâm nhìn ra được Lam Long là người mạnh nhất trong đám long, anh xem để chỉ dạy anh ta một vài điều. Lam Long lập tức hiểu ý của Diệp Lâm, vậy nên ôm quyền nói, vậy thuộc hạ đắc tội rồi. Dứt lời, Lam Long bày tư thế, vung lên là một quyền. Thần Long bãi vĩ. Ngay sau đó, tiếng quyền như sấm đánh bên tai, mơ hồ có cả tiếng rồng ngâm. Diệp Lâm thầm gật đầu, quả nhiên là thực lực tông sư ngũ phẩm, mạnh hơn hẳn bọn Hắc Long. Uy lực của một quyền kia mạnh đến mức khiến đám người Hắc Long giật mình. Bọn họ thầm nghĩ, may mà có Long Vương mới ở đây, nếu không dù bốn người bọn họ có hợp lực với nhau thì cũng không phải là đối thủ của Lam Long. Tên Lam Long kia rốt cuộc có kỳ ngộ gì mà lại đột phá tăng cấp, mạnh hơn cả đám chúng ta vậy. Thanh Long có chút ghen ghét lẩm bẩm. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Một quyền của Lam Long uy mãnh bá đạo, lúc quyền vung lên, dường như thật sự có một con rồng đang vẫy đuôi lao tới, quét ngang tất cả. Để đỡ một quyền bá đạo thế kia, Diệp Lâm cũng dùng chiêu thần long bãi vĩ. Nhìn qua có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, thực tế thì là bốn lạng đẩy nghìn cân. Hai quyền va chạm, Lam Long lại bị đấm lui mấy chục bước. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lam Long lùi liên tục hơn 10 mét mới miễn cưỡng đứng vững. Anh ta thầm hoảng sợ, may là mình không chủ động khiêu chiến quyền uy của Long Vương mới, chứ với sự chênh lệch kiểu này, chắc là mình có chết thế nào cũng không biết. Hay lắm! Quyền pháp tuyệt vời! Ở trong tay Long Vương, thần Long bãi vĩ trong chính thức của Long Quyền mang lên một loại phong thái khác. Đám người Hắc Long sôi nổi khen ngợi, cực kỳ khâm phục. Dường như chính thức của Long Quyền ở trong tay Diệp Lâm sẽ có uy lực mạnh như trời với đất khi ở trong tay bọn họ. Lúc nãy tôi đã dùng lực đánh mở khí huyết toàn thân của anh. Dứt lời, Diệp Lâm ném một viên đan dược cho Lam Long. Uống đi. Sau khi uống viên tụ khí đan này, tu vi của anh sẽ tăng thêm một đoạn, may mắn thì có thể bước thẳng lên tứ phẩm. Tụ khí đan. Lam Long cầm viên đan dược, khi thấy hoa văn phức tạp trên viên đan dược thì lập tức giật nảy mình. Tuy rằng trên thị trường có rất nhiều tụ khí đan, nhưng cái loại tụ khí đan bình thường ấy sao có thể so sánh được với tụ khí đan do Diệp Lâm tự mình luyện chế. Cho dù coi đan dược bình thường như cơm ăn hàng ngày, ăn suốt cả năm, thì cũng không có hiệu quả bằng một viên đan dược nho nhỏ trước mắt này. Tuy rằng Lam Long không hiểu thuật luyện đan, nhưng anh ta cũng biết rằng hoa văn trên đan dược càng phức tạp thì phẩm chất sẽ càng cao. Anh ta từng tốn hàng chục triệu tệ đi mua tụ khí đan bình thường chỉ có vài hoa văn thì làm sao có thể so sánh được với viên đan dược do Long Vương tặng. Có thể thấy rằng nếu viên tụ khí đan này rơi vào thị trường thì chắc chắn sẽ là bảo bối vô giá. Có thể làm tôi đột phá đến tứ phẩm hả? Lam Long kích động cầm viên đan dược, cho rằng Long Vương không nói dối. Cái loại đan dược phẩm chất cao thế này nhất định có thể giúp mình một tay. Cảm ơn Long Vương ban tặng. Lam Long hồi hồn lại, vội vàng cúi người thi lễ. Thuộc hạ không có gì báo đáp ơn to của Long Vương, sau này chỉ có thể không chút do dự vượt lửa qua sông. Dứt lời, Lam Long tranh thủ lúc chân khí trong cơ thể đang bị tản ra, uống tụ khí đan, ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Trên con đường võ đạo, chuyện khó nhất chính là tụ khí. Thân thể có thể rèn luyện hàng nghìn lần để đến hóa cảnh. Còn chân khí thì không thể nắm bắt, không có hình dáng. Rất khó để nắm được và tu luyện. Trong hoàn cảnh mạt pháp ngày nay, khi linh khí trở nên loãng, muốn hoàn thành tụ khí trong cơ thể là một chuyện cực kỳ khó khăn.
Đa số võ giả, đến suốt cuộc đời cũng không nắm được mấu chốt, chỉ có thể dừng bước tại hạ tam phẩm, cũng chính là thực lực 7, 8, 9 phẩm. Tuy rằng đây là thực lực mạnh với người thường, nhưng mà khi đối mặt với cao thủ thật sự, ví dụ như cao thủ trung tam phẩm và thượng tam phẩm, sự chênh lệch sẽ như trời với đất. Tứ phẩm. Đám người Hắc Long nghe vậy thì hâm mộ hô lên. Tứ phẩm có thể xem như là một ngạch cửa của võ giả. Bởi vì một khi đột phá tứ phẩm, thì sẽ bước vào tầng lớp cao thủ hàng đầu. Cho dù chỉ dừng bước ở tứ phẩm thôi, thì cũng đã đủ xuất sắc, vượt qua 90% giới võ giả. Giống như đám người Hắc Long, khó lắm mới bước vào cảnh giới tông sư lục phẩm, thuộc về tầng lớp thấp nhất trong trung tam phẩm. Hắc Long nhớ rõ minh chủ chỉ nhánh yến kinh của thiên địa võ minh có thực lực tứ phẩm. Nếu không thì Hắc Long sẽ không kiêng kỵ và sợ hãi thiên địa võ minh đến như vậy. Chỉ là thực lực của một chi nhánh thôi mà đã mạnh đến như thế, thì anh ta không dám tưởng tượng đến cao thủ bên trên nữa. Long Vương, Hắc Long có chút ghen ghét nói, thuộc hạ là người đầu tiên quy thuận Long Vương mài. Hắc Long nhìn Diệp Lâm, thử nhắc nhở một câu. Ý ngầm là mình chưa vớt được cái gì, Lam Long mới vừa quy thuận lại được một viên tụ khí đan cực phẩm. Long Vương đại nhân, thuộc hạ cũng trung thành và tận tâm mài. Thanh Long cũng nói, có thể ban cho chúng tôi một viên tụ khí đan hay không? Diệp Lâm lạnh nhạt nói, vừa rồi Lam Long biểu hiện khá tốt, viên đan dược kia là khen thưởng anh ta. Hơn nữa, thực lực của anh ta cao hơn mọi người ở đây, anh ta có được đan dược là đúng rồi. Khi nào các anh có thể đạt đến tiêu chuẩn hiện nay của Lam Long, tôi tất nhiên sẽ ban cho các anh tụ khí đan. Với thực lực hiện giờ của bọn họ mà đi dùng tụ khí đan là có chút lãng phí. Diệp Lâm vừa mới bắt đầu luyện đan nên không có nhiều đan dược. Ai ra? Thuộc hạ sẽ cố gắng. Mọi người có chút thất vọng, thậm chí cảm thấy nếu không có cơ duyên thì sẽ rất khó tiến thêm một bước. Thằng nhãi Lam Long kia may mắn thật đấy. Có điều, Diệp Lâm đảo giọng, nói thêm, hiện giờ kẻ địch mạnh ở ngay trước mắt, thực lực của các anh đúng là không đủ xem, làm Long môn ta mất mặt. Tôi còn vài viên bồi nguyên đan, cho các anh để các anh củng cố căn cơ, sớm hay muộn gì cũng sẽ đột phá. Nguyên nhân chủ yếu khiến đám người Hắc Long không thể đột phá là vì bọn họ muốn nhanh chóng đột phá nên dẫn tới căn cơ không vững chắc. Trong loại tình huống này, dùng bồi nguyên đan củng cố căn cơ sẽ có hiệu quả tốt hơn dùng tụ khí đan. Dứt lời, Diệp Lâm ném 4 viên bồi nguyên đan cho 4 người. Cảm ơn Long Vương đại nhân, 4 người nhận lấy bồi nguyên đan, lập tức cảm thấy vui mừng, bỏ lướt qua cảm giác mất mát mới vừa rồi, cực kỳ biết ơn Diệp Lâm. Được rồi, đừng nói mấy lời khách sáo nữa. Diệp Lâm ngồi trên ghế Long Vương, trước khi người của thiên địa võ minh đến, các anh tranh thủ uống đan dược rồi tu luyện. Đợi lát nữa hãy làm cho người của thiên địa võ minh biết thực lực thật sự của Long môn chúng ta. Diệp Lâm lâm thời tăng thực lực cho đám người, để tránh lát nữa đánh nhau với thiên địa võ minh, chỉ có một mình lên đánh nhau, có vẻ như là Long môn không có ai khác vậy. Ha ha, Long Vương đại nhân cứ yên tâm, Hắc Long rất có tin tưởng, lần này bọn tôi bảo đảm có thể lấy lại mặt mũi, đánh sập đám người của võ minh. Cho dù là minh chủ chỉ nhánh, thì cũng có thể giao cho lão Lam đối phó. Khoảng một giờ sau, minh chủ của Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ, chi nhánh Yến Kinh, Mạc Viễn Sơn. Đích thân dẫn hơn 100 thành viên của Liên minh Võ Thuật tiến về cao ốc Long Môn. Vừa đến nơi, mọi người lập tức lao về phía trước, bao vây tòa nhà, không để con ruồi nào lọt ra ngoài. Các thành viên của Liên minh Võ Thuật đe dọa rằng sau ngày hôm nay, Yến Kinh sẽ không còn Long Môn nữa. Long Môn, Mạc Viễn Sơn nhìn lên cao ốc Long Môn với đôi mắt đầy khao khát. Nơi này không chỉ là một tòa nhà mà còn là biểu tượng của thế lực ngầm. Đó là đỉnh cao mà những người đến sau phải dũng cảm leo lên. Chỉ khi Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ chiếm được trụ sở Long Môn thì mới có thể thực sự thay thế họ. Nghe nói Long Môn đã triệu tập rất nhiều thủ lĩnh hàng đầu từ các vùng khác đến. Mạc Viễn Sơn mỉm cười kiêu ngạo, tràn đầy tự tin. Hôm nay tôi sẽ bắt hết tất cả mấy người, làm cho Yến Kinh không bao giờ còn tồn tại Long Môn nữa. Thấy mọi người dưới quyền đã bao vây xong cao ốc Long Môn, biến khách thành chủ. Lúc này, Mạc Viễn Sơn mới hài lòng bước tới, dẫn theo các cao thủ và tay sai hung hãn đi vào bên trong. Với tư cách là thủ lĩnh của chỉ nhánh Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ, Mạc Viễn Sơn được coi là người giỏi nhất cả về địa vị và sức mạnh. Muốn tiến xa hơn thì phải lập chiến công lớn và được gia tộc võ cổ đánh giá cao. Có lẽ, có thể đạt tới cảnh giới siêu việt cấp 3. Tuy nhiên,
Thực lực tông sư cấp 4 như bây giờ cũng đã đủ đứng đầu một phương, rất khó tìm được đối thủ. Lúc này, nội bộ Long Môn bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Đối mặt với sự uy hiếp của Liên minh Võ đạo Thiên hạ, bọn họ không dám ngăn cản nên tản mát, ẩn náu khắp nơi. Chẳng bao lâu sau, những người đến từ Liên minh Võ đạo Thiên hạ đã chiếm được hầu hết các tầng và khu vực của toàn bộ cao ốc Long Môn. Mạc Viễn Sơn đích thân dẫn 10 người vào thang máy và đi thẳng lên đỉnh tòa nhà. Lúc này, Hắc Long và những người khác sau khi uống đan dược xong vẫn đang tập trung tu luyện, tìm kiếm điểm đột phá. Khi nhìn thấy tình hình ở sảnh trên, Mạc Viễn Sơn không khỏi giật mình. Ông ta còn tưởng rằng mọi người ở Long Môn đã dàn trận chờ trước, thậm chí là đặt bẫy trên đường đi. Nhưng không ngờ, những người này lại ngồi tu luyện dưới đất. Chẳng phải rất không đúng lúc hay sao? Hay là họ không coi trọng sự xuất hiện của Liên minh Võ đạo Thiên hạ? Ngay sau đó, Mạc Viễn Sơn lại nhìn thoáng qua, lập tức chú ý tới Diệp Lâm đang ngồi trên ghế Long Vương. Long Vương tọa ổ đó là vị trí mà nhiều người mơ ước. Thậm chí một trong những mục tiêu lớn của Liên minh Võ đạo Thiên hạ khi mới thành lập là chiếm lấy Long Vương tọa. Bây giờ, ông ta chỉ cách ngai vàng một bước, nhưng bây giờ ngai vàng này đã bị một tên nhóc ngồi trên đó làm ô uế. Điều này khó tránh khỏi làm cho Mạc Viễn Sơn có hơi khó chịu. Nghe nói Long Môn của anh đã bầu ra Long Vương mới. Ha ha, chẳng lẽ là tên nhóc này sao? Nói xong, Mạc Viễn Sơn nhìn về phía Hắc Long, không khỏi cười khẩy. Cho dù Long Môn có bị tiêu diệt, cũng không cần thiết phải làm đến bước này chứ. Lúc này, khí tức của Diệp Lâm đã ổn định, chân khí đã được khống chế, khiến người khác không thể phát hiện ra thực lực của Diệp Lâm. Khi đạt tới cảnh giới của Diệp Lâm, anh đã có thể tự do phóng và thu chân khí tùy theo ý thích. Diệp Lâm cũng nhìn thoáng qua Mạc Viễn Sơn, một tông sư cấp 4, không có gì đáng nhắc tới. Nếu mọi việc suôn sẻ, một lát nữa Lam Long đột phá thành công cũng có thể đánh bại được. Anh không cần phải đích thân ra tay. Vì vậy, Diệp Lâm tiếp tục đứng bên cạnh quan sát, không thèm để ý đến những con kiến như vậy. Tuy nhiên, sau khi nghe được Mạc Viễn Sơn ngông cuồng tuyên bố sẽ tiêu diệt Long Môn, Hắc Long làm sao có thể chịu đựng được. N. Minh võ thuật của các người có bị hủy diệt hàng trăm lần thì Long Môn chúng tôi cũng sẽ không bị hủy đâu. Hắc Long nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Hắc Long đang dùng tiểu bồi nguyên đan có nền tảng vững chắc nên có thể phân tâm, thậm chí nói chuyện. Không giống như Lam Long, sau khi uống ngưng khí đan, cần tập trung ỉm kiếm sự đột phá. Có bị tiêu diệt hay không không quyết định bằng lời nói mà là bằng thực lực. Bây giờ, Long Môn đã suy tàn. Làm sao có thể so sánh với thế Liên minh võ thuật chúng tôi được? Nói cách khác, các người không nghĩ rằng đã hơi muộn để bắt đầu tu luyện rồi sao? Mạc Viễn Sơn chế nhạo. Tu luyện không bao giờ là quá muộn cả. Hắc Long tự tin nói, lần này, tôi sẽ không thua anh nữa đâu. Trong trận chiến trước đó, Hắc Long thậm chí còn không đủ tư cách để chiến đấu với Mạc Viễn Sơn, riêng đám tay chân của anh ta đã có thể hạ gục. Hắc Long rồi. Lúc này... Mặc dù Hắc Long không dám nói có thể đánh bại Mạc Viễn Sơn, nhưng đối phó với đám tay sai xung quanh thì không có vấn đề gì. Nghe vậy, Mạc Viễn Sơn đương nhiên coi đây tất cả những chuyện ở đây đều là trò cười. Ồ, các người có nghe thấy không? Mạc Viễn Sơn cố tình nói với vài tên tay sai thân cận xung quanh mình. Hắc Long đã nói lần này sẽ không thua các cậu nữa đấy. Các cậu có sợ không? Hai người đàn ông một trái một phải đứng ở phía sau Mạc Viễn Sơn không khỏi cười nhạo. Lần trước, hai anh em chúng tôi sơ suất nên mới để cho con cá trạch đen này trốn thoát. Lần này, cho dù anh có mọc cánh thì cũng đừng hòng chạy trốn. Hai người họ, một người có biệt danh là Vượt Hà Long, người còn lại là biệt danh Khiêu Giản Hổ. Cả hai đều có sức mạnh của tông sư cấp 5, cơ thể rắn chắc, đao kiếm không thể xuyên thủng. Họ cũng là những tên tay sai mạnh nhất dưới trướng Mạc Viễn Sơn, sức mạnh chỉ đứng sau minh chủ Mạc Viễn Sơn mà thôi. Lần trước, Hắc Long đã chiến đấu với họ, không những không thể làm tổn thương họ mà còn bị đánh bại hoàn toàn. Nói xong, Vượt Hà Long bước tới, chuẩn bị tấn công Hắc Long. Chờ một chút, Hắc Long vội vàng kêu lên, cho tôi thêm mấy phút nữa. Tôi sắp xong rồi. Hắc Long cảm thấy mình chỉ còn một chút nữa là có thể đột phá đến ầng thứ 5 rồi. Giống như có một lớp giấy ngăn cách, chỉ cần một cú đẩy cuối cùng là xong. Tuy nhiên, làm sao Vượt Hà Long có thể nghe lời Hắc Long được? Anh ta cho rằng Hắc Long chỉ đang cố tỏ vẻ thần bí mà thôi. Cho dù có cho anh ta một năm, anh ta cũng sẽ không bao giờ là đối thủ của họ được.
làm sao có thể thu hẹp khoảng cách giữa cấp 5 và cấp 6 chỉ bằng vài phút tu luyện cơ chứ? Vậy thì để đối thủ này cho tôi đi. Lúc này, Bạch Long đột nhiên đứng dậy, bước tới nghênh đón. Lúc này, khí thế của Bạch Long vô cùng mạnh mẽ, dường như được tiểu bồi nguyên đan ổn định, tu vi cũng tăng vọt. Lão Bạch, anh đột phá nhanh như vậy sao? Thấy vậy, Hắc Long vừa ngạc nhiên vừa ghen tị. Được rồi, chuyện này giao cho anh trước, tôi sẽ xong ngay đây. Hắc Long không nghĩ nhiều nữa, giao phó mọi việc cho Bạch Long. Dù sao Long Vương đại nhân vẫn còn ở đây, anh ta chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Mạc Viễn Sơn liếc nhìn Bạch Long, khẽ cau mày nhắc nhở, cẩn thận, khí thế của người này rất dồi dào, thực lực không hề yếu, hẳn là mạnh hơn Hắc Long nhiều. Đương nhiên là Vượt Hà Long cũng có thể nhìn thấy khí chất mạnh mẽ của Bạch Long, nhưng xét thấy người ở Long Môn cùng lắm cũng chỉ mới tới cấp 6, anh ta cũng không quá coi trọng. Đám cá trạch các anh cũng xứng đáng tự xưng là rồng sao. Tôi nghĩ sau này các anh nên gọi mình là Hắc Trùng và Bạch Trùng thì tốt hơn. Vượt Hà Long đem biệt danh của mình để vũ nhục đối thủ, hôm nay, tôi sẽ cho các anh xem thế nào là rồng thật sự. Nghe vậy, vẻ mặt Bạch Long có hơi biến đổi. Được thôi. Vậy hôm nay xem ai là rồng, ai là sâu nhé. Ngay lập tức, tính hiếu thắng trong Bạch Long cũng nổi lên. Dù sao, vừa rồi thực lực của anh ta đã tiến bộ rất nhiều, rất cần một kẻ địch mạnh để rèn luyện kỹ năng. Ha ha ha, chín con sâu nhát gan các người, cho dù có hợp lại cũng không phải là đối thủ của ông đây đâu. Vượt Hà Long lao về phía trước, toàn thân tràn ngập sát khí. Hôm nay, để ông cho các cháu thấy sức mạnh của ông nhé. Vừa nói, Vượt Hà Long đã duỗi hai nắm đấm to khác thường ra. Ông đây đã dùng hai nắm đấm này đánh cho Hắc Long răng rơi đầy đất, còng đuôi bỏ chạy đấy. Bạch Trùng, hôm nay tới phiên anh. Lúc này, Vượt Hà Long phát huy sức mạnh tông sư cấp 5 đến cực điểm. Không khí xung quanh như đóng băng. Với áp lực lớn như vậy, người bình thường có lẽ sẽ cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi. Không cần phải ra tay cũng sẽ tự động rút lui. Tuy nhiên, Bạch Long lại tấn công ngược lại. Sau đó, hai nắm đấm xuất hiện, giống như một thần rồng hạ phàm, tràn đầy khí thế. Long chiến vu dãi. Bạch Long không hề nương tay, thi triển đòn tấn công mạnh nhất của mình. Long quyền xuất kích, trong khoảnh khắc, tình thế dường như đảo ngược, công thủ thay đổi. Là Long quyền, sau khi thấy những chiêu thức khác nhau của Long quyền, Mạc Viễn Sơn cảm thấy rất ghen tị. Các thủ lĩnh trong Long môn mặc dù có sức mạnh bình thường nhưng mỗi người trong số họ đều thừa hưởng một chiêu thức Long quyền, vượt xa tất cả các chiêu thức trên thế giới. Rõ ràng, chín chiêu thức Long quyền rất có thể là từ võ thuật của gia tộc võ cổ, vô cùng phi thường. Lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Long sử dụng nó, Mạc Viễn Sơn đã rất ngạc nhiên. Đáng tiếc một cú đấm uy lực như vậy lại không thể phát huy hết sức mạnh thực sự của nó. Mạc Viễn Sơn trần trừ không giết Hắc Long cũng chỉ vì muốn một ngày nào đó có thể học được các chiêu thức và bí mật của Long quyền từ anh ta. Theo Mạc Viễn Sơn, nếu có thể học được quyền pháp như vậy, anh ta sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Hãy giữ anh ta còn sống. Mạc Viễn Sơn thấy chiêu thức Long chiến vu dã này cũng rất nguy hiểm và mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn chiêu thức phi long tại thiên của Hắc Long. Sau khi chiếm được Long môn, mình phải tra hỏi hết những chiêu thức Long quyền này mới được. Mạc Viễn Sơn đã hạ quyết tâm. Ngay sau đó, Bạch Long tung ra đòn tấn công mạnh nhất về phía Vượt Hà Long, Long chiến vu dã. Hay lắm! Vượt Hà Long cũng gầm lên, cơ bắp cuồn cuộn, giơ nắm đấm như một cây búa sắt lao thẳng về phía Bạch Long. Bùm, trong chớp mắt, nắm đấm đã chạm vào cơ thể. Hai nắm đấm va vào nhau như những tia lửa điện chạm đất, tạo thành một làn sóng đáng sợ. Giây tiếp theo, cú đấm của Bạch Long vẫn chưa dừng lại. Giống như một con rồng ra khỏi biển, nó lao thẳng lên. Phá vỡ xiềng xích từ nắm đấm của Vượt Hà Long, đấm mạnh vào mặt của anh ta. Đột nhiên, Vượt Hà Long cảm thấy chấn động, như thể va phải một bức tường, khí huyết nhất thời chảy ngược. Khi đầu đập mạnh xuống đất, anh ta lập tức bất tỉnh. Sau đó, động lượng của nắm đấm tiếp tục không suy giảm. Nó tiếp tục nghiền nát đầu của Vượt Hà Long cho đến khi chìm xuống sàn ba phân và hộp sọ bị vỡ hoàn toàn. Lúc này, anh ta mới dừng lại. Ai là rồng, ai là sâu, bây giờ anh đã biết chưa? Bạch Long cúi đầu nhìn Vượt Hà Long bị đánh chìm xuống đất, kiêu ngạo nói. Im lặng. Lúc này, hiện trường im lặng như tờ. Cú đấm mạnh mẽ của Bạch Long đã giết chết Vượt Hà Long ngay tại chỗ. Cảnh tượng này, đặc biệt là với Mạc Viễn Sơn và các thành viên khác của Liên minh Võ Thuật,
tất cả đều vô cùng kinh hãi. Làm sao có thể, Vượt Hà Long là tông sư cấp 5, cơ thể đã được tôi luyện. Vậy mà chỉ một chiêu đã bị hạ gục, đầu lại bị nghiền nát thành từng mảnh. Người đó thật sự là người của Long Môn ư, làm sao có thể mạnh như vậy được? Có lẽ nào, anh ta mới thực sự là Long Vương mới. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi nhìn Bạch Long với một ánh mắt khác. Thậm chí còn lầm tưởng anh ta là Long Vương mới thật sự, còn Diệp Lâm ngồi trên Long Vương tọa chỉ là vỏ bọc mà thôi. Diệp Lâm thấy thế, âm thầm gật đầu. Tuy rằng Lam Long mạnh nhất nhưng tài năng của Bạch Long cũng không tệ. Suy cho cùng, Bạch Long là người đầu tiên trong số họ hấp thu hoàn toàn hiệu quả của tiểu bồi nguyên đan và thành công đột phá. Trong một trận thực chiến đối mặt với tông sư cấp 5, anh ta cũng có thể giết chết đối phương chỉ bằng một chiêu thức. Điều này đương nhiên cũng có một phần là do Vượt Hà Long bất cẩn khinh địch, thêm vào đó là sức mạnh của Long Quyền. Bạch Long cũng rất hài lòng với cú đấm vừa rồi. Anh ta thậm chí chưa bao giờ đánh một cách thoải mái như vậy. Trong phút chốc, anh không chỉ hiểu thêm được về Long Quyền mà còn cả về cơ thể của mình. Cùng lúc đó, sự ngưỡng mộ của Bạch Long đối với Diệp Lâm càng trở nên mạnh mẽ hơn. Một viên tiểu bồi nguyên đan tùy tiện đưa ra cũng có thể khiến thực lực của một người tăng vọt. Như vậy, thực lực của Diệp Long Vương có lẽ còn thâm sâu hơn nhiều. Từ giờ trở đi, anh ta phải cố gắng đi theo Tân Long Vương mới được. Ha ha, Hắc Long nhìn thấy cảnh này không nhịn được cười. Bạch Long đã khởi đầu thuận lợi, cũng thúc đẩy đáng kể tinh thần đang sa sút của Long Môn. Những người đang núp ngoài cửa nhìn trộm, thậm chí còn chạy khắp nơi kể cho nhau nghe về tình hình chiến sự ở đây. Tất cả không khỏi vui mừng, tinh thần cũng dâng cao. Ngược lại, những người đến từ Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ lại tỏ ra không in vào tin tức này. Đó là Vượt Hà Long, cao thủ chỉ đứng sau Minh Chủ, sao có thể thua được? Mẹ nó! Sắc mặt Mạc Viễn Sơn tối sầm lại, cảm thấy vô cùng tức giận. Anh ta cũng không ngờ rằng Bạch Long đến từ nơi khác lại mạnh đến thế. Chính anh ta đã đánh giá thấp khả năng của Long Môn. Không đợi Mạc Viễn Sơn ra lệnh, đột nhiên, một bóng đen lao tới. Mọi người nhìn kỹ hơn và thấy đó là Khiêu Giản Hổ. Anh ta và Vượt Hà Long là bộ đôi rồng hổ của Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ, thân thiết như anh em. Bây giờ, Vượt Hà Long đã bị hạ gục trong phút chốc, không rõ sống chết. Khiêu Giản Hổ lập tức đứng ra trả thù cho người anh em của mình. Lại thêm một kẻ nữa. Thấy vậy, tinh thần chiến đấu của Bạch Long càng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh ta thậm chí còn muốn chiến đấu với Mạc Viễn Sơn, minh chủ của Liên minh Võ Đạo. Bạch Long, giao người này cho tôi. Lúc này, Hắc Long cũng đứng lên, hai mắt sáng ngời. Không chỉ có Hắc Long. Cuộc tỉ thí vừa rồi đã tranh thủ được một ít thời gian, giúp những người khác nhân cơ hội này hấp thu hoàn toàn tác dụng của tiểu bồi nguyên đan, thực lực của bọn họ cũng tăng lên ở những mức độ khác nhau. Ngoại trừ Lam Long vẫn đang nhắm mắt tu luyện, Hắc Long và những người khác đều đã đứng dậy, sẵn sàng chiến đấu. Thấy mọi người gần như đã hấp thụ xong, Diệp Lâm lặng lẽ gật đầu. Thầm nghĩ, không hổ danh là những người thất sư phụ đã tuyển chọn và huấn luyện cẩn thận, ai cũng có năng lực rất tốt. Nếu đào tạo thêm thì còn có thể tiến xa hơn nữa. Đột nhiên, bốn người Hắc Long, Bạch Long, Thanh Long, Tử Long do Diệp Lâm đứng đầu đều đã sẵn sàng chiến đấu, khí thế hừng hực. Thậm chí còn có phần áp đảo Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ phía đối diện. Sao có thể như vậy được? Lúc này, Mạc Viễn Sơn cũng hơi sững sờ, cảm thấy có gì đó không ổn. Khi tới đây, ông ta đã nắm chắc cơ hội thắng, nhưng bây giờ lại có cảm giác rằng mình sắp bị đánh bại hoàn toàn. Không thể nào. Điều này là không thể. Là mình nghĩ nhiều quá thôi. Mạc Viễn Sơn ra sức lắc đầu. Anh ta là tông sư cấp 4, một mình cũng có thể đánh bại toàn bộ Long Môn, bốn người kia đứng dậy thì có ích gì? Thì diễu võ dương oai mà thôi. Biết chúng, Mạc Viễn Sơn lạnh lùng ra lệnh. Ban đầu, anh ta còn muốn tìm ra chìa khóa của Long Quyền từ những người này. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, anh ta không còn quan tâm đến điều đó nữa. Giết hết bọn chúng, không cần nương tay. Mạc Viễn Sơn muốn người của mình ra tay trước, nếu tình thế thay đổi thì anh ta ra tay cũng không muộn. Tuân lệnh. Ngay cả khi không có lệnh của Minh Chủ, Khiêu Giản Hổ cũng sẽ không nương tay. Đặc biệt là với Bạch Long, dám làm người anh em của tôi bị thương. Tôi sẽ bắt anh phải trả lại gấp trăm lần. Tôi sẽ nghiền nát toàn bộ xương trong cơ thể anh, để anh chết trong đau đớn. Đối mặt với sự khiêu khích của Khiêu Giản Hổ, Bạch Long vẫn tỏ ra thờ ơ.
Bởi vì, bây giờ anh ta thuộc về Hắc Long, đối thủ của anh là tôi. Hắc Long tiến lên, nói, nhưng đánh anh thì tôi cảm thấy vẫn chưa đã tay. Nếu bốn người chúng ta liên thủ, có lẽ có thể đánh được với Mạc Viễn Sơn. Tử Long mỉm cười duyên dáng, tôi cũng nghĩ vậy. Thanh Long cũng nóng lòng muốn thử, vậy thì nhanh chóng tiêu diệt con hổ đó trước đi, sau đó chúng ta sẽ liên thủ giết minh chủ của chúng. Những lời này vừa nói ra, không chỉ là Khiểu Giản Hổ. Mạc Viễn Sơn nghe được lời này cũng vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Đúng là không biết lượng sức mình. Khiêu Giản Hổ nhìn Hắc Long, cười nhạo nói, cá trạch đen à, nếu biết điều thì cút sang một bên. Đừng quên lần trước anh đã bị chúng tôi đánh cho ôm đầu bỏ chạy. Lần này, tôi sẽ không nương tay đâu. Tôi sẽ nghiền nát lũ côn trùng các anh. Lần này sẽ không có chuyện đó đâu. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, gấp gáp muốn rửa sạch vết nhơ đáng xấu hổ lúc trước. Trước kia, thực lực của anh ta chỉ ở có cấp 6, đương nhiên không thể so với cường giả cấp 5 được. Nhưng bây giờ, Hắc Long đã có bình tĩnh đối diện với đối phương rồi. Lần này, người chạy sẽ là anh. Nói xong, Hắc Long không tiếp tục nhiều lời nữa. Bây giờ, anh ta sẽ dùng sức mạnh để nói chuyện. Sức mạnh đáng giá bằng ngàn lời nói. Ngay sau đó, Hắc Long lao về phía trước. Đi kèm là một cú đấm. Phi Long tại thiên. Hắc Long cũng sử dụng đòn tấn công mạnh nhất của mình. Trong phút chốc, hội trường tràn ngập tiếng rồng gầm và sức mạnh kinh hồn. Phút. Lúc này, Khiêu Giản Hổ dường như cảm thấy một áp lực vô hình. Đột nhiên, anh ta nhận ra rằng Hắc Long trước mặt dường như đã trải qua một sự thay đổi về chất so với Hắc Long mà anh ta đã chiến đấu lần trước. Không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Sức mạnh nắm đấm của Hắc Long giống như một làn sóng âm thanh gầm rú, quét qua và ấn xuống. Khiêu Giản Hổ không dám lơ là, anh ta cũng hô to một tiếng rồi lao lên ứng chiến. Anh ta xòe hai lòng bàn tay, một sức mạnh khủng khiếp khác dâng trào. Bùm! Lại một cú va chạm kinh hoàng nữa. Khoảnh khắc nắm tay và lòng bàn tay chạm vào nhau. Khiêu Giản Hổ cảm thấy một áp lực khủng khiếp. Sức mạnh lòng bàn tay thực sự đã bị đối phương nghiền nát. Ngay sau đó, như có sức tàn phá khủng khiếp, nắm đấm đáng sợ đã chặn đứng được đòn tấn công kia. Đánh thẳng vào đầu đối phương. Không hay rồi. Trong lòng Khiêu Giản Hổ kêu lên. Anh muốn né tránh hoặc thậm chí có ý định trốn thoát. Nhưng đã quá muộn rồi. Bùm, bùm, bùm. Phi Long tại thiên như mưa chút xuống, đánh vào mặt, ngực và tứ chỉ Khiêu Giản Hổ. Toàn thân anh ta gần như bị biến dạng, xương gân nứt đoạn. Cuộc tấn công tàn khốc này chỉ kéo dài vài giây. Bùm. Khi Hắc Long thu tay về. Hổ nhảy suối đã không còn hình người nữa, đổ rầm xuống đất. Lúc này, cặp đôi Long Hổ của Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ đều bị Hắc Bạch Long hạ gục trong chốc lát. Dù là về thành tích hay khí thế, Long Môn cũng đã đè bẹp Liên minh Võ Đạo Thiên Hạt. Hoàn toàn áp đảo. Làm sao có thể? Mạc Viễn Sơn trợn mắt há miệng. Bạch Long hạ gục vượt Hà Long thì anh ta vẫn có thể chấp nhận được, cứ coi đó là viện binh mà Hắc Long mời đến đi. Nhưng ngay cả Hắc Long cũng có thể giết chết Giản Khiểu Hổ trong nháy mắt. Điều này khiến Mạc Viễn Sơn không thể hiểu được chứ đừng nói là chấp nhận. Sức mạnh của Hắc Long như thế nào? Toàn bộ Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ, ai mà không biết? Nếu biết Hắc Long mạnh đến mức có thể trong nháy mắt giết chết Khiêu Giản Hổ thì Liên minh Võ Đạo cũng không dám tấn công quy mô lớn như vậy. Tuy nhiên, những gì họ biết thì không phải vậy. Ngay từ vài tháng trước, hai bên đã nổ ra xung đột. Kết quả là phe Hắc Long đã bị đánh bại hoàn toàn, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi Yến Kinh. Sức mạnh cấp 6 của Hắc Long, dù là vượt Hà Long hay Khiêu Giản Hổ đều có thể đánh bại được. Chưa kể, còn có Mạc Viễn Sơn mạnh hơn vẫn chưa thèm ra tay. Nhưng bây giờ, hai cánh tay, hai tên tay sai mạnh nhất của Mạc Viễn Sơn đều bị đánh bại. Mạc Viễn Sơn đột nhiên chỉ còn lại một mình, vừa tức giận, vừa bất lực. Mạc Viễn Sơn ngạc nhiên nhìn Hắc Long. Cảm thấy mình vừa chứng kiến một chuyện vô cùng hoang đường. Anh ta tự hỏi điều gì đã xảy ra trong thời gian qua mà lại khiến thực lực của Hắc Long tăng vọt như vậy. Điều này là không khoa học. Lúc này, tất cả thành viên của Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ cũng hoảng sợ. Cặp đôi rồng hổ có thể được coi là trụ cột trong liên minh của họ. Có thể tưởng tượng được cú sốc tinh thần của hai thất bại liên tiếp đối với bọn họ. Họ thậm chí còn bắt đầu lo lắng rằng trong chuyến đi hôm nay, họ đã rơi vào một cạm bẫy nào đó, bị lừa tới đây để bắt gọn. Chẳng lẽ Hắc Long vẫn luôn che giấu sức mạnh, cố tình tỏ ra yếu đuối?
Lần này, bọn họ tập hợp những thủ lĩnh khác để chống lại chúng ta. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Sức mạnh của Mạc Minh Chủ có thể lật ngược tình thế không? Trong lúc nhất thời, tất cả thành viên của Liên minh Võ Đạo đều tập trung sự chú ý vào Mạc Viễn Sơn. Nếu Mạc Viễn Sơn tiếp tục bị đánh bại, Liên minh Võ Đạo sẽ không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Hừ! Không hổ danh là kẻ đứng đầu, Mạc Viễn Sơn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau cú sốc vừa rồi và ổn định tình hình. Cho dù có bao nhiêu người xung quanh ngã xuống. Chỉ cần Mạc Viễn Sơn không ngã xuống thì chỉ nhánh của Liên minh Võ Đạo tại Yến Kinh sẽ vẫn đứng vững. Long môn cái gì chứ? Một mình Mạc Viễn Sơn là đủ sức san phẳng rồi. Xông lên đi. Các người cùng lên cả đi. Để tôi xem long môn của các người mạnh đến mức nào. Nói xong, Mạc Viễn Sơn tiến lên một bước. Đột nhiên toàn bộ tòa nhà rung chuyển nhẹ. Bước đi này. Nặng tới cả ngàn cân. Dầm. Cao ốc Long Môn có thể chịu được trận động đất mạnh 12 độ Richter. Nhưng cũng không thể chống lại sức mạnh của Mạc Viễn Sơn. Lúc này, mọi người mới chợt nhận ra sức mạnh khó lường của Mạc Viễn Sơn. Cấp 4. Đây chính là thực lực của Tông Sư cấp 4 sao? Suýt nữa quên mất, Mạc Minh Chủ của chúng ta là Tông Sư cấp 4. Nhất thời, các thành viên của Liên minh Võ Đạo vốn đang mất đi tinh thần đột nhiên hưng phấn trở lại, niềm tin vào Minh Chủ cũng tăng gấp đôi. Tông sư cấp 4, sắc mặt của Hắc Long và những người khác dần dần trở nên nghiêm túc. Mặc dù bọn họ đã uống tiểu bồi nguyên đan, ổn định tu vi, nhưng tạm thời chỉ có thể đạt tới cấp 5. Nhưng đối mặt với một cường giả hàng đầu vượt quá trình độ của mình thì họ vẫn cảm thấy có hơi e dè. Chỉ cần nhìn vào uy lực bước đi của Mạc Viễn Sơn đã khiến bọn họ nhận ra sự thật. Sức mạnh to lớn như vậy, họ có thể chịu được một chiêu của đối phương không? Cho dù bốn người liên thủ cũng chỉ có thể tăng số lượng chứ không thể đạt được sự thay đổi về chất. Lúc này, Diệp Lâm hơi nheo mắt lại, chuẩn bị đứng lên. Hiển nhiên, cho dù Hắc Long và những người khác có liên thủ thì cũng sẽ khó có thể đánh bại đối phương. Tông sư cấp 4 hoàn toàn đè bẹp tông sư cấp 5. Huống chỉ bốn người này vừa mới đột phá cảnh giới, càng không có khả năng trở thành đối thủ của Mạc Viễn Sơn. Diệp đang chuẩn bị ra tay xử lý. Tiêu diệt Liên minh Võ Đạo ở Yến Kinh để tránh những rắc rối sau này. Thế nhưng, đúng lúc này. Hãy để người này cho tôi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên cạnh. Mọi người nghe được lời này thì lập tức sửng sốt. Nhìn lại thì thấy đó là Lam Long, không biết đã đứng dậy từ lúc nào, đang đi về phía bên này. Mỗi bước đi của anh ta đều rất bình thản và vững vàng. Đồng thời trấn áp tất cả dư chấn do sức mạnh của Mạc Viễn Sơn vừa gây ra, tòa nhà đang rung lắc ngay lập tức trở lại bình thường. Hửm! Nhìn thấy cảnh này, Mạc Viễn Sơn không khỏi giật mình. Ai có thể ngờ rằng trong đám người của đối phương lại có người có thể giải quyết sức mạnh của anh ta chỉ trong một bước cơ chứ? Mạc Viễn Sơn không khỏi cau mày, ngạc nhiên nghĩ, trong long môn này còn ẩn giấu bao nhiêu cao thủ nữa? Ó lẽ! Mạc Viễn Sơn chưa bao giờ mơ rằng thực lực của nhóm thủ lĩnh trước mặt vượt xa rất nhiều so với những gì họ điều tra, tất cả đều đạt được đột phá chỉ trong một giờ. Và tất cả những sự biến đổi này xảy ra đều do Long Vương thật sự, Diệp Lâm. Một chàng trai trẻ bị Mạc Viễn Sơn phớt lờ và nhầm tưởng là một con rối. Cho đến giờ phút này, Mạc Viễn Sơn vẫn không hề hay biết. Anh ta tin rằng chỉ cần anh đánh bại được Lam Long thì Long Môn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đờ. Vẫn còn một cao thủ nữa sao? Mạc Viễn Sơn không hề sợ hãi, phất tay nói. Vậy thì tất cả các người cùng lên đi. Hôm nay tôi sẽ khiến long môn của các người bị đánh bại hoàn toàn, tâm phục khẩu phục. Lam Long tiến lên, lạnh lùng nói, mình tôi đối phó anh là đủ rồi. Cũng mạnh miệng lắm, Mạc Viễn Sơn không nói nữa, tiến lên một bước, lao tới trước mặt Lam Long giống như một bóng ma. Thấy vậy, Hắc Long và những người khác đều vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ tốc độ của Mạc Viễn Sơn lại nhanh như vậy. Nếu vừa rồi đánh nhau với anh ta thì có lẽ họ đã không kịp phản ứng mà ngã xuống đất rồi. Lão Lam, cẩn thận, Hắc Long và những người khác vẫn hơi bất an. Dù sao Lam Long cũng vừa mới tu luyện xong, vẫn chưa biết mạnh đến mức nào. Anh ta có thể đấu với một tông sư lớp 4 thực sự không? Ngay sau đó, khi Mạc Viễn Sơn lao tới trước mặt Lam Long, vốn muốn đối thủ trở tay không kịp. Nhưng không ngờ Lam Long lại phản ứng nhanh hơn, thậm chí còn đánh về phía Mạc Viễn Sơn trước. Anh ta gần như đánh bật Mạc Viễn Sơn ra sau. Phút, Mạc Viễn Sơn một tay đưa ra để hóa giải, nhưng đồng thời cũng toát mồ hôi lạnh.
Bản năng mách bảo anh ta rằng, người này cũng là cao thủ cấp 4, không nên coi thường. Bùm, bùm, bùm. Chẳng mấy chốc, hai người đã lao vào nhau. Khó phân thắng bại. Làm sao có thể? Mạc Minh Chủ đã đánh ra hơn chục chiêu mà vẫn không thắng được. Đối phương cũng là tông sư cấp 4 sao? Mọi người trong liên minh võ đạo thiên hạ đều choáng váng. Họ vốn tưởng Minh Chủ sẽ đánh nhanh thắng nhanh, nhưng không ngờ thế trận lại rằng co như vậy. Lam Long thực sự đã đạt đến cấp 4 rồi sao? Tụ khí đan đó có tác dụng thần kỳ như vậy ư? Thật không thể tin được. Lam Long càng mạnh bao nhiêu thì những thủ lĩnh rồng lại càng tôn trọng Diệp Lâm bấy nhiêu. Lúc này, sau hơn 10 chiêu, Lam Long đã hoàn toàn buông lỏng và thích ứng với sức mạnh của tông sư cấp 4. Sau đó, anh ta lấy lại tinh thần, tạo sẵn tư thế. Ngay lập tức, tiếng rồng gầm lên khắp nơi trong hội trường. Lại nữa à? Là Long Quyền sao? Nhìn thấy cảnh này, Mạc Viễn Sơn không khỏi nín thở, tập trung cảnh giác cao. Độ! Thần Long bài vĩ! Lam Long nhảy lùi lại, tung ra hai nắm đấm. Khí thế vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh của nắm đấm rung chuyển nhanh như chớp. Hải! Nhìn thấy cảnh này, Mạc Viễn Sơn cũng không dám lơ là. Anh ta nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Chắp hai tay vào nhau, tạo thế phòng thủ vững chãi. Bùm! Trong khoảnh khắc, sự va chạm giữa nắm đấm và lòng bàn tay giống như mũi kim đâm vào sợi lúa mì, giống như ngọn giáo sắc bén nhất tấn công tấm khiên cứng nhất vậy. Chỉ có một tiếng động lớn như tiếng phá núi vang lên. Nó khiến mọi người xung quanh đều sửng sốt, màng nhĩ của họ như muốn vỡ tung, cơ thể họ cũng bị đẩy lùi lại vài mét để tránh bị thương. Lấy hai người họ làm trung tâm, một làn sóng đáng sợ nhanh chóng lan ra. Cuộc đọ sức mạnh mẽ giữa các cao thủ cấp 4 vào lúc này đã được bộc lộ trọn vẹn. Trời ạ, trận đấu của hai người họ quá kinh khủng. Đây chính là tông sư cấp 4 sao? Đáng sợ thật, Minh Chủ của chúng ta sẽ không bị đánh bại chứ? Càng kéo dài, lòng tin của các thành viên của Liên minh Võ Đạo lại càng thấp dần đi. Nhìn hai người lúc này, dù cú va chạm tạo ra những dao động rất lớn nhưng cả hai vẫn bất động. Lam Long không thể xuyên thủng hàng phòng ngự song thủ của Mạc Viễn Sơn. Mạc Viễn Sơn cũng thất bại trong việc phản công đối thủ. Thật khó để phân cao thấp. Hừ, Lam Long đã tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình. Nhưng khi cú đấm này đánh vào lòng bàn tay đối thủ thì giống như đấm trúng một cục bông vậy. Cho dù dùng hết sức lực thì cũng đều bị vô hiệu hóa. Điều này khiến Lam Long rất bất ngờ và sửng sốt. Đối phương mạnh mẽ như vậy, thật sự khiến anh ta khó xử lý. Ha ha ha, sau khi đỡ được Long Quyền của đối thủ, Mạc Viễn Sơn vẫn bất động. Sau đó, anh ta không khỏi cười lớn. Sao nào? Nguyên trưởng của tôi thế nào? Cho dù anh có sức mạnh lớn đến đâu, có bao nhiêu kỹ thuật thì tôi cũng sẽ giải quyết hết mà thôi. Chính nhờ sức mạnh này mà Mạc Viễn Sơn có thể dùng lấy mềm để khắc cứng, cho dù đối mặt với loại đối thủ nào, anh ta vẫn có thể bất khả chiến bại. Trừ khi là cao thủ cấp 3 thì mới có thể đè bẹp được anh ta. Dưới cấp 4. Không ai có thể đánh bại được tôi đâu. Mạc Viễn Sơn tự hào nói. Cho dù là Long Quyền thì cũng không thể phá vỡ được nguyên trưởng của tôi. Sau đó, Mạc Viễn Sơn nhẹ nhàng đẩy một cái. Lòng bàn tay tưởng chừng vô hại đó đã đánh bay Lam Long. Anh ta ngã ra xa hơn 10 mét và đập mạnh vào bức tường chịu lực phía sau. Lão Lam, thấy vậy, nhóm Hắc Long lập tức trở nên lo lắng. Họ tưởng hai người họ ngang tài ngang sức. Nhất thời khó có thể phân thắng bại được. Nhưng không ngờ, tình thế lại xoay chuyển trong chốc lát. Mạc Viễn Sơn đã đánh bật Lam Long chỉ bằng một động tác đơn giản, và có vẻ như Lam Long cũng đã bị thương không hề nhẹ. Kết thúc rồi. Mạc Viễn Sơn sử dụng kỹ năng của mình, mượn lực đánh lại Lam Long. Còn ai nữa? Ai bất mãn thì đứng ra đây, cùng nhau lên đi. Hắc Long và những người khác đều ngạc nhiên, không biết phải làm gì. Lam Long đã bị đánh bại quá nhanh, họ chưa kịp chuẩn bị để ứng phó. Thăng rồi. Minh chủ vạn tuyết. Tôi biết Minh chủ nhất định sẽ thăng mài. Liên minh võ đạo thiên hạ là bất khả chiến bại. Mạc Minh chủ là số một ở Yến Kinh. Lúc này, các thành viên của Liên minh võ đạo thiên hạ không khỏi hò reo, chúc mừng chiến thắng của thủ lĩnh Liên minh. Cán cân thắng bại dường như đã hoàn toàn nghiêng về phía Liên minh võ đạo thiên hạ. Thấy vậy, Diệp Lâm khẽ lắc đầu. Anh nghĩ Lam Long thua do thiếu kinh nghiệm. Dù sao thì anh ta cũng chỉ vừa mới tiến vào cấp 4, chiến đấu với đối thủ cùng cấp độ, hơn nữa lại là cao thủ như Mạc Viễn Sơn.
Lam Long trụ được lâu như đã là tốt lắm rồi. Lam Long, anh đã làm rất tốt, phần còn lại. Diệp Lâm đang chuẩn bị tiếp quản phần còn lại của trận chiến. Nhưng vào lúc này, Lam Long lại loạng choạng đứng dậy từ đống đổ nát, bướng bỉnh bước tới. Long Vương đại nhân, ngài không cần làm gì cả. Tôi vẫn chưa bị đánh bại đâu. Vừa nói, Lam Long đột nhiên tăng tốc, lao về phía Mạc Viễn Sơn một lần nữa. Hả? Mạc Viễn Sơn nhìn thấy cảnh này, không khỏi giật mình. Ai có thể ngờ rằng người này vẫn dám tấn công cơ chứ? Đúng là không biết sống chết. Trong mắt Mạc Viễn Sơn lóe lên sự lạnh lẽo và sát ý. Lần này, anh ta sẽ dùng miên trưởng của mình để đánh nát trái tim của đối phương. Tới đây, chịu chết đi. Khi nghe thấy tiếng rồng gầm vang lên xung quanh mình, Mạc Viễn Sơn chắp hai tay vào nhau và lao về phía trước với khí thế khủng khiếp. Long quyền và miên trưởng lại va vào nhau, Mạc Viễn Sơn vẫn bất động như núi. Cú đấm của Lam Long vẫn như đánh vào một cục bông, không thể có chút sức lực nào. Phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương khó như vậy sao? Lúc này, Lam Long chợt lóe lên một ý nghĩa, đột nhiên anh ta nhớ tới trận đấu tay đôi vừa rồi với Diệp Lâm. Khi đó, Diệp Lâm cũng dùng nắm đấm vô lực như bông để khắc chế nắm đấm mạnh mẽ của mình. Cùng là long quyền nhưng vừa có thể vừa mềm, cũng vừa có thể cứng. Trong phút chốc, Lam Long đã hiểu ra bí mật của chiêu thức này, chỉ có kết hợp giữa cứng và mềm mới có thể trở nên bất khả chiến bại và đương đầu với mọi đòn tấn công biến hóa. Đi chết đi! Cùng lúc đó, miên trưởng của Mạc Viễn Sơn cũng phản công. Đánh thẳng vào ngực Lam Long. Thấy vậy, Lam Long lại tạo tư thế. Long thần bảy vĩ. Phản công. Ha ha, vẫn chưa bỏ cuộc sao. Dù có đánh hàng trăm lần thì cũng đừng có mơ. Mạc Viễn Sơn cười lớn, như thể nắm chắc cơ hội chiến thắng. Anh ta cho rằng miên trưởng của mình có thể dễ dàng vô hiệu hóa sức mạnh long quyền của đối thủ. Nhưng lần này, long quyền lại im lặng. Ngay cả tiếng rồng gầm đi kèm với long quyền cũng có vẻ lười biếng và trầm thấp hơn, như thể đang đi ngủ. Ngay sau đó, long quyền đánh vào lòng bàn tay của Mạc Viễn Sơn. Nó cũng yếu ớt như bông, như thể đối phương chưa hề dùng chút sức lực nào. Thấy vậy, Mạc Viễn Sơn không khỏi ngạc nhiên, nhận ra có điều gì đó bất thường. Không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Mạc Viễn Sơn cảm thấy lòng bàn tay đau nhói như bị kim đâm. Ngay sau đó, một cảm giác đau đớn ập đến trên mặt và lan khắp cơ thể. A! Mạc Viễn Sơn đau đớn, không khỏi hét lên. Nhìn lại lòng bàn tay của mình, anh ta thấy chúng đã bị đẩy ra từ lúc nào, tạo ra một tư thế mở. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh kỳ lạ bỗng lao thẳng tới trước mặt anh ta với sức tàn phá khủng khiếp. Chấn động này khiến cánh tay của Mạc Viễn Sơn bị gãy thành nhiều đoạn. Làm sao có thể? Mạc Viễn Sơn nhìn cánh tay vặn vẹo đến mức gần như biến dạng của mình. Cuối cùng, quyền xuất như long. Nắm đấm của Lam Long giống như chuồn chuồn chạm vào nước, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của Mạc Viễn Sơn. Sắc mặt của Mạc Viễn Sơn trở nên méo mó, toàn thân run rẩy. Anh ta đã hoàn toàn bị đánh bại bởi cú đấm nhẹ nhàng này. Cả người bay ra xa. Thất bại hoàn toàn. Lam Long liên tiếp tung ra ba đòn thần long bảy vĩ. Cuối cùng, anh ta đã đánh bại hoàn toàn miên trưởng của Mạc Viễn Sơn một cách dễ dàng. Dứt điểm trong một lần đánh, bùm, Mạc Viễn Sơn nặng nề ngã xuống đất, nửa trên người tê dại, không thể cử động. Mạc Viễn Sơn nằm trên mặt đất, lòng như cho tàn. Gã không thể chấp nhận sự thật phũ phàng là mình đã thua trận. Không thể nào. Điều này là không thể. Làm sao mình có thể thua được? Làm sao mình có thể thua tên đó được? Mạc Viễn Sơn vô cùng tức giận, đồng thời đưa ra hàng trăm lý do biện minh cho chính mình. Chắc chắn có ai đó đã âm thầm giúp tên đó phá vỡ miên trưởng của mình. Nếu không mình sẽ không bao giờ thua tên đó. Khi Mạc Viễn Sơn thất bại ngã xuống đất, hiện trường đột nhiên chìm vào im lặng. Đặc biệt là những người trong Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ, họ vô cùng thất vọng và hoảng sợ. Không, không thể nào, làm sao Minh Chủ Đại Nhân có thể bị đánh bại được? Mơ, chắc chắn là tôi đang mơ, ai đó đánh thức tôi dậy đi. Liên minh võ đạo của chúng ta thực sự đã bị đánh bại hoàn toàn sao? Các thành viên của liên minh võ đạo vốn luôn kiêu ngạo, không thể chấp nhận nổi hiện thực thất bại thảm hại này. Cho dù có ý định cùng nhau chống lại Long Môn, nhưng đối mặt với một tông sư cấp 4 mạnh mẽ mà ngay cả minh chủ cũng không phải là đối thủ, điều này khiến mọi người trong liên minh võ đạo đều cảm thấy rụt rè. Nên tiến hay lên lùi đây?
Đây là một lựa chọn khó khăn mà các thành viên của Liên minh Võ Đạo. Họ nên làm gì đây? Có nên đưa minh chủ đang bị thương chạy trốn không? Nhưng trong trường hợp này, Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ sẽ không còn chỗ đứng ở Yến Kinh nữa. Các thành viên của Liên minh Võ Đạo đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Người Long Môn thấy vậy bèn xông vào, bao vây các thành viên của Liên minh Võ Đạo, đảo ngược hoàn toàn tình thế bất lợi. Lam Long đại nhân giỏi quá. Ta biết Long Môn của chúng ta sẽ không bị đánh bại đâu mà. Có Tân Long Vương rồi, Long Môn của chúng ta không còn như xưa nữa. Để xem từ nay Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ có còn dám coi thường chúng ta nữa hay không. Trong chốc lát, công thủ thay đổi, Long Môn nắm quyền kiểm soát tình thế. Cho dù lúc này, mọi người trong Liên minh Võ Đạo đều không có ý định chiến đấu, muốn rút lui, nhưng họ đang bị nhốt ở tầng trên cùng, muốn trốn cũng đâu có dễ. Ha ha, Lão Lam, anh giỏi thật đấy. Hắc Long không nhịn được bước tới, vỗ một cái bốp lên lưng Lam Long. Kết quả là khiến Lam Long suýt thì ngã xuống đất. Lam Long loạng choạng, nhưng may thay có Bạch Long ở bên cạnh đưa tay ra đỡ mới miễn cưỡng đứng vững được. Lúc này, mọi người mới nhận ra Lam Long gần như đã kiệt sức. Chiêu Long quyền cuối cùng vừa rồi đã là giới hạn của cơ thể anh ta. Nếu vẫn không thể phá vỡ được nguyên trưởng của đối phương thì thật sự sẽ phải nhắm mắt chờ chết. May mắn thay, Lam Long đã đặt cược đúng và giành chiến thắng. Diệp Lâm gật đầu tán thưởng. Đúng như dự đoán, anh không nhìn lầm người. Viên tụ khí đan đó không hề lãng phí. Lam Long đã đáp ứng được sự mong đợi, đạt được những tiến bộ đáng ngạc nhiên. Nếu sau này được dẫn dắt, chắc chắn sẽ có thể đạt đến đỉnh cao tông sư cấp bét. Lúc này, Thanh Long vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại đột nhiên trở nên đề phòng. Vừa rồi, sức mạnh của anh ta đã tăng lên rất nhiều, tiến vào cảnh giới cấp 4. Ngũ quan của anh ta cũng đã mở rộng ra toàn bộ tòa nhà, có thể cảm nhận được tất cả khí tức mạnh yếu bên trong. Nhưng lúc này, Lam Long lại cảm nhận được có một luồng khí tức mạnh mẽ với cấp độ thần bí mà ngay cả anh ta cũng không thể chạm tới, đang ở trong thang máy và lao thẳng lên trên này. Ồ hai lại một người nữa à? Diệp Lâm cũng cảm nhận được một vị cao thủ thần bí khác cũng theo sát phía sau. Thú vị đấy. Diệp Lâm đã đoán được, trước sự trỗi dậy nhanh chóng của Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ, không thể chỉ có một tông sư cấp 4 đơn thuần được. Đặc biệt tại khu vực quan trọng như Yến Kinh, chắc hẳn sẽ có càng nhiều cao thủ thần bí trấn thủ hơn. Trước thất bại của Mạc Viễn Sơn, những người chống đỡ Liên minh Võ Đạo, cuối cùng cũng không thể ngồi yên được rồi. Tới rồi. Chẳng lẽ là Mạc Viễn Sơn đang nằm trên mặt đất cũng cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ quen thuộc. Còn chưa kịp gọi ra thành tiếng. Gã nghe thấy tiếng cười lớn và chửi bới bên ngoài, từ xa đến gần. Mạc Viễn Sơn, tên vô dụng. Không phải anh nói hôm nay Long Môn sẽ bị hủy diệt sao? Đây chính là kết quả anh muốn cho tôi xem à? Cảnh anh bị đánh ngã xuống đất sao? Mặt mũi của Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ đã bị anh hủy hoại cả rồi. Cùng với tiếng chửi bới, một thanh niên tự nhiên bước vào như không trốn không người. Anh là ai? Nhóm cấp dưới ở cửa muốn ngăn anh ta lại. Tránh ra, Lam Long nhanh chóng quát lên, cố gắng giải tán đám đông để tránh những hy sinh không cần thiết. Kết quả là từ mắt, mũi, miệng, tai của những người chặn đường ở cửa lập tức chảy máu và họ lần lượt ngã xuống. Ôi! Trong phút chốc, mọi người ngoài cửa đều giải tán, không dám ngăn cản anh ta. Thanh niên cười khinh thường, một lũ kiến mà cũng dám ngăn cản tôi sao? Tần công tử, thuộc hạ bất tài. Nhìn thấy người tới, Mạc Viễn Sơn vừa sợ vừa xấu hổ, chật vật đứng dậy đối mặt với người đó, cúi đầu giống như người hầu đang nhìn thấy chủ nhân của mình vậy. Biết mình bất tài là tốt, hửm. Chàng trai vừa bước vào cửa vẫn chưa nhìn rõ tình hình trước mắt. Đã thấy Lam Long lao về phía mình như một mũi tên tuột khỏi dây cung. Lam Long biết rõ, có lẽ anh ta chỉ có một cơ hội này thôi. Người này mạnh hơn anh ta tưởng rất nhiều. Một khi đối phương ổn định được tình hình, anh ta sẽ không có cơ hội hành động nữa. Tuy nhiên, Lam Long vẫn đánh giá quá cao bản thân. Vu Ti, người đàn ông chỉ vẫy nhẹ một cái. Thanh kiếm sắc bén phía sau anh ta đã lao vút đi như có cảm ứng. Long quyền của Lam Long dừng lại giữa không trung. Sau đó, một tiếng bộp vang lên. Toàn bộ cánh tay phải của Lam Long bị cắt đứt rơi xuống đất. Chỉ là một con kiến mà cũng dám tấn công tôi sao? Chàng trai mỉm cười khinh thường, thậm chí không thèm để ý đến kẻ thù trước mặt.
Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả những người có mặt tại đó phải sững sờ. Đây là tông sư cấp 4 đấy. Cánh tay của Lam Long đã bị thanh niên không rõ nguồn gốc kia chặt đứt chỉ với một nhát kiếm, biến anh ta trở thành một kẻ tàn phế. Mặc dù không khó để mọi người đoán ra thân phận cao quý của người này thông qua thái độ khiêm tốn của Mạc Viễn Sơn. Nhưng không ai nghĩ rằng người này còn trẻ và mạnh mẽ đến vậy. Đường đường là một tông sư cấp 4, nhưng đứng trước mặt anh ta lại giống như một con gà chờ bị làm thịt, không có sức đánh trả. Người này là ai? Thật đáng sợ. Mạc Minh Chủ gọi anh ta là Tân Công Tử. Yến Kinh còn có người như vậy. Sao? Chẳng lẽ đây chính là người đứng sau liên minh võ đạo của chúng ta? Vậy chẳng phải, anh ta đến từ. Trong lúc nhất thời, các thành viên của liên minh võ đạo đã mơ hồ đoán được điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng dâng lên một nỗi khiếp sợ vô hình. Lão Lam, phía Long Môn, đám Hắc Long cũng bị sốc, không ngờ tình thế lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Tình hình vừa mới được kiểm soát bỗng nhiên bị một kẻ ngoài cuộc làm gián đoạn. Người này là ai, có thể cắt đứt cánh tay của Lam Long một cách dễ dàng. Vậy thì sức mạnh của người này chắc hẳn đã vượt xa những gì Hắc Long và những người khác có thể tưởng tượng. Ha ha ha, lúc này, chính là Mạc Viễn Sơn lại không khỏi bật cười. Những người khác đương nhiên không biết gì về Tân Công Tử, có lẽ chỉ có Mạc Viễn Sơn là biết tất cả. Đúng là không biết lượng sức mình. Dám tấn công Tân Công Tử. Một tông sư cấp 4 như anh mà cũng dám. Anh có biết Tân Công Tử là ai không? Mọi người nhìn về phía Mạc Viễn Sơn, yên lặng chờ đợi gã tuyên bố đáp án. Mặc dù trong lòng rất nhiều người đã mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn được, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Mạc Viễn Sơn xác nhận. Tân Công Tử xuất thân từ gia tộc cổ võ. Mạc Viễn Sơn kiêu ngạo nói, người đứng đằng sau liên minh võ đạo thiên hạ của bọn tôi chính là gia tộc võ cổ nhà họ Tân. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức náo động. Gia tộc võ cổ nhà họ Tân. Thật sự là võ cổ giả sao? Khó trách lại đáng sợ như vậy, trong nháy mắt giết chết một tông sư cấp 4. Gia tộc võ cổ nhà họ Tân. Hóa ra người chống lưng cho liên minh võ đạo của chúng tôi là gia tộc võ cổ nhà họ Tần. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói. Vậy Tần Công Tử này mạnh đến mức nào? Ít nhất cũng phải cấp 3 trở lên ấy nhỉ? Mọi người trong liên minh võ đạo thiên hạ đều ngạc nhiên, tuy nhìn thấy người phe mình xuất hiện nhưng họ không dám lơ là, trong lòng tràn đầy kính sợ. Ngược lại, người của Long Môn lại hoàn toàn tuyệt vọng. Gia tộc võ cổ, nhà họ Tần. Hắc Long không khỏi nuốt nước bọt. Khiếp đảm đến suýt chút nữa mất đi cảm giác. Đây không còn là cấp độ mà những người bình thường như họ có thể chống lại nữa rồi. Bất kỳ võ cổ giả nào cũng có khả năng tung hoàng khắp nơi, bất khả chiến bại. Lam Long bị một võ cổ giả chặt đứt cánh tay cũng không có gì là lạ. Không bị giết ngay tại chỗ đã là may mắn lắm rồi. Tuy nhiên, lúc này, Lam Long lại vô cùng ngạc nhiên và tức giận. Anh ta không quan tâm đến võ cổ giả gì hết. Điều anh ta quan tâm chính là cánh tay của mình. Vừa bước vào cấp 4, con đường tu luyện trong tương lai có vẻ sẽ suôn sẻ. Không ngờ lại rơi xuống vực thảm nhanh đến vậy. Mất đi một cánh tay đồng nghĩa với việc bị tàn phế hoàn toàn, không còn tương lai. Anh ta không cam tâm. Anh ta đang vô cùng căm phẫn. Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Võ cổ giả gì chứ? Nhà họ Tần cái gì? Tôi sẽ giết anh, tôi sẽ liều mạng với anh. Đôi mắt của Lam Long đỏ ngầu, tràn ngập sự tức giận. Anh ta nhìn chăm chú vào chàng trai trẻ đang tỏ vẻ mỉa mai trước mặt, nụ cười của đối phương kia càng khiến lòng tự trọng của anh ta bị tổn thương. Ngay sau đó, ôm quyết tâm đồng quy vu tận, Lam Long gắng hết sức vung cánh tay còn lại duy nhất của mình lao về phía Tân Công Tử. Ha ha, một con thiêu thân lao vào lửa, đúng là tự tìm đường chết. Nhìn thấy hành vi bất thường này của Lam Long, mọi người xung quanh đều bị sốc. Nhưng đồng thời lộ ra vẻ mặt hả hê. Dường như muốn xem anh ta chết như thế nào. Tần Công Tử hơi nhướng mày, không ngờ rằng đối phương đang kéo lê một cánh tay bị gãy lại dám lao tới khiêu chiến với mình. Quả nhiên những kẻ ngu dốt thường không biết sợ là gì. Thậm chí còn không biết chết là như thế nào. Tốt thôi. Nếu anh đã muốn chết. Kiến con à, tôi sẽ giúp anh. Tần Công Tử một lần điều khiển thanh kiếm trong tay. Trong khoảnh khắc, thanh kiếm tỏa sáng rực rỡ. Nhìn thoáng qua có thể thấy rõ đó là một thần khí. Được kinh hồng kiếm của tôi ban cho cái chết là vinh hạnh của anh đấy. Đối với Tân Công Tử mà nói, việc này chẳng khác nào dùng dao mổ bò để giết ngay cả trong các gia tộc võ cổ, kinh hồng kiếm cũng là một thanh bảo kiếm hàng đầu.
Dùng nó để giết một con kiến, xem như con kiến đó may mắn. Trong khoảnh khắc, kinh hồng kiếm phóng ra ánh sáng lạnh lẽo. Hướng về phía Lam Long. Tuy nhiên, vì đã quyết tâm nên Lam Long không hề né tránh mà xông lên trực diện. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, dù có chết cũng phải khiến đối phương trọng thương. Người thường một khi tức giận cũng phải khiến xung quanh đổ máu. Huống hồ anh ta còn là một tông sư cấp 4. Lão Lam, đừng kích động. Anh Lam, quay lại đi. Thấy Lam Long xông lên, Hắc Long và những người khác vô cùng sợ hãi, tất cả đều hét lên để ngăn cản anh ta, nhưng đã quá muộn. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó, một bóng đen lóe lên trước mắt mọi người. Trông giống như một bóng ma đứng giữa hai người họ. Long Vương. Nhìn thấy Diệp Lâm Lập bất ngờ xuất hiện, Hắc Long không khỏi vui mừng. Nhưng sau đó, anh ta lại trở nên lo lắng. Suy cho cùng, thứ mà họ phả lần này đã không còn là liên minh võ đạo thiên hạ nữa, mà là một võ cổ giả đáng sợ và thần bí. Ngay sau đó, Diệp Lâm tiến lên một bước, đứng ở trước mặt Lam Long. Lam Long cảm thấy như có một bức tường an toàn xuất hiện trước mặt, cắt đứt mọi sợ hãi và áp lực trong lòng mình. Ngay sau đó, Diệp Lâm giơ tay đẩy nhẹ. Lam Long vừa bay lên đã bị đẩy lùi về phía đám Hắc Long. Cùng lúc đó, thanh kiếm trong tay Tần công tử cũng đã chém xuống. Đối phương không chút do dự. Dù là giết một người hay hai người. Đối với Tần công tử thì không có gì khác biệt. Điều này cũng giống với việc một người chẳng quan tâm bước đi của mình dám chết bao nhiêu con kiến vậy. Diệp Lâm không né tránh mà lao ra như một tia chớp, dùng tay không đỡ lấy thanh kiếm. Bộp! Trong phút chốc, kinh hồng kiếm rơi xuống lòng bàn tay của Diệp Lâm. Diệp Lâm bắt lấy nó, giữ trong tay. Đột nhiên, một dòng nước ấm chảy qua lòng bàn tay anh. Đó là máu tươi đang nhỏ giọt. Kiếm tốt! Diệp Lâm không khỏi cảm thán. Một thanh kiếm có thể làm anh bị thương rõ ràng không phải hạng tâm thường. Đỡ hay, Tân công tử cũng cảm thấy ngạc nhiên. Anh ta vốn nghĩ rằng thanh kiếm của mình sẽ có thể dễ dàng cắt đứt bàn tay của đối thủ. Không ngờ lưỡi kiếm của anh ta lại rơi thẳng vào lòng bàn tay đối phương. Chỉ cắt sâu vào được một chút mà thôi. Dù có cố chém xuống lần nữa cũng không thể cử động được. Bùm! Ngay sau đó, Diệp Lâm hất tay, đánh bật Tần công tử ra sau. Bộp! Bộp, bộp. Tần công tử không cầm chắc nên đã bỏ kiếm và lùi lại vài bước, sau đó mới lấy lại được thăng bằng. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, anh ta đột nhiên phát hiện kiếm của mình đã rơi vào trong tay của Diệp Lâm. Đỡ kiếm bằng tay không? Cảnh tượng này ngay lập tức khiến cho tất cả những người có mặt phải sững sờ. Từ việc Diệp Lâm xuất hiện đến khi anh đoạt lấy thanh kiếm từ tay Tần công tử. Tất cả quá trình chỉ có 1-2 giây, nhanh như chớp. Thậm chí nhiều người có mặt còn chưa kịp phản ứng hoặc thậm chí nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi họ định thần lại, kinh hồng kiếm vốn nằm trong tay Tần công tử, không hiểu sao đã rơi vào tay Diệp Lâm. Chuyện gì vậy, tôi đang mơ sao? Tên nhóc đó là ai? Sao có thể đỡ được đường kiếm của Tần công tử, thậm chí còn lấy được thanh kiếm từ tay Tần công tử nữa? Mẹ ơi, điều này không thể nào là sự thật được, đừng nói với tôi, chàng trai trẻ đó. Cũng là một võ cổ giả đấy nhé. Trong lúc nhất thời, hiện trường trở nên náo động, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Sự bí ẩn và sức mạnh của Diệp Lâm đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người có mặt. Người của Liên minh Võ đạo Thiên hạ khó hiểu thì không nói. Thế nhưng, ngay cả người dân ở Long Môn cũng phải choáng váng. Sức mạnh thâm sâu của Diệp Lâm một lần nữa làm mới nhận thức của Hắc Long và những người khác. Thậm chí họ còn cảm thấy rằng, đối mặt với võ cổ giả mạnh mẽ này, cho dù Lão Long Vương có ở đây thì có lẽ cũng không làm được những gì họ đang thấy. Long Vương, cậu ta thật sự là Long Vương sao? Sau khi tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện này, Mạc Viễn Sơn cũng vô cùng ngạc nhiên. Gã nhận ra rằng mình đã sai, hơn nữa còn là một sai lầm khủng khiếp. Thật không ngờ, người mà ban đầu gã phớt lờ, thậm chí còn lầm tưởng là con rối, không ngờ lại là con át chủ bài thực sự của Long Môn. Long Vương của Long Môn, quả nhiên đã trở lại. Hơn nữa, người này thậm chí còn giỏi hơn cả Lão Long Vương ngày xưa. Nghĩ tới đây, Mạc Viễn Sơn chợt cảm thấy sợ hãi, toàn thân không khỏi run rẩy. Gã có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, lần này gã xông vào Long Môn cũng chính là bước một chân vào quỷ môn quan. Mặc dù phía sau gã có con trai thứ ba nhà họ Tân chống đỡ. Nhưng tình hình bây giờ vẫn không lạc quan chút nào. Cán cân thắng bại dường như một lần nữa nghiêng về phía Long Môn.
Vốn dĩ Mạc Viễn Sơn rất tin tưởng vào người nhà họ Tần, độ tin cậy lên đến 120%. Nhưng tận mắt chứng kiến cảnh Diệp Lâm dùng tay không đoạt kiếm vừa rồi đã khiến Mạc Viễn Sơn chấn động. Đột nhiên, gã lại trở nên mất tự tin. Anh. Lúc này, Tân công tử cũng rất sốc và tức giận. Lần này, anh ta không chỉ đánh hụt, mà thậm chí còn bị mất luôn thanh kiếm. Đối với một kiếm khách mà nói, vũ khí trên tay chính là mạng sống thứ hai. Bị lấy đi vũ khí là điều nhục nhã nhất. Huống chỉ, thanh kiếm đó còn là bảo vật quý giá nhất của gia tộc và là món quà được cha anh ta tặng cho trong lễ trưởng thành. Anh ta vốn muốn dùng thanh kiếm này để loại bỏ những kẻ ngáng đường, thậm chí tranh giành vị trí tộc trưởng trong tương lai. Nhưng hôm nay, thanh kiếm đó lại bị một tên nhóc tầm thường cướp mất. Đây chính xác là một sự sỉ nhục. Trả lại thanh kiếm, cho tôi. Tần công tử nhục nhã đưa tay ra yêu cầu Diệp Lâm. Diệp Lâm búng vào thân kiếm, thanh kiếm lập tức vang lên một tiếng kêu khe. Kiếm tốt, Diệp Lâm lại khen ngợi. Đột nhiên, như thể có cảm ứng. Một hộp kiếm bỗng dưng xuất hiện. Trong số đó, có một vị trí vô cùng vừa vặn. Và thanh kiếm cứ thế rơi vào hộp kiếm. Hộp kiếm vô tận. Nhìn thấy cảnh này, Tần công tử không khỏi sửng sốt. Không ngờ hộp kiếm vô tận huyền thoại lại xuất hiện trong tay Diệp Lâm. Anh, rốt cuộc anh là ai? Có thể đoạt lấy thanh kiếm của anh ta, đồng thời còn mang theo hộp kiếm vô tận bên người. Tần công tử càng ngày càng cảm thấy người trước mặt chắc hẳn phải là hậu duệ của một gia tộc võ cổ nào đó. Tuy nhiên, anh ta vốn xuất thân từ một gia đình võ cổ, nhưng lại chưa bao giờ gặp người nào như vậy trước đây. Ồ, anh cũng biết hộp kiếm vô tận sao? Diệp Lâm cũng có hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ, chẳng lẽ hộp kiếm này là di vật của một gia tộc võ cổ sao? Dù chỉ là một chiếc hộp giống nhưng nó vẫn vô cùng phi thường. Hộp kiếm vô tận này được cho là có thể thu thập tất cả những thanh kiếm nổi tiếng trên thế giới. Tân công tử nói, theo truyền thuyết, kinh hồng kiếm của tôi cũng đến từ hộp kiếm vô tận. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ là truyền thuyết được truyền miệng. Khi cha đưa thanh kiếm cho anh ta, có thuận miệng nhắc đến nó. Người ta nói rằng, những thanh kiếm nổi tiếng trong hộp kiếm vô tận đã được các gia tộc võ cổ lớn lấy đi. Nhà họ Tân lấy được hai thanh kiếm từ nó, một trong số đó là kinh hồng kiếm trong tay anh ta. Nhưng lúc này, kinh hồng kiếm tựa hồ đã trở về vị trí ban đầu, vững vàng đáp xuống hộp kiếm vô tận. Điều này dường như càng khẳng định tính xác thực của truyền thuyết. Diệp Lâm đặt tay lên hộp kiếm, khi kinh hồng kiếm trở về vị trí cũ. Trong khoảnh khắc, hộp kiếm dường như xuất hiện một loại phản ứng dây chuyền nào đó, trên bề mặt xuất hiện một làn sóng. Lòng bàn tay của Diệp Lâm men theo đó đến chính giữa. Vù! Diệp Lâm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như bị có thứ gì đó chui vào người. Kiếm ý vô tận. Còn chưa kịp hiểu ra, Diệp Lâm đã cảm thấy thân thể mình như bị ngàn vạn nhát kiếm xé nát. Phụt! Anh mở miệng và phun ra một ngụm máu. Thấy vậy, Tân công tử vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Mặc dù không biết tại sao, nhưng hiển nhiên đối phương đã gặp phải phản ứng phản phệt. Tân công tử nghĩ thầm, chẳng lẽ chính kinh hồng kiếm của mình đã khiến anh ta bị thương sao? Nếu vậy, bây giờ không đoạt lại kiếm thì còn đợi đến khi nào? Tôi không quan tâm anh là yêu mau, trả kiếm lại cho tôi. Vừa dứt lời, Tân công tử đã chớp lấy cơ hội thoáng qua này, lao về phía Diệp Lâm như một tia chớp. Cùng lúc đó, trong mắt anh ta cũng hiện lên một tia tham lam. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ, đoạt cả kiếm lẫn hộp kiếm. Nếu trong tương lai, nhà họ Tần có thể dùng hộp kiếm này để thu hồi lại toàn bộ thanh kiếm danh tiếng đã thất lạc thì họ nhất định sẽ vang danh thiên hạ. Ngay sau đó, Diệp Lâm vô thức cảm nhận được trong hộp kiếm ẩn chứa một kiếm ý vô tận thần kỳ nào đó. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến anh bị kiếm ý phản phệ và bị thương nặng. Tần công tử cũng chấp lấy cơ hội này để tấn công Diệp Lâm. Bùm! Chỉ với một chưởng đã dễ dàng đánh bay Diệp Lâm. Ngay sau đó, anh ta quay tay đoạt lấy hộp kiếm vô tận và kinh hồng kiếm bên trong. Ha ha ha! Tần công tử đã lấy lại được thanh kiếm, thậm chí còn lấy được hộp kiếm nơi cất giữ thanh kiếm ban đầu, vui mừng đến mức không khỏi bật cười điên cuồng. Kiến thì chỉ là kiến mà thôi. Cho dù anh có may mắn giật được thanh kiếm từ tay tôi thì sao? Phẩm chất không đủ, ắt sẽ bị tổn hại nặng nề. Chẳng phải anh cũng bị kiếm của tôi tấn công đó sao? Tần công tử khinh thường nhìn Diệp Lâm, trong mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Mặc dù anh ta vẫn chưa xác định được đối phương là ai và lấy được hộp kiếm vô tán ở đâu ra.
Nhưng hôm nay, anh ta đã đoạt được hộp kiếm của đối phương, nếu không diệt cỏ tận gốc, tương lai sẽ có vô số tai họa. Hơn nữa, tình thế mà hai người đang đối mặt với nhau là tình thế sinh tử, chỉ một người trong số họ có thể sống sót rời khỏi đây mà thôi. Tân công tử đã quyết định sẽ loại bỏ hoàn toàn một kẻ thù tiềm tàng như Diệp Lâm. Đi chết đi. Tần công tử vung thanh kiếm trong tay, chuẩn bị dồn hết sức vào một đòn để giết anh. Nhìn thấy tình thế lại đảo ngược trước mắt, Mạc Viễn Sơn không khỏi vui mừng khôn xiết. Trong lòng gã thở phào nhẹ nhõm, tốt quá rồi. Nếu Tần công tử nghiêm túc thì trong thế tục vẫn không có ai có thể địch lại cậu ấy. Tên nhóc kia vừa rồi chỉ ăn may mà thôi. Ừm, chắc chắn là như vậy. Mạc Viễn Sơn cho rằng vết thương của Diệp Lâm là do Tần công tử tạo ra. Mọi người trong liên minh võ đạo thiên hạ cũng lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Dọa tôi sợ chết khiếp, còn tưởng rằng tên nhóc đó cũng là một cổ võ giả chứ. Trong lúc đó, mọi người ở Long Môn cũng bàng hoàng khi thấy Diệp Lâm bị thương không rõ nguyên nhân và đang gặp nguy hiểm. Nhưng khoảng cách giữa hai bên rất xa, đối phương lại ra tay rất nhanh. Rõ ràng họ muốn giúp đỡ cũng không kịp. Long Vương đại nhân, cẩn thận. Đám Hắc Long hét lớn, muốn nhắc nhở Diệp Lâm mau tránh đi. Lúc này, đối mặt với thanh kinh hồng kiếm đang lao tới, vẻ mặt Diệp Lâm vẫn đờ đẫn và choáng váng. Bởi vì vào lúc đó, kiếm ý vô tân mà anh nhận được, dù chỉ là một ý nghĩ thôi cũng khiến người ta nhìn thấu tất cả. Giống như đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa toàn cảnh vậy. Hóa ra là vậy, sắc mặt Diệp Lâm thay đổi, trong lòng như có điều suy nghĩ. Anh chậm rãi vung tay lên, trong lòng bàn tay ẩn chứa một luồng năng lượng tự nhiên. Nhất khí hóa tam kiếm. Đột nhiên, hộp kiếm vô tấn dường như đã nhận được một loại lệnh triệu tập nào đó. Cùng với một tiếng nổ, nó bung ra nhanh chóng như con công xòe đuôi, Tân công tử bên cạnh giật mình. Ngay lập tức, ba thanh kiếm nhỏ phát sáng bắn ra. Giống như pháo hoa bay lên trời, vô cùng chói mắt. Phi tinh, lưu thái, hoa đính. Diệp Lâm lại vẫy tay một lần nữa. Cùng với kiếm ý vô tấn và nhất khí hóa tam kiếm, một kiếm trận được. Phóng ra từ không trung. Lúc này, Tân công tử đang đứng cạnh hộp kiếm vô tần, tình cờ rơi vào kiếm trận. Xung quanh dường như bị nuốt chửng bởi cơn mưa kiếm, khiến anh ta hoảng sợ. Cái gì thế này? Tân công tử cảm thấy một cơn ớn lạnh không thể giải thích được bắt đầu từ xung quanh cơ thể và lan ra toàn thân. Đương nhiên là anh ta không thể nhận ra bằng mắt thường. Nhưng anh ta có thể cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần. Mẹ nó! Lúc này, đã quá muộn để rút kiếm để chống cự. Tần công tử nghiến răng nghiến lợi, định dốc toàn lực tiếp tục tấn công Diệp Lâm. Hiển nhiên, những thay đổi xung quanh anh ta đều có quan hệ mật thiết với Diệp Lâm trước mặt. Chỉ cần hạ gục Diệp Lâm, mọi nguy hiểm và ẩn số sẽ được giải quyết ngay lập tức. Con kiến kia, mau chết đi. Tần công tử hét lớn. Vung kiếm chém thẳng vào đỉnh đầu của Diệp Lâm. Đường kiếm này của anh ta có thể xẻ đôi cả một ngọn núi. Kèm theo một kiếm khí đáng sợ, lao thẳng tới. Anh nói, ai là kiến cơ? Diệp Lâm cũng lập tức đáp trả. Kiếm ý vô tấn kết hợp với ba thanh kiếm nhỏ, giống như sông Trường Giang ôm lấy sông Hoàng Hà. Cuồn cuộn quét sạch mọi thứ. Khi chìm sâu vào đó, Tân công tử giống như bị đuối nước, cố gắng vùng vẫy cũng vô ích. Trong nháy mắt, kiếm ý vô tấn dường như biến thành 48.000 thanh kiếm, tấn công vào từng lỗ chân lông của đối phương. Kinh hồng kiếm đột nhiên dừng lại cách trán Diệp Lâm chỉ một ngón tay. Giây tiếp theo, Tân công tử đứng sững tại chỗ. Thân thể anh ta bất động giống như bị điểm huyệt. Hệt như một tác phẩm điêu khắc. Khi Diệp Lâm nhẹ nhàng đẩy ra và rút kinh hồng kiếm khỏi tay đối thủ. Tân công tử toàn thân run rẩy, bất giác ngã về phía sau. Vẫn như một khúc gỗ, anh nặng nề ngã xuống đất mà không hề có phản ứng gì. Mạc Viễn Sơn lấy hết can đảm lại gần quan sát. Chợt hít vào một hơi lạnh. Tần công tử. Không còn thở nữa. Tần công tử, đã chết rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Mạc Viễn Sơn trở nên khiếp đảm, giống như rơi vào hầm băng. Có cảm giác tai họa sắp ập tai Yuis. Đây là con trai thứ ba của gia tộc võ cổ nhà họ Tần. Bây giờ anh ta đột nhiên chết ở đây. Nhà họ Tần chắc chắn sẽ tức giận. Tất cả mọi người có mặt bao gồm cả bản thân Mạc Viễn Sơn. Cũng như toàn bộ liên minh võ đạo thiên hạ rất có thể sẽ khó tránh khỏi cái chết. Cậu, sao cậu dám giết Tần công tử? Cậu điên rồi sao? Mạc Viễn Sơn phục hồi tinh thần, nhìn Diệp Lâm với vẻ vừa ngạc nhiên, vừa tức giận.
So với cách Diệp Lâm giết chết một võ cổ giả, Mạc Viễn Sơn càng hoảng sợ trước hậu quả nghiêm trọng của vụ việc này hơn. Cậu biết rõ rằng Tần công tử là một võ cổ giả mai. Sao cậu dám ra tay mạnh như vậy? Đây chẳng phải là sỉ nhục võ cổ sao? Đại hạ có những quy tắc đặt ra với võ cổ để hạn chế hành vi của họ. Tương tự như vậy, võ cổ chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với thế giới bên ngoài. Nói cách khác, đó là một quy luật bất thành văn. Đó là võ cổ không thể bị xúc phạm. Từ vương tôn quý tộc cho đến thương nhân hay người lao động, ai gặp võ cổ giả đều không được bất kính. Và nếu dám giết võ cổ giả thì hậu quả sẽ còn thảm khốc hơn. Tất nhiên, chuyện điên rồ như giết chết một võ cổ giả chưa từng xảy ra trước đây. Cho dù có ý định thì người bình thường cũng không thể làm được. Giữa võ cổ và mọi người có một sự khác biệt tự nhiên. Nhưng một khi ranh giới này bị phá vỡ, không ai có thể chịu đựng được cơn thịnh nộ của võ cổ. Ba ngọn núi, năm giáo phái và bảy gia tộc, họ đại diện cho toàn bộ giới võ cổ. Nhà họ Tần ở Lũng Xuyên là một trong bảy gia tộc đó. Cậu đã giết một người trực hệ của nhà họ Tần. Khi nhà họ Tần nổi giận, tất cả những người có mặt hôm nay sẽ bị chôn cùng. Mạc Viễn Sơn tuyệt vọng gầm lên với Diệp Lâm. Bây giờ Diệp Lâm đã phá vỡ quy tắc này, không có người nào có mặt sẽ được tha thứ. Hả? Đột nhiên, mọi người ở hiện trường đều náo động. Theo tiếng gầm của Mạc Viễn Sơn, mọi người đột nhiên tỉnh táo lại sau cú sốc và nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Vốn dĩ mọi người đều khá ngạc nhiên khi thấy Diệp Lâm có thể giết chết một võ cổ giả, thậm chí còn có chút kính sợ. Chưa kể đến người của Long Môn tôn sùng Diệp Lâm như thế nào. Ngay cả các thành viên của Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ cũng phải tâm phục khẩu phục trước vị Long Vương mới này. Tuy nhiên, lời nói của Mạc Viễn Sơn giống như một gáo nước lạnh, đánh thức tất cả mọi người. Đối thủ là một võ cổ giả. Mà võ cổ thì không thể bị xúc phạm. Bây giờ, trước mắt mọi người, Diệp Lâm đã giết chết một võ cổ giả cao quý. Chỉ sợ những người khác cũng không thoát khỏi liên lụy. Xong rồi, xong rồi. Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Nghe Minh Chủ nói thì sự việc rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Làm sao bây giờ, tôi còn chưa muốn chết. Đây là lỗi của Long Môn, liên quan gì đến Liên minh Võ Đạo chứ? Các thành viên của Liên minh Võ Đạo đều sợ hãi và phẫn uất với Diệp Lâm. Trên thực tế, không chỉ những người trong Liên minh Võ Đạo, mà cả những người ở Long Môn cũng không hài lòng với Diệp Lâm sau khi biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho rằng hành động của anh là quá bốc đồng. Đã biết đối phương không nên động vào mà vẫn là một chiêu chém chết anh a. Điều này chẳng phải sẽ khiến toàn bộ Long Môn bị chôn vùi cùng với Tân Long Vương sao? Mọi người tới đây làm việc, tuy rủi ro rất cao nhưng họ cũng không muốn dấn thân vào con đường không thể quay lại như vậy. Đương nhiên, các thủ lĩnh do Hắc Long dẫn đầu đều đứng về phía Diệp Lâm. Dù Diệp Lâm có quyết định thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ không phàn nàn gì cả, sẵn sàng cùng nhau gánh chịu mọi hậu quả. Cho dù là kẻ thù của toàn bộ giới võ cổ, họ cũng sẵn sàng chết cùng Tân Long Vương. Cùng lúc đó, khác với nỗi sợ hãi của mọi người, Diệp Lâm vẫn ung dung, bình tĩnh. Võ cổ thì sao? Cùng lắm cũng chỉ là tông sư cấp 3 mà thôi. Đừng nói là một cậu chủ nhà họ Tần chỉ mới đạt đến tông sư cấp 3. Cho dù vừa rồi là một tông sư cấp 1 thì Diệp Lâm vẫn tự tin có thể giết chết kẻ đó. Không thể động tới võ cổ. Vậy thì Diệp Lâm này sẽ là người mà võ cổ các người không thể động tới. Cậu chết chắc rồi. Nhà họ Tần sẽ không buông tha cậu đâu. Toàn bộ giới võ cổ sẽ không tha cho cậu. Lúc này, Mạc Viễn Sơn vẫn đang lớn tiếng mắng Diệp Lâm. Dường như cái chết của một võ cổ giả đối với gã còn khó chịu hơn là chết cha chết mẹ. Anh nói xong chưa? Diệp Lâm bình tĩnh đi về phía gã. Chưa đâu. Tôi vẫn muốn nói. Mạc Viễn Sơn vẫn rơi vào trạng thái điên loạn, không thể kiểm soát được bản thân. Nếu cái chết của một võ cổ giả khiến anh đau lòng như vậy. Vậy thì anh hãy cùng đi chết với anh ta đi. Nói rồi, Diệp Lâm bước ra. Đâm thẳng vào tim Mạc Viễn Sơn. Đột nhiên, trái tim của Mạc Viễn Sơn đông cứng lại. Sau đó nổ tung. Mạc Viễn Sơn nằm trên mặt đất, lộ ra vẻ mặt khiếp đảm và khó tin. Phụt! Hiện trường lại đột nhiên tràn ngập những tiếng kêu ngạc nhiên. Mọi người khiếp đảm nhìn Diệp Lâm. Một đòn quyết đoán như quỷ tu la, khiến người ta phải rùng mình. Mọi người trong Liên minh Võ Đạo sợ hãi lùi về sau. Thay vì lo lắng về sự trả thù của nhà họ Tần trong tương lai, kẻ khát máu trước mặt dường như mới là điều đáng lo ngại hơn vào lúc này.
Lập tức, Diệp Lâm lớn tiếng nói với tất cả mọi người có mặt trong Liên minh Võ đạo Thiên hạ. Người của nhà họ Tân bị giết, các anh sẽ không bị liên lụy. Nghe vậy, mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chẳng lẽ người này muốn độc chiếm quyền lực. Bởi vì từ nay về sau Liên minh Võ đạo Thiên hạ sẽ biến mất ở Yến Kinh, còn các anh. Lời còn chưa nói xong. Đột nhiên có một nhóm vệ sĩ từ bên ngoài xông vào. Người của Liên minh Võ đạo không được phép di chuyển. Bỏ vũ khí, ôm đầu, ngồi xổm xuống. Bắt tất cả những người từ Liên minh Võ đạo về quy án. Ai trái lệnh sẽ bị giết ngay tại chỗ. Hoa Quốc Đống dẫn đầu đội cảnh vệ Phủ Thuận Thiên tiến vào hiện trường để kiểm soát tình hình. Đồng thời bắt giữ những người thuộc Liên minh Võ đạo. Lúc này, Liên minh Võ đạo Thiên hạ chi nhánh Yến Kinh đã bị Diệp Lâm và Phủ Thuận Thiên cùng nhau tóm gọn. Anh Hùng, tôi không đến muộn chứ? Hoa Quốc Đống đi tới Diệp Lâm trước mặt, mỉm cười chào hỏi. Hóa ra Diệp Lâm đã gọi cho Hoa Quốc Đống trong lúc đang đợi người của Liên minh Võ đạo Thiên hạ đến. Diệp Lâm có thể giết chết kẻ cầm đầu là Mạc Viễn Sơn. Còn về phần những con kiến còn lại trong Liên minh Võ đạo, Diệp Lâm cũng lười ra tay, muốn giao cho Phủ Thuận Thiên. Hoa Quốc Đống nhiệt tình đồng ý, bày tỏ sự sẵn sàng giúp đỡ. Bình thường anh ta đã muốn có cơ hội để bắt hết bọn chúng, hôm nay tình cờ lại có cơ hội tốt như vậy, có thể coi là lập được một chiến công lớn, cũng. Tránh việc cha anh ta suốt ngày nói anh ta không làm được việc gì nên hồn. Trong đám côn đồ này, có lẽ chẳng có ai sạch sẽ cả, bị bắt giam vài năm sẽ giúp xã hội yên bình hơn. Cảnh vệ trưởng. Lúc này, một cấp dưới hoảng sợ chạy đến báo cáo. Một võ cổ giả được tìm thấy tại hiện trường. Đã chết rồi à? Cái gì? Nghe vậy, Hứa Quốc Đông lập tức sửng sốt. Cậu đã kiểm tra kỹ chưa? Anh cảnh vệ kia giơ tấm bài đeo ở thắt lưng của Tần công tử ra, các võ cổ giả đều mang theo những vật đặc biệt. Tôi không nhận lầm đâu ạ. Tần Hạo, Hoa Quốc Đống lấy ra tấm bài ra, trên đó có khắc tên của người chết và huy hiệu của gia tộc võ cổ nhà họ Tần. Người của nhà họ Tần trong 7 gia tộc võ cổ sao? Hoa Quốc Đống khiếp đảm nhìn Diệp Lâm. Diệp Lâm bình tĩnh nói, đúng vậy, tôi đã giết anh ta. Sau khi nghe được câu trả lời của Diệp Lâm, phản ứng đầu tiên của Hoa Quốc Đống là đối phương đang nói đùa. Anh Hùng, chuyện này không thể đùa được đâu. Đây là một võ cổ giả đấy. Hoa Quốc Đống hạ giọng, không dám nói lớn. Thì sao chứ? Diệp Lâm thản nhiên nói, không phải chỉ là giết chết một võ cổ giả thôi sao? Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Nhìn thấy Diệp Lâm không có vẻ như đang nói đùa, Hoa Quốc Đống căng thẳng nuốt nước miếng. Anh Hùng, anh, thật sự đã giết người này. Diệp Lâm bật cười, thì sao? Anh cũng biết, người chết là một võ cổ giả đấy. Ngoài tôi ra, anh nghĩ còn ai ở đây có thể giết được anh ta nào? Nghe vậy, Hoa Quốc Đống giật mình, thầm nghĩ cũng phải. Đây là một võ cổ giả. Người bình thường dù muốn giết cũng không có năng lực. Anh Hùng, anh đúng là. Sắc mặt Hoa Quốc Đống còn khó coi hơn là khóc. Anh ta thực sự không biết nên mừng hay nên lo cho Diệp Lâm nữa. Suy cho cùng, việc có thể giết chết một võ cổ giả cũng chứng tỏ sức mạnh khó lường và đáng sợ của Diệp Lâm. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể gánh chịu hậu quả khi giết một võ cổ giải. Võ cổ không thể bị xúc phạm đâu. Hoa Quốc Đống gặp khó khăn nói ra quy tắc bất thành văn kia. Ngay cả Phủ Thuận Thiên của chúng tôi cũng phải nể các võ cổ giả 3 phần. Anh Hùng, chuyện anh làm lần này thực sự. Hoa Quốc Đống lắc đầu thở dài. Việc tôi làm tôi tự chịu trách nhiệm, sẽ không liên lụy đến người khác, anh sợ cái gì? Diệp Lâm bình tĩnh cười nói, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần nên tôi tính, sau chuyện này sẽ nhận anh làm đệ tử, chỉ dạy cho anh đôi chút. Nhưng bây giờ xem ra, cho dù tôi có đồng ý thu nhận anh cũng không dám làm nhận tôi làm thầy rồi. Lời nói của Diệp Lâm không phải là nói đùa. Thấy Hoa Quốc Đống lúc nào cũng quấn lấy anh, đòi bái sư học nghệ, Diệp Lâm mới nể tình mà chỉ dạy cho anh ta đôi chút. Tuy nhiên, nếu anh đắc tội với nhà họ Tần, e rằng Hoa Quốc Đống sẽ bị liên lụy, chắc hẳn sẽ có phần kiêng dè, thậm chí từ nay về sau sẽ giữ khoảng cách cùng anh, đúng chứ? Anh Hùng, anh nghiêm túc đấy à? Hoa Quốc Đống lại ngạc nhiên. Không ngờ lúc này anh Hùng lại bằng lòng nhận anh làm đệ tử. Đây không phải là một bài kiểm tra cho anh ta đấy chứ? Lời của tôi có khi nào không thật không? Diệp Lâm nói, tuy nhiên, anh có địa vị đặc biệt, tốt nhất nên giữ khoảng cách với tôi sẽ không trách anh. Thế nhưng, anh còn chưa dứt lời, Hoa Quốc Đống đã quỳ xuống, làm lễ bái sư.
Sư phụ, xin hãy nhận của đệ tử một lạy. Vừa nói, Hoa Quốc Đống vừa cúi lạy mấy lần. Mọi người xung quanh đều bị ngạc nhiên đến không thể khép miệng lại. Đặc biệt là đám cảnh vệ của Phủ Thuận Thiên, họ không thể tin vào mắt mình. Đây vẫn là cảnh vệ trưởng độc đoán hàng ngày của họ đó sao? Giờ đây anh ta lại đang đi bái lạy một người trạc tuổi mình. Đùa chắc. Đương nhiên Hoa Quốc Đống không quan tâm đến chuyện này. Sở dĩ anh ta nóng lòng như vậy là vì sợ Diệp Lâm sẽ đổi ý. Anh ta kính trọng Diệp Lâm và ghen tị với sức mạnh khó lường của anh. Nếu có 1/10 năng lực đó, anh ta đã có thể ngẩng cao đầu trước mặt cha mình rồi. Càng không nói đến việc bị người ngoài chỉ trích sau lưng, bị nói là hổ phụ sinh cầu tử. Hoa Quốc Đống có một người cha tài giỏi và quyền lực nên phải chịu áp lực rất lớn. Sau này, vì quá chán nản, anh ta lựa chọn buông bỏ, trở thành một tay ăn. Chơi sa đọa. Tuy nhiên, kể từ khi gặp Diệp Lâm, ngọn lửa nhỏ mang tên phấn đấu trong lòng Hoa Quốc Đống dường như đã được nhen nhóm trở lại. Chẳng ai muốn mình là người tâm thường suốt đời cả. Hoa Quốc Đống cũng muốn đánh cược một phen. Anh không sợ chuyện của nhà họ Tần sẽ ảnh hưởng tới anh sao? Diệp Lâm hỏi ngược lại. Sợ cái quái gì? Hoa Quốc Đống nói, võ cổ giả không thể xúc phạm, vậy chẳng lẽ Phủ Thuận Thiên chúng tôi dễ động vào chắc? Bọn họ cứ thử động vào. Tôi xem có biết cha tôi là ai không? Anh Hùng, nếu như anh bằng lòng thu tôi làm đệ tử, Phủ Thuận Thiên sẽ là chỗ dựa của anh. Đến lúc đó, nhà họ Tân muốn đối phó anh cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Ha ha, Diệp Lâm bật cười vui vẻ, bị sự lạc quan và chân thành của Hoa Quốc Đống làm cho cảm động. Được rồi, nếu anh đã thành tâm bái tôi làm sư phụ thì tôi sẽ nhận anh làm học trò. Tuy nhiên, tôi không cần Phủ Thuận Thiên các anh làm chỗ dựa, bởi vì tôi đã là chỗ dựa lớn nhất rồi. Nếu như nhà họ Tần dám tới đây thì bọn họ sẽ giống như Tần Hạo ngày. Hôm nay, vĩnh viễn không trở lại. Lúc nói lời này, khắp người Diệp Lâm tỏa ra khí thế sự kiêu ngạo ngất trời. Khiến Hoa Quốc Đống bị mê hoặc. Dám khinh thường võ cổ giả như vậy, e rằng chỉ có anh hùng mới có sự tự tin và năng lực này. Một người một ngựa, khí phách ngang tàng. Đúng là ngầu quá đi. Đây mới là sư phụ trong lòng của mình. Sư phụ, đệ tử nguyện sát cánh cùng sư phụ. Hoa Quốc Đống nói, võ cổ không thể bị khinh thường, sư phụ càng không thể. Chúng tôi cũng nguyện ý sát cánh với Long Vương. Lúc này, đám người Hắc Long cũng bày tỏ lập trường, chúng ta sẽ cùng nhau chống lại nhà họ Tân. Thật đáng tiếc, tôi đã mất đi cánh tay, trở thành một kẻ tàn phế. Lam Long có hơi thất vọng, nói, nếu không, tôi cũng có thể giúp ngài rồi, Long Vương. Thực lực của Lam Long vốn là mạnh nhất trong nhóm người này, đồng thời cũng là được Diệp Lâm coi trọng nhất, định nâng đỡ làm trợ thủ đắc lực cho mình. Nhưng khi bị mất một cánh tay, sức mạnh của anh ta giảm đi rất nhiều, thậm chí còn yếu hơn nhiều so với Hắc Long và những người khác. Ai nói anh là kẻ tàn phế? Diệp Lâm sai người đi thu hồi cánh tay gãy của Lam Long. Sau đó, anh đặt nó lên vai của Lam Long. Long Vương, Lam Long lấy làm khó hiểu. Nhưng sau đó, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Khe hở giữa cánh tay và vai đã được chữa lành một cách kỳ diệu thông qua những chuyển động của ngón tay Diệp Lâm. Trong nháy mắt, không những không có vết sẹo nào mà thậm chí cơn đau nhức ở bả vai cũng đã tan biến. Ngay sau đó, năm ngón tay của Lam Long khẽ cử động. Cánh tay bị cắt đứt thực sự đã hồi phục lại cảm giác, có thể tự do cử động. Cái này, nhóm Thanh Long đều ngơ ngác, lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Diệp Lâm một lần nữa lại khiến mọi người mở mang tầm mắt. Ha ha, chỉ có Hoa Quốc Đống là cười nói, sư phụ của tôi còn có thể cứu được người chết, gãy tay có đáng là gì? Trước sự chứng kiến của mọi người, Diệp Lâm đã khôi phục cánh tay bị gãy của Lam Long trong chớp mắt. Đây là một cánh tay bị cắt đứt trực tiếp đấy. Việc này còn khó hơn việc nối xương cho Hắc Long lần trước gấp trăm lần. Y thuật của Long Vương đại nhân, thật không thể tưởng tượng nổi. Hắc Long cảm thán nói, chúng tôi bái phục. Sau cú sốc, Lam Long không khỏi vui mừng khôn xiết. Đối với Lam Long mà nói, có lại được cánh tay không khác gì được hồi sinh. Lam Long vội vàng quỳ xuống, bày tỏ lòng biết ơn đối với Diệp Lâm, thề trung thành với Diệp Lâm, cả đời không hối hận. Bạch Long cũng bí mật lấy điện thoại di động ra, thông báo cho các lãnh đạo. Lãnh đạo các châu khác chưa đến, khuyên họ nhanh chóng đến Cao Ốc Long. Môn ở Yến Kinh để gặp và xin lỗi Tân Long Vương. Đây là một vị thần có thể tùy ý giết chết võ cổ giả, thậm chí có thể thay đổi sinh tử của con người. Có được một Long Vương như vậy, Long Môn nhất định sẽ thịnh vượng. Lúc này,
Hắc Long mới bước ra để ổn định tinh thần mọi người. Anh ta nói lớn, mọi người đều đã thấy rồi đó. Long Vương của chúng ta có thể tùy ý giết một võ cổ giả, cũng có thể chữa. Lành gấy cánh tay của Lam Long, ngài ấy chính là thần hộ mệnh của Long Môn chúng ta. Cho dù chúng ta có đắc tội với nhà họ Tần thì có sao? Chỉ cần có Long Vương ở đây, võ cổ giả cũng không còn đáng sợ nữa. Giết được một người thì có thể giết hai người. Nếu nhà họ Tần dám tới khiêu chiến, Long Môn chúng ta sẽ đấu với họ đến cùng. Nghe xong lời này, mọi người ở Long Môn đưa mắt nhìn nhau. Tuy là vậy, nhưng dù có mạnh đến đâu thì Long Vương cũng chỉ có một người. Còn đằng sau nhà họ Tần là toàn bộ giới võ cổ, ba ngọn núi, năm môn phái và bảy gia tộc. Đây có thể là thứ mà tổ chức ngầm nhỏ bé như Long Môn của họ có thể chống lại sao? Mọi người đừng lo lắng. Lúc này Diệp Lâm cũng chủ động đứng lên, bình tĩnh nói. Việc tôi làm tôi tự chịu trách nhiệm, sẽ không để nhà họ Tần làm hại đến mọi người. Đương nhiên, nếu có người lo lắng bị liên lụy thì có thể rời khỏi Long Môn bất cứ lúc nào. Nếu muốn ra ngoài tránh nạn, Long Môn cũng sẽ cung cấp phí hỗ trợ, mọi người có thể tự do quyết định. Những lời này vừa nói ra, hiện trường tràn ngập những tiếng kêu ngạc nhiên. Mọi người đều không ngờ rằng Tân Long Vương lại rộng lượng như vậy, không những cho phép bọn họ rời đi mà thậm chí còn cho họ tiền. Đúng lúc mọi người còn đang nghỉ ngờ. Diệp Lâm lại tiếp tục nói, tôi cho các anh 3 ngày để ra quyết định cuối cùng. Trong 3 ngày này, các anh có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng sau 3 ngày, ai ở lại mà suy nghĩ lại thì đừng trách tôi vô tình. Diệp Lâm cho phép họ tùy ý rời đi cũng là để thanh lọc đội ngũ. Để đám người không có lập trường đó rời đi càng sớm càng tốt, tránh những điều không hay sau này. Tuy nhiên, nếu còn ở lại, bọn họ sẽ không được phép có bất kỳ suy nghĩ bất dung nào với Long Môn, càng không thể tùy ý chạy trốn. Điều Diệp Lâm cần là một đội gồm những người có thể dựa vào nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi nguyện ý đi theo Long Vương đến chết. Ngay sau đó, hầu hết những người có mặt đều bày tỏ mong muốn ở lại. Chỉ một số ít người chưa quyết định vẫn đang cân nhắc xem có nên nhân cơ hội này để lấy một khoản tiền và rửa tay gác kiếm hay không. Thấy việc cũng đã xong xuôi, Diệp Lâm giao phần còn lại cho Hắc Long và những người khác. Nếu có động tĩnh hay tin tức gì của nhà họ Tần, hãy báo cho tôi biết. Nói xong, Diệp Lâm chuẩn bị rời đi. Anh Hùng, đợi tôi hộ tống những người này về Phủ Thuận Thiên xong sẽ quay lại tìm anh. Hoa Quốc Đống còn việc phải làm, đành tạm thời ở lại, không đi cùng Diệp Lâm. Long Vương đi cẩn thận. Lan Long và những người khác hộ tống Diệp Lâm ra ngoài tòa nhà Long Môn rồi mới quay lại. Từ nay trở đi, Yến Kinh sẽ không còn Liên Minh Võ Đạo Thiên Hạ nữa. Tất cả các thành viên của Liên Minh Võ Đạo, dù còn sống hay đã chết, đều bị kết án và bỏ tù. Long Môn cũng vì thế mà vang danh khắp nơi. Tại thời điểm này, Diệp Lâm vừa rời khỏi tòa nhà Long Môn. Cách đó không xa, một cô gái trẻ mặc đồ xanh đang nhìn chằm chằm vào. Khuôn mặt của Diệp Lâm, so sánh với ảnh chụp trong điện thoại, lẩm bẩm. Anh ta là Diệp Lâm sao? Người đã chế ra viên thuốc cứu mạng mẹ mình. Không sai. Cô gái mặc áo xanh không ai khác chính là Hàn Anh, con gái của chiến thần Thanh Châu. Cô ấy nghe cha mình nói là không gặp được Diệp Lâm, chủ sở hữu của đan dược ở Bộ Tài chính, nghe nói rằng anh đã đến cao ốc Long Môn. Thế là Hàn Anh bèn tìm đến, tình cờ nhìn thấy Diệp Lâm ở ngoài cổng. Hàn Anh vừa định bước tới chào hỏi và cảm ơn anh đã cứu mẹ mình. Nhưng đúng lúc này, một nhóm cận vệ mặc giáp cầm kiếm đã bước tới trước. Diệp Lâm, sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ anh đã gia nhập nhóm tội phạm ngầm này sao? Lúc này, Kim Lũ Y đang dẫn đầu đội cận vệ Yến Kinh làm nhiệm vụ duy trì trật tự thì nhìn thấy Diệp Lâm đi ra khỏi cao ốc Long Môn. Nhìn thấy Diệp Lâm tự đo ra vào Long Môn 2 lần, Kim Lũ Y bắt đầu nghi ngờ rằng anh có liên quan đến băng nhóm tội phạm ở đây. Cứ như thể bắt được điểm yếu của Diệp Lâm. Kim Lũ Y lập tức đưa người tới điều tra. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngay khi Diệp Lâm rời khỏi tòa nhà Long Môn thì đã bị Kim Lũ Y chặn lại. Bảo sao sau khi ra tù anh lại không làm gì, cũng không tìm một công việc nghiêm túc. Hóa ra là anh đã tham gia tổ chức ngầm Long Môn. Đúng là đã từng vào tù thì vẫn chỉ có thể lựa chọn con đường phạm tội mà thôi. Kim Lũ Y trừng mắt nhìn Diệp Lâm, chợt cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Cứ như thể họ đã gặp nhau và trò chuyện cách đây không lâu vậy. Thế nhưng, Kim Lũ Y nhớ rõ rằng lần cuối cùng cô gặp Diệp Lâm là ngày anh được ra tù. Chớp mắt đã gần 1 tuần rồi.
Tại sao người trước mặt này lại cho cô cảm giác quen thuộc vậy nhỉ? Thậm chí sau khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Diệp Lâm, phần lớn sự tức giận không tên trong lòng Kim Lũ Y đã tiêu tan. Kim Lũ Y khẽ giật mình, cảm thấy rất ngạc nhiên. Là cô à? Diệp Lâm không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy Kim Lũ Y. Bởi vì đêm qua, dưới chân núi Phong Hoa, hai người đã có một cuộc trao đổi ngắn ngủi. Tuy nhiên, khi đó Diệp Lâm lại sử dụng một thân phận khác tên là Diệp Côn Luân. Lúc đó, Kim Lũ Y không hề hay biết, thậm chí còn cảm ơn và mời anh đến nhà chơi. Hai, bây giờ trở lại thân phận thật. Kim Lũ Y lại tỏ vẻ hung dữ với anh, thậm chí còn cố tình gây chuyện, mong đưa anh trở lại nhà tù. Nếu biết tối qua Diệp Côn Luân chính là Diệp Lâm thì cô sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Diệp Lâm, tôi hỏi anh một lần nữa. Kim Lũ Y nghiêm khắc hỏi. Anh đã gia nhập Long Môn hay chưa? Nói. Gia nhập Long Môn. Nói vậy thì cũng không sai. Nếu tôi gia nhập rồi thì sao? Mà nếu không gia nhập thì sao? Diệp Lâm thầm nghĩ, tôi không chỉ gia nhập Long Môn, thậm chí còn chỉ huy toàn bộ Long Môn đấy. Chúng tôi vừa nhận được báo cáo. Người của Long Môn và Liên Minh Võ Đạo đang tụ tập đánh nhau. Nếu anh là người Long Môn thì không thể tùy tiện rời đi nơi này, phải phối hợp chúng tôi điều tra. Không phải Kim Lũ Y cố tình gây khó dễ, mà là cảnh vệ của Phủ Thuận Thiên đang ở bên trong Long Môn, còn cận vệ Yến Kinh đang phối hợp bên ngoài tòa nhà để duy trì trật tự. Tòa nhà Long Môn đã tạm thời bị phong tỏa, không ai được phép ra vào. Diệp Lâm đang định nói. Lúc này, điện thoại chợt rung lên. Là một giấy số lạ. Diệp Lâm không muốn trả lời. Nhưng vừa cúp máy, anh lập tức nhận được một cuộc gọi khác từ Susan. Thấy vậy, Diệp Lâm khẽ nhíu mày, mơ hồ có dự cảm gì đó. Đường dây được kết nối. Quả nhiên, bên kia có giọng nói u ám của một người đàn ông. Cậu là Diệp Lâm, Diệp Côn Luân sao? Đối phương tiết lộ toàn bộ hai thân phận của anh. Ông là ai? Diệp Lâm ngạc nhiên hỏi. Kha, kha, cậu không cần biết tôi là ai. Lúc này, tiếng kêu cứu của Susan bỗng phát ra từ đầu bên kia điện thoại, Diệp Lâm. Cứu tôi, giúp tôi gọi cảnh sát, T. Sau đó, tiếng cười sắc bén của người đàn ông lại vang lên, nếu muốn cô ta sống, hãy ngoan ngoãn nghe theo những gì tôi nói. Diệp Lâm nghe được lời này thì vô cùng tức giận, họ đã bắt cóc Susan để uy hiếp mình. Là người nhà họ Trương Phụng Thiên sao? Hay là người của chợ đen Đông Hải? Đừng chạm vào cô ấy, Diệp Lâm lạnh lùng cảnh cáo, có chuyện gì thì nhắm vào tôi. Cậu có nửa giờ, lập tức tới đây ngay. Người đàn ông nói ra một địa chỉ, nhưng cậu chỉ có thể tới đây một mình, đừng hòng dở trò gì. Nếu dám báo cảnh sát thì cứ chờ đến nhặt xác của con bé này đi. Nói xong, không đợi Diệp Lâm trả lời, đối phương đã cúp điện thoại. Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Lúc này, Kim Lũ Y ở đối diện nghiêm nghị nói, đừng giả vờ nghe điện thoại nữa. Trả lời lời tôi đi. Anh có phải người của Long Môn không? Diệp Lâm không rảnh phí lời với cô. Phải tới cứu Susan càng sớm càng tốt. Thực ra, những người kia đã nghĩ nhiều rồi, đã có anh rồi thì còn cần báo quan làm gì. Nghĩ rồi, anh lại nhìn Kim Lũ Y trước mặt, nếu cô tham gia vào, có khi lại còn xảy ra chuyện không hay. Tránh ra. Diệp Lâm đi về phía trước, tôi có chuyện gấp. Nếu không giải thích rõ ràng thì đừng hòng rời đi. Kim Lũ Y cũng mất bình tĩnh, không chịu nhượng bộ. Hai bên đối đầu trong vài giây. Diệp Lâm lạnh lùng nhìn đối phương, đừng ép tôi ra tay. Nếu là người khác, Diệp Lâm đã sớm tiến lên đánh văng ra rồi, mấy cận vệ sao có thể ngăn cản được anh. Tuy nhiên, Diệp Lâm thực sự không muốn động tay với Kim Lũ Y. Anh còn dám ra tay. Kim Lũ Y lập tức cảnh báo, tôi khuyên anh đừng giấy giụa vô ích. Nơi này đã bị đội cận vệ Yến Kinh chúng tôi bao vây, anh không thể. Chạy trốn được đâu. Cô còn chưa nói xong. Cận vệ Yến Kinh xung quanh đã nhìn thấy tình hình bên này, nhanh chóng tiến lại gần, rút kiếm bao vây anh. Tôi nói rồi, đừng ép tôi. Diệp Lâm lại tiến lên một bước, chuẩn bị xông ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, Kim Lũ Y không khỏi lùi lại một bước. Bước đi nhỏ này ngay cả bản thân Kim Lũ Y cũng ngạc nhiên. Phải biết Kim Lũ Y luôn can đảm tiến về phía trước, không dễ dàng lùi bước bao giờ. Nhưng vừa rồi, có lẽ theo phản xạ tự nhiên, cô đã lùi lại. Cứ như thể nếu không lùi bước thì sẽ gặp nguy hiểm vậy. Sao lại thế nhỉ? Kim Lũ Y rất ngạc nhiên. Làm thế nào mà anh chàng trước mặt lại có thể đe dọa được cô? Cô đang sợ cái gì?
Tránh ra, Diệp Lâm cảnh cáo lần nữa. Keng. Kim Lũ Y cũng rút đao ở thắt lưng ra, sẵn sàng chiến đấu. Nếu anh dám tiến thêm một bước, đừng trách chúng tôi không khách sáo. Kim Lũ Y cũng đưa ra cảnh báo cuối cùng, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Không khí tại hiện trường đột nhiên ngưng tụ. Không khí lúc này như đông cứng lại. Vào thời điểm quan trọng này, Kim Lũ Y, làm chỉ huy đội cận vệ Yến Kinh đúng là oai quá nhỉ. Nhiệm vụ của cận vệ Yến Kinh là bảo vệ dân chúng, không phải để các cô tùy tiện hù dọa người khác. Trong lúc họ đang nói chuyện, một cô gái trẻ mặc đồ màu xanh đi tới với nụ cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc. Các cận vệ xung quanh định ngăn cô ấy lại. Kết quả, cô gái áo xanh thẻ công tác của mình ra. Khi thấy đó là chiến khu Thanh Châu, tất cả đều nhường bước. Là cô, Kim Lũ Y quay lại và cau mày khi nhìn thấy cô gái bằng tuổi mình, Hàn Anh, tại sao cô lại ở đây? Không sai, người tới không ai khác chính là Hàn Anh, con gái của chiến thần Thanh Châu, Hàn Sơn Hà. Yến Kinh cũng đâu phải của cô, vì sao tôi không thể tới đây chứ? Hàn Doanh hung hăng hỏi. Đội cận vệ Yến Kinh đang thi hành công vụ, xin cô đừng gây rắc rối ở đây. Kim Lũ Y cảnh báo. Ái chà, oai quá nhỉ. Hàn Anh đi thẳng đến trước mặt Diệp Lâm, sau đó quay lại đối mặt với Kim Lũ Y, tôi không quan tâm cô đang làm gì, nhưng anh Diệp đây đã được nhà họ Hàn chúng tôi bảo kê rồi. Cái gì, cô bảo vệ anh ta, những lời này vừa nói ra. Không chỉ Kim Lũ Y bị sốc, mà ngay cả bản thân Diệp Lâm cũng có hơi bối rối. Anh thầm nghĩ, mình thậm chí còn không biết cô gái trước mặt là ai. Hàn Anh. Diệp Lâm nhìn cô gái này mấy lần, nhưng anh thật sự không có ấn tượng gì. Nhưng cô ấy có thể nói ra họ của anh, như thể biết rất rõ về anh vậy. Tuy nhiên, lúc này, cô ấy ra mặt giúp anh. Điều này cũng tăng thêm hảo cảm của Diệp Lâm. Cô bảo vệ anh ta. Cô biết anh ta sao? Kim Lũ Y tin rằng Hàn Anh không thể quen biết Diệp Lâm được. Dù sao Diệp Lâm mới ra tù chưa đầy một tuần, Hàn Anh lại theo cha ở doanh trại Thanh Châu quanh năm. Cả hai không thể có bất kỳ giao điểm nào cả. Tôi cần cô dạy chắc. Hàn Anh khiêu khích nghĩ ứa đường gặp chuyện bất bình, tôi không đành lòng nhìn cô bắt nạt người khác, không được hay sao? Kim Lũ Y tức giận nói, Hàn Anh, cô cố ý gây chuyện, phải không? Hay là anh vẫn còn oán giận thất bại dưới tay tôi lần trước nên muốn tìm mọi cách chống đối tôi? Hàn Anh và Kim Lũ Y từng có duyên gặp mặt nhưng vì điều này mà họ đã đối đầu với nhau. Nguyên nhân là do chức vụ chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh. Vốn dĩ, Hàn Sơn Hà hy vọng con gái mình có thể nắm giữ vị trí này. Kết quả là Hàn Anh đã bị Kim Lũ Y đánh bại trong cuộc đấu võ, bất lực nhìn Kim Lũ Y trở thành nữ chỉ huy sứ đầu tiên trong lịch sử. Theo Hàn Anh, nếu Kim Lũ Y không xuất hiện thì bây giờ cô ấy hẳn đã là chỉ huy của đội cận vệ Yến Kinh rồi. Trong quân đội, nữ tướng vốn đã hiếm rồi. Sẽ không sao nếu Hàn Anh thua người khác. Nhưng thất bại trước Kim Lũ Y, cũng là một phụ nữ, khiến cô ấy không cam lòng, luôn muốn đánh bại Kim Lũ Y. Vì vậy, khi trở lại doanh trại Thanh Châu, Hàn Anh đã chăm chỉ tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Hôm nay, gặp lại Kim Lũ Y trong vai trò chỉ huy của đội cận vệ Yến Kinh, oai phong ngất trời. Hàn Anh vốn đã ghen tị, lại nhìn thấy Kim Lũ Y dẫn đầu đám đông vây quanh Diệp Lâm nên cố tình gây khó dễ. Thù cũ hận mới kết hợp khiến Hàn Anh không khỏi đứng ra bảo vệ Diệp Lâm, đối đầu với Kim Lũ Y. Tôi đã nói rồi. Tôi không quan tâm cô làm gì. Nhưng hôm nay, anh Diệp đây đã được nhà chúng tôi bảo kê rồi. Cho dù cha tôi có ở đây thì cũng sẽ không bao giờ để cô chạm vào anh ấy đâu. Nhắc đến Hàn Sơn Hà, Kim Lũ Y chợt sửng sốt. Chiến thần cũng ở đây sao? Mặc dù Kim Lũ Y và Hàn Anh có mâu thuẫn, nhưng Kim Lũ Y vẫn tôn trọng Hàn chiến thần. Hơn nữa, cha nuôi của cô cũng là chiến thần, hai cha vốn là bạn bè thân thiết. Đúng vậy, Hàn Anh nói, cha tôi đang ở bệnh viện Trung ương. Nếu cô vẫn không chịu thả người, tôi sẽ gọi cho cha tôi. Nói xong, Hàn Anh lấy điện thoại di động ra, làm ra vẻ có thể gọi điện bất cứ lúc nào. Kim Lũ Y cau mày, vẫn còn bối rối. Sao nhà họ Hàn lại quen biết Diệp Lâm, một tù nhân vừa mới ra tù cơ chứ? Hơn nữa, Kim Lũ Y cũng nhận thấy rằng trong mắt Diệp Lâm cũng đầy vẻ bối rối. Rõ ràng hai người không hề quen biết nhau. Rốt cuộc cô có thả người không? Hàn Anh thúc giục, nếu cô không thả thì tôi sẽ gọi điện đấy. Kim Lũ Y do dự một lúc, cuối cùng cũng nhượng bộ, được rồi. Hôm nay tôi sẽ nể mặt chiến thần. Đi thôi,
Nói xong, Kim Lũ Y lại trừng mắt nhìn Diệp Lâm, dù sao thì chỉ cần anh còn ở Yến Kinh thì không thể chạy trốn được. Nếu anh dám phạm tội, tôi sẽ bắt anh bất cứ lúc nào. Hàn Anh thấy vậy thì nhướng mày, mỉm cười với Diệp Lâm, được rồi, không phải anh có việc gấp sao? Đi nhanh đi. Nếu như gặp phải phiền toái gì thì cứ nhắc đến nhà họ Hàn ở Thanh Châu, dù là ai ở Đại Hạ thì cũng đều phải nể mặt cả. Nghe vậy, Diệp Lâm cũng nhẹ nhàng mỉm cười, mặc dù không rõ vì sao người trước mặt lại bảo vệ mình. Nhưng nếu người ta đã có ý tốt thì Diệp Lâm cũng sẽ không để phụ lòng được. Anh nói, cảm ơn cô Hàn, tôi đang có việc gấp phải làm, hôm khác lại nói tiếp nhé. Nói xong, Diệp Lâm chắp tay rồi rời đi. Nhìn bóng dáng Diệp Lâm đi xa dần, Kim Lũ Y vừa bất lực, vừa bối rối. Vì hình như cô đã từng nhìn thấy bóng lưng kia ở đâu đó trước đây. Làm sao có thể? Ngay lập tức, Kim Lũ Y xua đuổi ý nghĩ nực cười đó ra khỏi đầu. Ngoài việc cùng họ ra thì họ không thể có điểm giao nhau nào cả. Hơn nữa, hai người vừa mới gặp nhau tối qua. Người đàn ông đó là cao thủ cả về võ đạo và y thuật, là rồng là phượng. Làm sao có thể giống như tên tù nhân vừa mới ra tù trước mặt được? Kim Lũ Y, lúc này, lời nói của Hàn Anh đưa Kim Lũ Y từ trong suy nghĩ của cô trở lại hiện thực. Tôi không quan tâm cô có thủ oán cá nhân gì với anh Diệp, nhưng hãy nhớ rằng, anh Diệp là ân nhân của nhà họ Hàn chúng tôi. Từ nay về sau, cô không được phép gây sự với anh ấy nữa. Nói xong, Hàn Anh xoay người rời đi. Chiến thần Hàn đang ở bệnh viện Trung ương, chẳng lẽ đang bị thương sao? Tại sao Hàn Anh vừa nói Diệp Lâm là ân nhân của nhà họ Hàn? Diệp Lâm và nhà họ Hàn có quan hệ như thế nào? Nghĩ đến đây, trong đầu Kim Lũ Y lóe lên một ý nghĩ, dường như kết nối mọi thứ lại với nhau. Chẳng lẽ nhà họ Hàn có người bị thương tới Yến Kinh chữa bệnh, vừa hay được Diệp Côn Luân cứu giúp? Thì ra anh Diệp là ám chỉ Diệp Côn Luân, nhưng Hàn Anh ngốc kia lại nhận lầm Diệp Lâm với Diệp Côn Luân. Ngay cả Kim Lũ Y cũng suýt nhận lầm bóng lưng của hai người, huống chỉ là Hàn Anh, người vừa mới đến Yến Kinh. Kim Lũ Y âm thầm gật đầu, nghĩ rằng điều này rất có lý. Chắc hẳn Hàn Anh đã nhận nhầm người rồi. Hừ Diệp Lâm, hôm nay anh xem như anh may mắn. Tôi tạm thời tha cho anh. Lần sau anh sẽ không may mắn như vậy đâu. Cùng lúc đó, ở ngoài ô Yến Kinh, trong một công viên ngập nước hoang vắng. Ba nhà Hồ, Hoàng, Bạch tụ tập cùng nhau. Tuy nhiên, so với vẻ mặt hưng phấn và tự tin tối qua. Lúc này, những người đứng đầu của ba gia tộc lớn đều có vẻ mặt u ám và nghiêm nghị. Chỉ vừa mới đêm qua thôi, nhà họ Khôi đã bị đuổi cùng giết tận. Kết quả này hoàn toàn vượt xa dự đoán của họ, thậm chí, họ còn tính trước rằng sẽ có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra. Nhưng ngay cả tình huống xấu nhất mà họ nghĩ ra cũng không tồi tệ hơn điều này. Ở Phụng Thiên, năm đại gia tộc gần như có thể hô mưa gọi gió, làm gì được đó. Chưa từng gặp phải tổn thất lớn như vậy. Hai gia đình lần lượt gặp rắc rối ở Yến Kinh, một lần thì có thể nói là một tai nạn. Nhưng lần hai thậm chí còn bị đuổi giết, điều này tuyệt đối không phải tai nạn nữa rồi. Tình hình không được ổn cho lắm, Hồ Đại Tiên trầm ngâm nói, xem ra tình báo là sai, suýt chút nữa giết chết chúng ta rồi. Diệp Lâm chính là Diệp Côn Luân, gần đây rất nổi tiếng ở Yến Kinh. Nghe nói cậu ta là một cao thủ cả về y học và võ đạo. Là một kẻ khó xơi đấy. Tối hôm qua, Khôi lão tự ý hành động, rơi vào trong tay cậu ta, coi như xui xẻo hoa. Do tình huống bất ngờ tối qua, họ nhận ra rằng mọi chuyện có thể không đơn giản như họ nghĩ. Ngoài ra, hầu như không có thông tin gì về người này. Vì vậy, họ bắt đầu thắc mắc liệu Diệp Côn Luân này có phải là bí danh hay không. Để tìm hiểu tình hình và thông tin chi tiết về Diệp Côn Luân càng sớm càng tốt. Hồ Đại Tiên, tộc trưởng của tộc họ Hồ, đã sử dụng phương pháp thông linh trong bói toán, ngay lập tức nhìn rõ mọi thứ về Diệp Côn Luân, đồng thời kết nối với danh tính thực sự của mình Diệp Lâm. Khi phát hiện ra bí mật này, họ đã vô cùng ngạc nhiên. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc có nên chấm dứt nhiệm vụ và quay trở lại Phụng Thiên hay không. Suy cho cùng, từ trong thông linh cho thấy, Diệp Lâm là người được cho là có sức mạnh phi thường, có lẽ không dễ đối phó. Họ muốn quay trở lại và thực hiện những kế hoạch dài hạn. Tuy nhiên, Hoàng Tam gia nhà họ Hoàng lại không muốn ra về như vậy, nghĩ rằng họ vẫn còn cơ hội. Một người dù mạnh đến đâu thì vẫn có điểm yếu. Hoàng Tam gia nhìn ngôi nhà gỗ nhỏ phía sau, nơi Susan mà ông ta bắt cóc đang ở bên trong. Nếu tin tức lần này là chính xác,
Con bé này hẳn là thanh mai trúc mã của tên nhóc họ Diệp Kiều. Để cứu cô ta, cậu ta nhất định sẽ tới và ngoan ngoãn nghe theo lời chúng tai. Nói xong, Hoàng Tam gia nhìn về phía bà Bạch, hy vọng đến lúc đó thuốc sinh tử của bà sẽ có tác dụng. Bà Bạch gật đầu, đúng vậy, thuốc sinh tử, một niệm sinh, một niệm tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.